Tô Hành đáp lại nói, đều đến mức này còn tại mạnh miệng. Cái này hải thú băng phong năng lực kịp hắn hiếm thấy, hẳn là là hải thú chi vương. Hắc thủy huyền động từ xưa đến nay liền là cực kỳ hung hiểm chi địa. Các loại hung thú tầng tầng lớp lớp, một ngày gặp phải có năng lực phá vỡ tầng băng hải thú, người ta đều sẽ trở thành hải thú bụng bên trong đồ vật. Có lỗi là, thiên giới tu hành người không e ngại băng phong. Ta thậm chí có thể phá băng mà ra, muốn không quá lâu. Ngươi chỉ có thể tại trong tầng băng ngươi thế nào làm đến ông một đạo yếu ớt kim sắc kiếm cương lơ lửng tại hai người trước mặt cung cấp lấy cực kỳ hào quang nhỏ yếu tô hành âm thanh im bặt mà dừng gây ra như phỗng vô tận trong bóng tối cái này đạo quang mang không thể nghi ngờ cho bọn hắn cực lớn hy vọng ngu thượng nhung không để ý tới hắn mà là tiếp tục thử nghiệm điều động bốn phía nguyên khí thế nào thế nào làm đến tô hành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lại lặp lại một hỏi khắp đề cái này là vô kiếm chỉ đạo bên trong thu hoạch kinh nghiệm cùng tâm đắc không dựa vào ngoại vật thao túng nguyên khí lệnh vạn vật vì kiếm lệnh hết thảy hư vô cũng thành kiếm bá kiếm cương tiêu thất quay về tại hắc ám bên trong muốn ngưng tụ ra càng cường đại kiếm cương chỉ sợ không quá khả năng càng miễn bản phá vỡ khối băng còn là đến cần thực lực mạnh hơn ngu thượng nhung không để ý đến tô hành kinh ngạc mà là nhắm mắt lại chống cự không ngừng thẩm thấu hàn lãnh tu luyện chỉ có cái này dạng mới có thể sống đến lâu tận khả năng kiên trì, đan điền khí hải bên trong, truyền đến nhàn nhạt, nhạt ấm áp, cùng hàn ý đối kháng. Tô hành truyền âm nói, xem trọng ngươi, ngươi tiếp tục như vậy không có khả năng sống, ngu thượng nhung không có để ý đến hắn. Tô hành cũng theo lấy nhắm mắt lại, điều động đan điền khí hải bên trong tàn dư nguyên khí, tu luyện. Hắc liên, hắc diệu liên minh bắc bộ trong tiểu trấn, thẩm tất kho người nói, các chủ, hắc tháp phái người đi ma thiên các, lý tiểu mặc cùng đối phương đấu một đoạn thời gian, bị thương nhẹ chỉ là nhị tiên sinh kịp thời đổi tới cùng đối phương tại lạch trời kịch đấu cùng rơi vào hắc thủy bên trong đi lục châu mở mắt hơi hơi cao mày nói có thể biết là người nào nhất định là đoạn tây hoa người ta phía trước đi đón nhan chân lạc nhìn đến tô hành lý tiểu mặc cùng hắn giao thủ qua từ hắn miêu tả bên trong ta dám khẳng định là đoạn tây hoa thẩm tất không nhúc nhích lục châu thì là nhắm mắt lại mặc niệm thiên nhãn thần thông nhìn đến lại là một mảnh hắc ám bốn phía yên tĩnh, không có một tia quang minh. Đây là nơi nào? Hắc thủy, có thể nhìn đến sơn hắc một phiến, đã nói lên ngu thượng nhung không có nguy hiểm tính mạng. Dùng hắn đối ngu thượng nhung hiểu rõ, nhìn như lão nhị rất cố chấp, gan lớn, kỳ thực lão nhị hiểu rõ vô cùng địch ta ở giữa thực lực, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán. Cái này trùng bẩm sinh thiên phú cùng bản lĩnh, trợ giúp hắn đi ra hơn hoa quốc, tại không có đạp vào tu hành tình trạng hạ, xuyên qua mấy vạn dặm nguy hiểm chỗ ngu thượng nhung có thể sống đến hôm nay dựa vào đến tuyệt không chỉ là vận khí lục châu mở mắt nhìn xem cung cung kính kính mà đứng thẩm tất nói ra nói một chút đoạn tây hoa thẩm tất gật đầu nói ra đoạn tây hoa gia nhập hắc tháp tối thiểu có ba ngàn năm lúc trước gia nhập hắc tháp lúc thực lực chỉ có ba mệnh cách hắn là một bước từ hắc ngô vệ làm lên làm đến nhị trưởng lão vị trí hiện nay thực lực sẽ không thấp hơn tám mệnh cách đại trưởng lão sử ưu nhiên một chết hắn liền thành trưởng lão tri thủ lục châu hỏi phái bảo thủ, cải tiến phái không phản đối. Cũng phản đối, tháp chủ thái độ càng thiên hướng về phái bảo thủ, những năm này đối ngoại áp dụng đều là nuôi nhốt kế hoạch. Không liên mất khống chế, cùng bạch tháp mâu thuẫn kế hoạch, để càng nhiều người duy trì phái cấp tiến. Nói cho cùng cũng là muốn nhìn tháp chủ thái độ, tháp chủ cũng rất ít cho thấy thái độ, thầm tất nói ra. Hắc tháp bên trong còn có ai có thể cùng đoạn Tây Hoa địa vị ngang nhau? Lục Châu hỏi, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cùng với khác hai vị thẩm phán, bao quát Giang Cửu Lý. Giang Cửu Lý cái này người làm người khéo đưa đẩy, mọi việc đều thuận lợi, thực lực yếu một ít, nhưng mà rất thiện tại sinh tồn. Tháp chủ cũng rất coi trọng hắn, thẩm tất nói ra. Chấp hành tầng bên trong phổ thông thành viên, không có tài năng xuất chúng người đánh phá cân bằng. Phi thường khó, một ngày có nhân tài ưu tú, sớm đã bị nội bộ các thế lực lôi kéo. Các chủ để ta tiếp nhan chân lạc, chính là trung lập người một trong, trung lập có thời điểm không có nghĩa là không có việc gì, ngược lại là tất cả mọi người khi dễ đối tượng, thẩm tất nói ra. Tục ngữ nói, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, không có lập trường, ngược lại dễ dàng bị quần ẩu. Đoạn Tây Hoa mặc dù là phái cấp tiến, nhưng mà hắn là người cực kỳ giảo hoạt, thích châm ngòi ly rán. Từ không cùng người xung đột chính diện, là cái hai mặt người, thẩm tất khá có chút phiền chán đánh ra nói. Cái này chủng nhân phẩm, hạ tranh vanh thế mà lưu lấy. Lục Châu nói, ai, mọi việc có lợi có hại, hắn cái này tính cách, cũng hoàn thành rất nhiều chuyện. Chỉ cần không nguy cơ tháp chủ vị trí, hạ tranh vanh tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, thẩm tất nói ra. Lục Châu gật đầu, đi qua thẩm tất miêu tả, đối tại đoạn Tây Hoa có sơ bộ hiểu. Vậy Lão Phu liền để cút ra hắc tháp, đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Lục Châu đều hội bớt thời gian quan sát một chút ngu thượng nhung tình huống. Không một ngoại lệ đều là một mảnh đen kịt. Buổi sáng, Lục Châu đình chỉ tu luyện, đi đến bên ngoài lan can. Ngừng đầu nhìn mới lên thái dương, thẩm tất từ bên trên lướt đến, hạ gối quỷ xuống nói, các chủ, đông bắc phương hướng phát hiện một cỗ hồng sắc phi liễn. Vu chính hải cùng triệu hồng phất nghe đến động tĩnh chạy tới. Sư phụ, các chủ, thẩm tất tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, kia hồng sắc phi liễn hẳn là là bạch tháp lam Hi hòa. Nàng dám cái này chính đại quang minh mang theo phi liễn qua đến, chỉ sợ có chuẩn bị mà đến triệu hồng phất nói ra bạch tháp lam hi hòa ta nghe qua cái tên này giống như rất lợi hại đâu chỉ lợi hại cho đến tận này lam hi hòa duy trì toàn thắng chiến tích thẩm tất nói ra lục châu nói ra cái này lam hi hòa hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn thẩm tất rất muốn nói ta không phải ý kia chúng ta có phải hay không nên đi tránh đi bạch tháp sau đó để hắc bạch tháp đối kháng mà thiền các ngồi ngư ông đắc lợi chính muốn lại mở miệng lúc thiên thượng lướt đến một tên cô gái áo lam chủ nhân nhà ta mời lục tiền bối thượng liễn thẩm tất vu chính hải hai người một trận mộng bức triệu hồng phất thì là mờ mịt tứ phương sư phụ lão nhân ra lúc nào nhận thức lam hi hòa lục châu hồi đáp dẫn đường hắn nhẹ nhẹ vùng tay áo bạch trạch từ hậu viện bên trong bay lên theo lấy lục châu một cùng bay về phía không trung thẩm tất cùng vu chính hải triệu hồng phất sửng sốt một chút mới phản ứng được đại đại tiên sinh các chủ các chủ có phải là quá mãng điểm cái này trực tiếp muốn đánh thẩm tất có điểm khó mà tiếp nhận. Vu Chính Hải nói ra, cái này có cái gì, ta nhớ rõ Vũ Quảng Bình chết thời điểm ngươi tự tại chàng, ta sư phụ là ai, ngươi còn không rõ ràng. Ách, hình như là, thẩm tất não hải bên trong bỗng nhiên tái hiện liên tiếp danh tự, hắc tháp thẩm phán Vũ Quảng Bình, chết. Bạch tháp thẩm phán Ninh Vạn Khoảnh, hai trưởng, đầu hàng. Bạch tháp thẩm phán Nam Cung Ngọc Thiên, chết. Bạch tháp đại trưởng Lão Hứa Trần, chết. Hắc tháp đại trưởng Lão Sử Yêu Nhiên, chết. Hắc Diệu Liên Minh thích khách đại sư, Diệp Lưu Vân, chết. Hắc Diệu Tân Tấn Ngũ Hổ một trong, gia luật Sở Nam, một chiêu, bại. Thẩm Tất toàn thân một cái giật mình, đột nhiên vỗ xuống đùi, tự trách nói, ta thế nào đem Phan huynh khuyên bảo tất cả quên. Ba người theo lấy Lục Châu đi đến cùng Hồng Liễn ngang hàng độ cao. Tại Hồng Liễn phía trước, một vị dáng người huyền chuyển tuổi trẻ nữ tử, cầm lái phi hành. Cô gái áo lam lơ lửng tại trước, hạ thấp người nói, Lục Tiền Bối, mời. Lục Châu cùng Bạch Trạch bay lên khổng lồ hồng liễn, thẩm tất, không phải là mở cửa một bàn tay đánh tới sao? Cái này, chuyện gì xảy ra, họa phong cùng chính mình nghĩ tranh lệch quá lớn, đến mức nửa ngày không có chỉ hoãn qua thần. Vu Chính Hải cùng Triệu Hồng Phất vừa định muốn đi lên, cô gái mặc áo lam kia giơ tay lên nói, thật xin lỗi, Bạch Tháp chỉ hoan nghênh lục tiền bối. Rơi tại bong tàu Lục Châu, quay người nhìn một cái, nói ra, Lam Hi Hòa, đây chính là người đạo đại khách. Liễn bên trong, chuyên gia bình tĩnh như nước âm thanh để bọn họ tất cả lên vâng cô gái áo lam không ngăn cản nữa vu chính hải thẩm tất cùng triệu hồng phất một cùng đi đến bong tàu bên trên hắc liên đại địa vô tận dãy núi xương mù bao phủ tiểu trấn rừng cây hà lưu thu hết vào mắt cảnh sắc cực đẹp ba người phối hợp đi đến một bên thưởng thức cảnh trí một ít nữa hầu chuyển ra cái ghế thả tại bong tàu bên trên lục châu cũng không khách khí vào ngồi hồng liễn hướng tây nam phương hướng phi hành, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Lam Hy Hòa nói ra, ta chán ghét ánh sáng mặt trời, người biết rõ. Vu Chính Hải, thẩm tất, người biết rõ, câu nói này hàm nghĩa quá nhiều, đến mức não bổ không qua đến. Lục Châu nói ra, trở lại chuyện chính, tiền đặt cược mang đến rồi. Bên cạnh cô gái áo lam, từ bên hông ngỡ xuống một cái tử sắc túi, trước mặt mọi người mở ra. Một phần lại một phần hắc rượu thạch tinh hoa, bị thả tại bong tàu bên trên hắc diệu thạch tinh hoa, hình dạng chết khô hẹp dài thụ diệp, lộ ra mặc sắc ốp quang, như là một chiếc thuyền con, hình thể không lớn, nhưng là giá trị lại không thể đo lường. Là tu hành giới công nhận tài liệu chân quý một trong, hắn là để thăng vật phẩm đến hợp tất yếu vật liệu. Hắc diệu thạch tinh hoa, thẩm tất nuốt một ngụm nước bọt, nhiều như vậy, triệu hồng phất nói ra, hắc diệu thạch tinh hoa, đoán tạo vũ khí tài liệu chân quý, hợp cấp vũ khí, toàn bộ phải dựa vào nó. Hơn nữa phẩm chất tốt, hội vì hằng cấp đánh xuống cơ sở hằng vu chính hải quay đầu nhìn về phía triệu hồng phất ta chính là nói bừa nghe người ta nói trước mắt không có hằng xuất hiện qua triệu hồng phất nói ra lam hi hòa mở miệng nói tiểu cô nương có kiến thức không sai triệu hồng phất cười ha ha nói đúng thế ta là phù văn thư viện đệ tử kiệt xuất nhất lục châu đưa tay đánh gãy các nàng nói ra rất tốt tám mươi phần hắc rượu thạch tinh hoa chỉ mong ngươi không hội đổi ý lam hi hòa nói Hắc diệu thạch tinh hoa mặc dù chân quý, nhưng mà còn không đáng ta lật lọng. Lục Châu nhìn về phía nơi xa, thanh phong từ tới, người cái này chắc chắn lão phù thắng không hạ tranh vanh. Bởi vì hạ tranh vanh không nhận thua, Lam Hy hỏa nói ra. Bại cũng không nhận thua, bây giờ nói quá nhiều, chỉ sợ người biết đổi ý, Lam Hy hỏa âm thanh như trước đây bình thản như nước. Lục Châu đứng dậy, đi đến bong tàu bên cạnh, vạn sơn núi non trùng điệp, rừng tầng tầng lớp lớp dày đặc. Lão phù giết hứa trần, bắt ninh vạn khoảnh, người không tức giận. Lục Châu nhìn về phía trước hỏi, cái này là hắn nhóm nên được trừng phạt. Lục Châu tiếp tục nói, người nhóm rất thích nuôi nhốt người khác. Mạnh được yếu thua, liền tính không có bạch tháp, cũng sẽ có hắc tháp, đỏ tháp. Hắc tháp nuôi nhốt hồng liên, người bạch tháp nuôi nhốt chỗ nào? Lục Châu thẳng đâm yếu hại, Lam Hy Hòa thật lâu không có trả lời. Hiển nhiên là không muốn trả lời cái này vấn đề. Cái này tại Lục Châu dự đoán bên trong, hắn hỏi lần nữa, người cùng hạ tranh vanh, ai sẽ thắng. Lam Hy Hòa cơ hồ không có dừng lại, hồi đáp, ta, tự tin như vậy. Cái này là một tên tu hành người nên có tự tin. Kia ngươi vì sao không giết hạ tranh vanh, bạch tháp không liền xưng bá rồi. Lục Châu hỏi, Lưu, có lẽ sẽ càng có ý tứ, Lam Hy Hòa nói ra. Chấm. Quá trang, quá tự tin, nghe đến thẩm tất cùng vu chính hải rất muốn phản bác. Có thể là tưởng tượng, nhân gia thân phận là bạch tháp tháp chủ, tháp chủ có siêu phàm thoát tục thực lực cũng rất bình thường. Ta rất hiếu kỳ, kim liên trói buộc bắt diệp tu vi, ngươi là như thế nào đột phá kim liên hạn chế? Lam Hy Hòa hỏi, chảm liên, lục châu hồi đáp, cái này là thực lời, nghe đến Lam Hy Hòa lâm vào trầm mặc, có thể nghĩ đến cái này biện pháp, hoàn toàn chính xác ngoài dữ liệu, Lam Hy Hòa lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói, ngươi đi qua chỗ bí ẩn. Lần này đến phiên lục châu trầm mặc, lục châu không có gấp hồi đáp, mà là tại nghĩ, nàng hỏi cái này vấn đề mục đích. Lục Châu có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến mặt ngoài 12 mệnh cách, đơn thuần dựa vào thiên phú không có khả năng. Cũng khó trách Lam Hy Hòa hoài nghi hắn đi qua chỗ bí ẩn. Nói không có đi qua, phỏng trừng cũng sẽ không tin. Thế là Lục Châu hồi đáp, đi qua, khó trách, Lam Hy Hòa không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người cũng đi qua, Lục Châu hỏi lại, thẩm tất nghe đến cơ hồ nín thở. Đại lão nói chuyện phiếm thật là đi thẳng về thẳng, kích thích, lại chứng kiến thức. Lam Hy Hòa không có phủ nhận, mà chỉ nói, đi qua, người thu hoạch đến Thái Hư khí tức, Lục Châu hỏi. Người cũng thế, Lam Hi Hòa mặc dù không có cảm nhận được Lục Châu thân bên trên tồn tại Thái Hư khí tức, nhưng mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt đến 12 mệnh cách, Lam Hi Hòa chắc chắn Lục Châu có Thái Hư khí tức. Lục Châu dứt khoát đâm lao phải theo lao, thừa nhận chính là Lam Hi Hòa nói ra, trước kia tham dự Thái Hư kế hoạch rất nhiều người, kim liên giới không có người tham dự, Lục Châu. Thật là giả hoạt nữ nhân cái này là cố ý thiết sáo đâu lục châu không vội không chậm chấn định thong dong nói ai nói nhất định phải tham dự thái hư kế hoạch mới có thể đi chỗ bí ẩn câu trả lời này mãn phân lệnh lam hi hòa tìm không ra lỗ thủng nàng chuyện lại chuyển nói ra ngươi có thể được đến bạch trạch tán thành có thể ta xem nhẹ ngươi ta bạch trạch mà thôi không đáng giá nhắc tới lục châu nói ra cái này lúc cô gái áo lam đi tới hạ thấp người nói chủ nhân lục tiền bối lại qua một khắc đồng hồ liền đến thục địa lam hi hòa nói ra được hồng liễn bên trong lam hi hòa quay đầu nhìn về phía đứng tại phía cạnh ba người chỉ là tượng trưng nhìn một chút cũng không thể thật nhìn thấy hồng liễn ngăn trở ánh mắt nàng cảm giác hạ vô chính hải thẩm tất cùng triệu hồng phất ba người tình huống hơi hơi gật đầu nói khẽ hắn nhóm là người thủ hạ không đợi lục châu giới thiệu thẩm tất phi thường có lễ phép mà nói cái này vị là các chủ đại đệ tử ta là ma thiên các hộ pháp cái này vị là ma thiên các tân tấn thủ tịch phù văn sư Lam hi hòa thấp giọng khẽ nói một câu bốn mệnh cách hộ pháp thẩm tất giống như bị khinh bỉ nhưng mà từ lam hi hòa góc độ mà nói nhân ra có cái này thực lực quan sát bốn mệnh cách mặc kệ là bạch tháp hay là hắc tháp nhiều lắm là cũng chính là một hắc bạch ngô vệ lục châu nói ra năng lực không tại tu vi cao thấp thẩm hộ pháp vì ma thiên các làm rất nhiều cống hiến là bản tọa tướng tại đắc lực một trong thẩm tất độ trung thành tăng vụt hai Lục Châu bất quá là nói câu thực lời nói, không nghĩ đến hội đối thẩm tất có xúc động. Tại Hắc Tháp cái này đoạn thời gian cũng không có người thừa nhận qua hắn. Nếu không thẩm tất cũng không hội chỗ chỗ nghĩ bảo mệnh, chỉ vì Hắc Tháp còn không đáng hắn bán mạng. Hắc Tháp đem hạ tầng nghị hội thành viên đều trở thành có thể lợi dụng công cụ thôi. Có lúc nhân tâm liền là cái này lung lạc đến. Người nói có đạo lý, Lam Hi Hòa nói ra cái này vị phù văn sư tựa hồ rất trẻ trung, cũng là ma thiên các người. Triệu Hồng phất cười ha hả cùng nam nhân cơ hồ không có khác biệt tư thế, nói ra, trẻ tuổi liền là tư bản A, phù văn thư viện người đều nói ta thiên phú tốt. Ta tin, Lam Hy Hòa nói, nghe nói phù văn thư viện mấy trăm năm trước tìm đến một nhóm hải tử học tập phù văn, tuyệt đại đa số người đều bị đào thải, chỉ có một người học được tất cả phù văn tri thức. Người kia liền là người A, Triệu Hồng vất xấu hổ nở nụ cười, cái kia, có thể không để cái này không? Lam Hy Hòa nhẹ giọng mỉm cười, người thật sự rất có thiên phú, liền là dung nhập quá muộn. Đại viên Vương Bình, không có giết ngươi, để người kinh ngạc. Hắn dám, ta hiện tại có các chủ chỗ dựa, người nào giết ta, ta ra các chủ liền giết người đó, Triệu Hồng Phất nói ra. Cái này mông ngựa chụp ba ba vang, Lam Hy Hòa không lại nói chuyện với Triệu Hồng Phất. Cái này lúc, làm y nữ tử hạ thấp người nói, đến thuộc địa, Tây Nam 50 dặm địa, chính là hắc tháp địa bàn. Biết rõ, Lam Hy Hòa nói ra thẩm tất biết rõ Lục Châu không có đi qua hắc tháp, thế là chủ động trước, giới thiệu nói, hắc tháp chiếm diện tích mênh mang, trình bảy tinh bố cục, có 3.600 đạo từ giữa hướng ra phía ngoài vây quanh, đều là đạo văn. Có 7 tòa chủ tháp phân biệt trưởng khống 7 tòa bất đồng đại trận. Đại trận, Lục Châu nghi ngờ nói, Lục Châu kiến thức qua không ít trận pháp lợi hại, tỉ như đại viêm thần đô thập tuyệt trận, hồng liên diệp chân tuyệt thiên trận. Hắc tháp cùng bạch tháp có thể xuất ra bát hoang lục hợp kỳ cái này dạng trận kỳ, hang ổ há lại sẽ là yếu trận. Lam Hy Hòa là cố ý hố lão phu sao? Trên thực tế, liền tính Lam Hy Hòa không hạ vụ cá cược này, Lục Châu cũng phải đến một chuyến. Chấm, không bao lâu, Hồng Liễn đi đến hắc tháp chỗ địa bàn. Bảy tòa chủ tháp, xuyên thẳng hư không, cao không thấy đỉnh. Nửa tháp phía dưới, vân vụ lượn lờ, phía dưới thấp bé kiến trúc, đều là chiếu theo bảy tinh bố cục phương thức sắp xếp kiến tạo. Hồng Liễn dừng ở thiên su tháp cách đó không xa cũng là cực bắc hắc tháp kiến trúc, mấy người bay thấp lướt đến, tại hồng liễn ngoài trăm thước lơ lửng dừng lại, làm y nữ tử không đợi đối phương mở miệng, dẫn đầu cất cao giọng nói, thỉnh cầu thông báo hạ tháp chủ, chủ nhân nhà ta muốn gặp hắn, kia mấy tên hắc y nhân, cơ hồ không do dự, quay người liền hướng hắc tháp khu kiến trúc bay đi. Không bao lâu, một tên cao tuổi lão giả, từ hắc tháp bên trong bay tới, lơ lửng nói, nữ tử bái kiến làm tháp chủ, làm tháp chủ. Mời vào bên trong, làm hi hòa nói ra, ta tới đây, là có chuyện muốn nhờ, đi vào liền miễn, lão giả lộ ra vẻ nghi hoặc, làm tháp chủ thật vất vả đến một chuyến. Như là không hảo hảo chiêu đãi, hạ tháp chủ chút quái tội ta nhóm, làm hi hòa nói ra, ta đã đến, tự có chuyện quan trọng, cái này vừa nói, kia lữ tư không còn dám tiếp tục trì hoãn, mà chỉ nói, làm tháp chủ xin chờ một chút, lữ tư cấp tóc trở về, không thấy bóng dáng. Lục châu lạnh nhạt mà đứng, quan sát hắc tháp khu vực, nói ra, liền người cũng không dám tiến vào, cái này hắc tháp có gì chỗ kỳ lạ ta không phải sợ hãi mà là cảm thấy không cần thiết lam hy hỏa nói ra lão phu tạm thời tin ngươi lục châu chắp tay nói hắn như không xuất hiện đánh cược này người nào thắng chạy trốn tránh chiến đều tính thua lam hy hỏa nói ra coi như công bằng lục châu nói vu chính hải nói ra sư phụ hắc tháp hiện nay phân tranh khá lớn chỉ sợ hắn không dám ra tới hắn hội ra đến lam hy hỏa nói ra ngươi khẳng định như vậy lục châu nói ra lam y nữ tử cười nói không có chủ nhân nhà ta gặp không được người hắc bạch tháp đấu nhiều như vậy năm hạ tranh vanh duy nhất không dám đắc tội người liền là chủ nhân nhà ta vừa dứt lời thiên su tháp phương hướng lơ lửng xuất hiện ba người không hề rời đi hắc tháp khu vực xa xa truyền âm nói nguyên lai là lam tháp chủ đại giá quang lâm thanh âm kia trầm thấp mà hùng hậu lam hi hòa nói ra hôm nay đi tới nơi này chủ muốn có một chuyện muốn nhờ nàng phương thức nói chuyện luôn luôn ngắn gọn rõ ràng không cong cong tha tha làm tháp chủ mời nói, ta cùng ma thiên các các chủ đánh một chàng cược. Ta cược ngươi có thể thắng hắn, làm hi hòa nói ra. Trong bóng tối kia, dáng người tỏ vẻ rất cao lớn hư ảnh, chính là hắc tháp tháp chủ, hạ tranh vanh. Ma thiên các các chủ, cái này lúc, lục châu đạp không mà đi, ly khai hồng liễn, nhìn về phía kia hư ảnh, nói ra, chính là lão phu, nghe qua không bằng gặp một lần, hạ tranh vanh âm thanh như trước đây trầm ồn. Làm hi hòa, người cũng nghe đến, vụ cá cược này, lão Phu nhất định phải được, Lục Châu nói ra. Hắn gọi thẳng Lam Hy Hòa tục danh, để Hồng Liễn Lam y nữ tử có điểm khó chịu, nhưng mà Lam tháp chủ không nói gì, nàng cũng không tốt ra tiếng. Hạ tranh vanh trực tiếp không chú ý Lục Châu, nhìn về phía Hồng Liễn phía trên, nói ra, Lam tháp chủ liền vì chuyện này. Nếu không phải Lam Hy Hòa đến, liền tính là trời sập hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Không nghĩ đến là vì một kiện đổ ước, lại nói đánh cược này cùng hắn có quan hệ gì? Lam Hy Hòa nói ra, như hạ tháp chủ có thể thắng lục các chủ, lui về phía sau ngàn năm thời gian bên trong, trừ bạch liên bên ngoài tất cả sự tình, bạch tháp hết thảy không hỏi, lục châu nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Hạ tranh vanh mặc kệ thắng thua, Lam Hy Hòa đều đến xuất ra giá cả to lớn. Nàng liền cái này nhìn trúng diệp thiên tâm, không thể không nói, hạ tranh vanh tâm động, hắc tháp cùng bạch tháp đấu mệt mỏi, ngàn năm thời gian né tránh, cái này là cực đại một loại nhượng bộ. Đồng thời hạ tranh vanh cũng tại suy nghĩ, đến cùng là cái gì tiền đặt cược, có thể để cho Lam Hy Hòa như này cam lòng. Được, hạ tranh vanh âm thanh tăng lên, từ đầu đến cuối, hắc tháp nhìn người cũng không nhiều dáng vẻ, nhưng mà sừng sững bảy tòa chủ tháp, cùng quy tắc thành lập bảy tinh bố cục, cùng với khắp nơi khắc đầy đạo văn thuộc địa, có thể thấy hắc tháp không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, lục châu tay cầm rất nhiều át chủ bài. Bất kể đại giới, cầm xuống hạ tranh vanh cũng không có vấn đề gì. Hiện tại duy nhất muốn cân nhắc là, có thể tiết kiệm bao nhiêu, dùng ít nhất đại giới, đạt đến tốt nhất mục đích. Lục Châu nói ra, hạ tranh vanh, hắn y nguyên thói quen gọi thẳng tên. Lão Phu ngược lại là có một cái lời khuyên, Lục các chủ mời nói, ngươi như cùng Lão Phu giao thủ, thua không nghi ngờ. Nếu là có thể trực tiếp kiển trạch nhận thua, ngược lại là có thể miễn ra nhục chi khổ, Lục Châu nói ra. Hạ tranh vanh ngừng đầu, ánh mắt từ Lục Châu thân bên trên rời về phía Hồng Liễn, tựa như sớm đã nghĩ tốt như vậy, không có quá nhiều suy nghĩ, nói ra, ta nhận thua, làm hi hòa, thẩm tất, vô chính hải. Không liễn đám người, chấm chấm ngoặc kép, hạ tranh vanh cái này quyết định, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nhất không gì bằng cùng hắn đấu nhiều năm bạch tháp tháp chủ Lam Hy Hòa. Tục ngữ nói, hiểu rõ nhất chính mình không phải chính mình, thường thường là địch nhân. Hạ tranh vanh là cái gì tính tình cùng tính cách, Lam Hy Hòa vô cùng rõ ràng. Dọc theo con đường này nàng liền chắc chắn, hạ tranh vanh hội ra đến, cũng hội ninh chiến. Đồng dạng, hạ tranh vanh cũng biết Lam Hy Hòa, biết rõ Lam Hy Hòa là cái nói một không hai người, từ không đổi ý, hạ tranh vanh còn là tuyển trạch, trực tiếp nhận thua. Thẩm tất nhìn đến cảm xúc bành trướng, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Hồng liễn bên trong Lam Hy Hòa, bình tĩnh như nước ngũ quan bên trên, rốt cuộc nhíu mày. Nghĩ lại, hạ tranh vanh làm ra cái này quyết định, cũng hợp tình hợp lý. Hắc bạch tháp ở giữa mâu thuẫn sâu nhất, hắc tháp ước gì nhìn đến bạch tháp xuất huyết, trên lợi ích sự tình, sớm muộn cũng sẽ tranh cái người chết ta sống, không cần thiết vì một câu hứa hẹn, cùng cường đại ma thiên các kết thù. Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung, hài lòng gật đầu, rất tốt. Quay đầu lại, nhìn về phía Hồng Liễn, nói ra, Lam Hy Hòa, cái này chẳng đổ ước, dừng ở đây, thắng bại đã phân. Lam Y nữ tử không phục, hướng Hồng Liễn khom người nói ra, chủ nhân, hạ tranh vanh cái này là cố ý. Lam Hy Hòa lông mày giãn ra, khôi phục thành nguyên lai biểu tình, nói ra, đem đồ vật cho lục các chủ. Vâng, dù có không phục, làm y nữ tử cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Làm y nữ tử đem kia đựng lấy 80 phần hắc rượu thạch tinh hoa tử sắc cái túi xuất ra. Vu Chính Hải nói ra, làm tháp chủ rộng thoáng, đem cái túi cho ta liền đi. Tiếp nhận cái túi, Vu Chính Hải tỉ mỉ đếm, đem hắn cất kỹ, Mỹ tư tư nhìn về phía hắc tháp phương hướng. Hạ tranh vanh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, chỉ là không biết rõ bên trong cái gì. Bất quá những này không có quan hệ gì với hắn, thế là nhân tiện nói, hai vị như là không chê, hàn xá tụ lại. Không, Lam Hy Hòa nói ra, hồi, vâng, hạ tranh vanh chắp tay nói, vậy ta liền không tiễn xa, làm tháp chủ thuận buồm xuôi gió. Nói xong, hắn hướng Lục Châu chắp tay nói, Lục các chủ, xin cứ tự nhiên. Từ đầu tới đuôi, hạ tranh vanh đều không có ly khai thất tinh bố cục hắc tháp khu vực. Nhưng mà, Lục Châu lắc đầu nói ra, chậm đã, Lục các chủ còn có gì chỉ giáo, lão phu trước đến còn có hai chuyện, Lục Châu nói ra. Lục các chủ mời nói nguyên bản đã quay đầu hồng liến, lại ngừng lại. làm Hy Hòa lên lòng hiếu kỳ, tự tại cách đó không xa xem kịch. Lục Châu nói ra, ngươi người, đã thương lão phu người, cái này là chuyện thứ nhất. Tiếp đó, hắc tháp phái người đem lão phu đổ nhi đánh rơi vực sâu, rơi vào hắc thủy, sinh tử chưa biết, cái này là chuyện thứ hai. Nghe nói, hạ tranh vanh nhướng mày nói, có việc này. Ngươi bây giờ biết rõ, Lục Châu nói ra. Hạ tranh vanh trầm giọng nói, người nào to gan như vậy, dám đối lục các chủ rất thủ. Nơi xa thẩm tất vội vàng nói, có thể là người nào, đương nhiên là đoạn Tây Hoa, kia tam đạo hư ảnh trầm mặc hạ. Lục các chủ, hỗn loạn chỗ, nhiều phương thực lực tranh đoạt anh chiêu. Hắc tháp hao tổn đại trưởng lão sử ưu nhiên, còn có không ít hắc ngô vệ. Cái này sự tình, xóa bỏ, như thế nào? Hạ tranh vanh nói ra, không đợi lục châu mở miệng, vu chính hải dẫn đầu mắng, chê cười, đám kia dế núi mệnh, có thể cùng ta nhị sư đệ mệnh đánh đông. Hạ tranh vanh âm thanh biến đến nghiêm túc lên, lục các chủ, ta tận lực không nghĩ cùng ngài kết thù, cần gì hùng hổ dọa ngươi. Lão Phu bức không phải ngươi, mà là châm ngòi ly gián đoạn Tây Hoa. Ngươi như tại Lão Phu mặt, giết đoạn Tây Hoa, hai chuyện này, Lão Phu có thể chuyện xưa không tính, lục châu nói ra. Không khí biến đến khẩn trương lên, hồng liễn bên trong Lam Hy Hòa bất động thanh sắc quan sát lấy tất cả những thứ này, thậm chí nhẹ nhẹ vung lên, màn cửa nâng lên nàng rốt cuộc nhìn rõ ràng kia đứng lơ lửng giữa không trung lục châu. Giò xét hồi lâu, lại nhìn về phía thiên su tháp trước hạ tranh vanh tam đạo hư ảnh. Hạ tranh vanh nói ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Cái này lúc, hồng liễn lam hi hòa rốt cuộc mở miệng, thản nhiên nói, hạ tháp chủ, bao che tiểu nhân, không phải cử chỉ sáng suốt. Hạ tranh vanh trầm mặc một chút chờ đợi về sau, hướng bên trái hư ảnh nói ra, để đoạn tây hoa ra tới. Vâng, một đạo hắc ảnh lướt vào hắc tháp, không được thời gian một chén trà công phu, hư ảnh trở về, không người nói, đoạn trưởng lão thân thể không tốt, tại thiên quyền tháp nghỉ ngơi. Hắn cho cái này, hắc ảnh đem tờ giấy đưa cho hạ tranh vanh, hạ tranh vanh mở ra tờ giấy nhìn một chút, lại lặng lẽ đem hắn nắm ở trong lòng bàn tay, lại triển khai quyền đầu lúc, tờ giấy kia biến thành cho bụi, nói ra, lục các chủ, thật xin lỗi. Đoạn trưởng lão thân thể không tốt, ngài nhìn cái này dạng như thế nào, hắc tháp nguyện ý lấy thêm 10 phần hắc rượu thạch tinh hoa lục châu lắc lắc đầu nói nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn bảo vệ hắn hạ tranh vanh nói ra tha thứ khó tuân lệnh lục châu đạm mạc nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hô lục châu hướng chân trời lao đi thấy cảnh này lam hy hòa thanh tịnh trong mắt lóe ra ý tứ vẻ kinh ngạc cùng lúc đó hạ tranh vanh thuận thế đăng thiên mà lên đi đến hắc tháp thiên mạc cực hạn chi chỗ tinh bàn nở rộ lục các chủ mời về Lục Châu nhìn lướt qua, phát hiện hạ tranh vanh thủy chung tại trận pháp khu vực bên trong, khu vực này liền giống như là một cái cực lớn bát, che lại bảy tòa chủ tháp. Kia thuần hắc sắc không có ánh sáng tinh bản to như thiên mạc, ngăn tại phía trước. Không có dừng lại, mà là quay đầu lại nói, Lam Hi Hòa. Người nói, Lão Phu giết không giết đến đoạn Tây Hoa. Lam Hy Hòa không có trả lời, Lục Châu tiếp tục hướng phía trước lướt, bàn tay phải nâng lên, giữa năm ngón tay nở rộ Lam Quang, Tuyệt thánh khí chỉ bốn chữ bắn ra hào quang. Làm hi hòa thì thảo khẽ nói, làm sắc, quanh. Lục châu thẳng tắp bay tứ tung, một trường đánh vào mặc sắc tinh bàn bên trên. Thiên mạc rung động, hắc tháp đạo văn lay động ra gợn sóng. Kéo kẹt, tinh bàn xuất hiện một chút uốn lượn. Hạ tranh vanh thu hồi tinh bàn, hướng phía dưới một rơi, ngừng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua, nói, lục các chủ. Tội gì khổ như thế chứ, hủy bỏ mặc sắc tinh bàn một khắc này. Lục Châu trưởng ấn dư huy đánh vào thiên mạc bên trên. Đạo văn dập dờn, không có bất cứ chuyện gì. Lam Hy Hòa nhắc nhở, Lục các chủ, tốt nhất đừng đi vào. Lục Châu nhìn thoáng qua kia thật dày đạo văn khu vực, liền giống như là nhất tầng pha lê, đem trong ngoài cách biệt. Liền Lam Hy Hòa đều phải cẩn thận đạo văn khu vực. Lục Châu thuận đường văn, hướng lên lao đi, bay về phía thiên quyền tháp. Hạ tranh vanh cũng tới đến thiên quyền tháp bên cạnh, ngừng đầu vọng thiên. Lục Châu nhìn khắp bốn phía, mặc niệm thính lực thần thông. Bên tai truyền đến bốn phương tám hướng tiếng nghị luận, một chút bối rối. Cùng với khinh thường tiếng, đừng hoảng hốt, hắn phá không đạo văn, liền Lam Hy Hòa đều muốn nhượng bộ ba phần đạo văn, còn có hạ tháp chủ tại, lục lão ma thực lực cũng không yếu, còn là cẩn thận thì tốt hơn, cái này Lam Hy Hòa cũng quá hèn hạ, cố ý châm ngỏi ly gián. Hạ tháp chủ không có bị nàng lừa, có thể cái này lục lão ma nhận lý lẽ cứng nhắc thiên quyền tháp một cái khác xó xỉnh bên trong truyền đến trầm thấp đối thoại tiếng muốn giết ta đoạn tây hoa non một chút chỉ sợ liền hạ tranh vanh cửa này đều qua không thừa dịp hắn ở bên ngoài khiêu chiến ngươi ra ngoài đem hắn đổ đệ cùng thủ hạ giết vâng lục châu thu hồi thần thông nhìn về phía thanh âm kia bay tới phương hướng nói ra hạ tranh vanh lão phù hỏi lại ngươi một lần cuối cùng ngươi thật muốn chết bảo đoạn tây hoa tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hạ tranh vanh nói ra lục các chủ ngàn vạn đừng bị lam hi hỏa lừa hưu. Nhất đạo nhân ảnh hướng từ thiên quyền tháp bên trong lướt vào khu kiến trúc. Lục châu gia trưởng, kim sắc trưởng ấn đánh vào đạo văn bên trên, chỉ là sinh ra yếu ớt choáng vòng, liền biến mất không thấy. Cái này một trưởng chỉ là thăm dò, hắc tháp đạo văn phòng ngự tích cực cường đại, nếu như có thể chống đỡ được toàn bộ thái huyền chi lực, kia. Liền xong con bê, cái này đạo văn, lục châu nói ra, hưu, hắc ảnh tựa hồ phát giác được đạo văn không có bị phá ra, cấp tóc lao đi, một đường thi triển đại thần thông. Cái này người hẳn không phải là đoạn Tây Hoa, mà là đoạn Tây Hoa thủ hạ. Đem chí mệnh nhất kích lãng phí ở trên người hắn không quá có lời. Hắn truyền âm cho Vu Chính Hải các loại người, ngươi nhóm cẩn thận. Vu Chính Hải, Thẩm Tất cùng Triệu Hồng Phất lần lượt rút lui. Hắn nhóm quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Liễn, như là Bạch Tháp lúc này cũng xuống tay với bọn họ. Kia liền là tình thế chắc chắn phải chết, kia hắc ảnh tiêu thất tại Tây Bắc phần cuối thời điểm, Lục Châu lại lần nữa xuất trường một đạo sau trước đó rõ ràng phải cường đại hơn rất nhiều kim trưởng rơi xuống oanh lay động ra gợn sóng biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này lam hi hòa cùng hạ tranh vanh đều cảm thấy kỳ quái lục lão ma có có thể giết hai đại trưởng lão tu vi vì sao đánh ra trưởng ấn giống như là gãi ngứa ngứa giống như chỉ bất quá một hồi lam trưởng một hồi kim trưởng để người cảm thấy không thể tưởng tượng hạ tranh vanh dứt khoát lơ lửng nhìn xem một đạo đạo trưởng ấn rơi xuống mảy may dung chuyển không nở rộ quang hoa đạo văn khu vực. Hắn dọc theo thiên quyền tháp phía trên khu vực phi hành, đồng thời ra trường. Sau đó hơi hơi gật đầu, lại lần nữa mặc niệm tính lực thần thông, đông, 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 cái này là hạ tranh vanh tiếng tìm đập, mở rộng phạm vi, hắn nghe đến thiên quyền tháp bên trong âm thanh, bất quá như này, hai đại trưởng lão chết oan, cái này mãng, liền không sợ lam hy hòa phía sau đâm đao. Đoạn tây hoa ngồi trên ghế, đập tay vịn, thỏ khôn có ba hang cho dù là đạo văn phá, hắn cũng có cái khác chạy trốn phương pháp. Huống hồ không cần thiết đào tẩu, thế nào nói đây cũng là hắc tháp địa bàn, liền Lam Hy Hòa đều sẽ không dễ dàng tiến đến. Vù vù, Lục Châu nghe đến nguyên khí dũng động âm thanh, là đoạn Tây Hoa phái đi ra ám thủ. Thu hồi thần thông, thân hình bay lượn, hướng hồng liễn phương hướng bay đi. Cảm thấy được kịch liệt nguyên khí bà động, Lục Châu tay phải vừa nhấc, vị danh cung xuất hiện, đạm mạc nói, tiểu nhân vật, chính làm hắn muốn xuất thủ thời điểm một đoàn xí bạch sắc quang hoa trống rỗng xuất hiện tại nguyên khí ba động khu vực màu tuyết trắng liên hoa năng lượng nở rộ phát tiết quanh tại năng lượng màu trắng như tuyết phạm vi tính đã kích xuống hắc ảnh xuất hiện bị lăng không đánh bay đón lấy bông tuyết đầy trời giống như năng lượng giống như là long quyển phong một dạng xoay tròn kia hắc ảnh dây lát ở giữa bị bông tuyết giống như cương nhận phân giải hóa thành bão vụn quang mang tán đi lam Hy hòa đứng giữa không trung duy mũ rơi xuống bạch xa che khuất mặt mũi của nàng lại che không được nàng thon dài tư thái cùng mảnh khảnh cánh tay. Chủ nhân, làm y nữ tử khom người, làm hy hòa, hạ tranh vanh nói, lục châu cũng thu hồi vị danh cung. Lam Hy Hòa nói, ba người này theo ta mà đến, chính là bạch tháp khách nhân, bạch tháp có nghĩa vụ cam đoan hắn nhóm an toàn, bạch tháp trung quy là tuyển trạch đứng tại ma thiên các bên này. Quả nhiên là đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. Hại nàng thua 80 phần hắc rượu thạch tinh hoa, cái này tại trước mặt đặt lại đi hạ tranh vanh nhướng mày quay đầu lại nói người nào phái người đi ra cho ta không người hồi ứng lục châu nhìn về phía hạ tranh vanh nói ra ngươi lòng biết rõ lục các chủ chuyện ngày hôm nay ta đã nói đến rất rõ ràng những việc này ta có thể cam đoan không có quan hệ gì với đoạn tây hoa hạ tranh vanh nói ra cái này lúc thiên quyền tháp bên trong đoạn tây hoa đi ra giả vờ như ốm yếu bộ dáng ho khan hạ ngẩng đầu lên nói ai muốn hại ta lục châu quay người nhất chuyển nhìn đến kia đi ra thiên quyền thắt đoạn tây hoa quát lạnh một tiếng lão phu chờ đến liền là ngươi trong lòng bàn tay xuất hiện một trưởng phổ thông chí mệnh nhất kích tạp lập tức bóp nát cỡ nhỏ vòng xoáy ngừng tụ hải khiếu lực lượng một trường đẩy ra hắn chỉ muốn mau sớm đem hắn mang đi không nghĩ nói nhiều với hắn một câu ông cùng phía trước một dạng kim trưởng từ không trung rơi xuống hạ tranh vanh đứng lơ lửng giữa không trung không nhị được lắc đầu lục các chủ cần gì chứ tội gì khổ như thế chứ lần này kim trưởng cùng lúc trước đều có chỗ bất đồng. Cái này là đạo gia, trăm sông đổ về một biển. Phối hợp phía trước lục châu tại thiên quyền tháp đánh trưởng thế, cùng nguyên khí ba động, chu thiên lập lên khuấy động phong vân chi thế, lòng bàn tay như là nhấn hạ minh mông hải khiếu. Hạ tranh vanh không cho rằng hắn có thể phá vỡ đạo văn. Khí thế ngược lại là rất đủ, lực lượng chưa chắc đại. Cái này 3.600 đạo đạo văn, có thể kháng trụ nhiều cái cường giả tập thể tiến công, hạ tranh vanh tại gặp phải cường giả lúc, cũng sẽ không dễ dàng ly khai. Đoạn Tây Hoa lộ ra mỉm cười, kết trưởng ấn rơi tại đạo văn thời điểm, lục châu dây lát tránh dán tại đạo văn phía sau. Đạo văn giống như là pha lê, bị năm ngón tay chạm rỗng. Hạ tranh vanh con người co rụt lại, Lam Hy Hòa bình tĩnh ánh mắt bên trong lại lần nữa tạo nên gợn sóng, hắn lại thật phá đạo văn. Đoạn Tây Hoa nguyên bản híp mắt, đạo văn vỡ vụn lúc, hai mắt trợn lên, nghĩ muốn di động, mới phát hiện hai chân bị định trụ, toàn thân tê liệt. Cái này là sợ hãi, hắn liền mang nâng lên song trưởng, tế ra đường kính mấy thức tinh bàn, ngăn tại phía trên. Theo lý thuyết, kia trưởng ấn bị đạo văn ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng không hội quá nhiều. Nhưng mà, chỉ có Lục Châu biết rõ trí mệnh nhất kích là hiệu quả gì. Hắn đã tiến vào đạo văn khu vực bên trong, chân đạp trưởng ấn. Âm, trưởng ấn đánh vào tinh bàn bên trên, kéo kẹt, tinh bàn uốn lượn rung động. Vì sao, đoạn Tây Hoa vừa nói xong ba chữ này, liền bị kia cực lớn trưởng ấn dán vào mặt nhấn trên mặt đất thiên giới lượn quanh pháp thân bành trướng ra đến lại cấp tốc thu hồi đinh đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 6.000 điểm công đức oanh trưởng ấn tiêu tán lục châu đứng chắc tay đạp đoạn tây hoa sau lưng hắn biết đoạn tây hoa còn chưa có chết một mệnh cách chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi hắn gắt gao đạp đoạn tây hoa sau lưng nhìn về phía hạ tranh vanh nói ra lão phu vì hạ tháp chủ giáo huấn ngươi một chút phúc đoạn tây hoa phun ra một ngụm máu tươi, hạ tranh vanh hai mắt bên trong dần dần thiêu đốt hỏa diễm, nói ra, khinh người quá đáng. Bá bá bá, vù vù, cái khác sáu tòa chủ tháp không ngừng lướt đến tu hành người, hắc ngô vệ, phổ thông thành viên, tam trưởng lão phong khuê, tứ trưởng lão lữ tư. Thẩm phán giả giang cửu lý, thẩm phán giả la hoan, thẩm phán giả trần tiếu. Chọn vẹn mấy trăm tên hắc tháp tu hành người đứng tại bốn phương tám hướng. Thẩm tất nói ra, các chủ bị vây công, vu chính hải nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến, ừm, triệu hồng phất là tân nhân, lo lắng nói, cái này làm sao xử lý. Đạo văn lại bổ túc, thất tinh bố cục đại trận chính là như vậy, cho dù là bị phá ra, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, liền giống như nước biển, sẽ lập tức bù đắp. Lam Hy Hòa hướng lên lơ lửng, ánh mắt rủ xuống. Lam Y nữ tử theo lấy lơ lửng mà lên, nói ra, chủ nhân, muốn giúp hắn sao? Không cần, hắn có thể vào, liền hẳn là có thể ra tới ta Thủy Dung là xem nhẹ hắn, Lam Hy Hòa thản nhiên nói. Thiên quyền tháp bên cạnh, Lục Châu lạnh nhạt mà đứng, nhìn khắp bốn phía, đoạn tây hoa quỳ rạp trên mặt đất, cố nén sợ hãi cùng tức giận, nói, người giết Vũ Quảng Bình, giết sử yêu nhiên, lại giết kia nhiều hắc ngô vệ. Hiện tại lại muốn giết ta, các huynh đệ, người nhóm lại không động thủ, hạ một cái chết liền là người nhóm, oanh. Lục Châu dưới chân hiện Lam Quang, không giữ lại chút nào thi triển đủ lượng thái huyền chi lực, một chân đạp xuống dưới. A, à, Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm điểm công đức. Đoạn Tây Hoa liền giống như là bị hàn tại trên mặt đất, không thể động đậy, lại phun một ngụm tiên huyết. Lục Châu lắc đầu nói, chỉ là một cái đoạn Tây Hoa, có giá trị ngươi nhóm cùng Lão Phu là địch. Không trung tu hành đám người hai mặt nhìn nhau, tối thiểu có một phần ba người mảy may không đồng tình đoạn Tây Hoa, hắn nhóm đều là phái bảo thủ, cùng phái cấp tiến mâu thuẫn rất sâu, đặc biệt là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Nhưng mà cái khác phái, thì là hai mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm lục châu nhất cử nhất động. Nhân ra đều dẫm ở trên mặt, hắc tháp uy nghiêm thế nào tại, hắc tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không biết là người nào, trong góc quát, này lúc không diệt lục lão ma, chờ đến khi nào. Mười mấy tên hắc ngô vệ ua lên, một đoạn tây hoa đập đất mà lên, thừa cơ gắng gượng đem lục châu đẩy lên, lục châu mặc niệm thiên thư thần thông, dưới chân sinh lam liên, một đóa có thể so với thiên quyền tháp còn muốn lớn lam liên xuất hiện liên diệp đảo bước bốn phía, thái huyền chi lực giống như là phong bạo đồng dạng, càn quét bốn phía. Kia vừa nhào lên hai mươi tên hắc ngô vệ bản năng tế ra pháp thân. Mỗi người đều đem mặc sắc tinh bản ngăn tại thân trước. Che khuất bầu trời lam liên, dùng vô pháp kháng cự lực lượng, nở rộ. Oanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phàm là tới gần thiên quyền tháp hắc ngô vệ, đều bị đánh bay. Một cái cái thiên giới lượn quanh xuất hiện lại co lại, hai mươi tên hắc ngô vệ, lập tức bị lấy đi một mệnh cách cho lão phu xuống dưới, vừa đem lục châu nhô lên đoạn tây hoa lại lần nữa bị dẫm lên mặt đất bên trên, giống như là giống như chó chết. Thiên quyền tháp, bị cắt đứt, trong phạm vi 100 mét xung quanh công trình kiến trúc, đều bị lam lên toàn bộ chặt năng cắt đứt, một tên cũng không để lại. Thiên mạc bên trong đạo văn, lại lần nữa phá vỡ, liền giống như là đậu hũ một dạng nhẹ nhõm dễ dàng. Nhưng mà rất nhanh kia 3.600 đạo đạo văn lại một lần nữa quy nhất, bổ khuyết tới. Hạ tranh vanh liên tục lui lại, pha sụp một tòa kiến trúc vật mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục châu cái này là nhiều mạnh lực lượng hạ tranh vanh miễn cưỡng bảo trụ hắn mệnh cách hắn liền vội cúi đầu sờ sờ chính mình khôi giáp cái bao đầu gối tay cổ tay hàn thiết lại đều bị lam liên lực lượng đập nệm cực nóng không chịu nổi trên cánh tay gân xanh bạo suất một tia tiên huyết chảy ra cứu cứu ta hạ tháp chủ cứu ta đoạn tây hoa sợ hãi liên tục vứt bỏ bốn mệnh cách hắn chỉ còn lại năm mệnh cách hạ tranh vành ánh mắt tìm kiếm bốn phía, mở chủ tháp chi trận, xó xỉnh bên trong lại lần nữa có người hạ lệnh, hạ tranh vành khuôn mặt vặn vẹo, hắn rất tiếc mệnh, cũng rất cẩn thận, đến cùng là người nào ở sau lưng ngủ chỉ huy. Dừng tay, thẩm phán giả lữ tư nói, không thể ngừng, việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao, tháp trận mở, vù vù tiếng nổ lớn, bảy tòa chủ tháp sáng lên mặc sắc quang hoa, phóng tới cửu u hư không. Cho dù là bị cắt đứt thiên quyền tháp, lại cũng bốc lên vạn trượng mặc sắc quang trụ. Không trung bên trong tử lôi cuồn cuộn, lốp bốp rung động. Tiếp lấy kia mặc sắc quang trụ toàn bộ hướng Lục Châu hội tụ. Lục Châu nhướng mày, quát, hạ tranh vanh, mũi chân điểm một cái, xông thẳng tới chân trời, tóc đen rối tung, hàn khí bức người, cũng không biết vì sao, rõ ràng là ở địa bàn của mình, hạ tranh vanh bị điểm tên thời điểm, lại cảm giác được một chút sợ hãi. Không biết tốt xấu, trong lòng bàn tay, Thái Huyền tạp khẽ run lên, hóa thành điểm điểm tinh quang. Thái huyền chi lực dây lát đầy, lam đồng nở rộ, như là ma thần hàng lâm, đem thất đạo quang trụ toàn bộ ngăn trở. Tại thái huyền chi lực phát tiết hạ, lam trưởng, lam thân, lam y, tóc lam, toàn thân giống như là bị lam sắc điện hồ bao khỏa giống như. Thiên nhãn thần thông, thính lực thần thông, đánh hơi thần thông. Ba cái tề khai, hư ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, giao quang tháp chỗ, lam liền phát tiết, oanh phương viên ngàn mét kiến trúc san thành bình địa, hư ảnh lại lóe lên, khai dương tháp, lam liên nở rộ, lại san thành bình địa. Ngọc hành tháp, thiên cơ tháp, thiên toàn tháp, thiên su tháp, cùng với thiên quyền tháp phía trên. trọn vẹn bảy đóa cực lớn lam liên, vừa vạn bao trùm thuộc địa không chung. Đám người ngừng đầu, si ngốc nhìn qua kia đẹp đến mức tận cùng lam liên, mỗi một đóa đều ẩn chứa đoạt mệnh sát cơ cùng đáng sợ lực lượng, liên hoa mở vạn dặm Thất tinh tháp trận, bị cực hạn thái huyền chi lực phá vỡ. Lục Châu không có giữ lại chút nào, mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó. Trở lại thiên quyền tháp bên trên, nơi nào còn có đoạn tây hoa cây bóng, sớm đã không biết tung tích. Đám người thở mạnh cũng không dám, người cho rằng người trốn được. Lục Châu lắc đầu, tóc lam tung bay, ngây thơ, Lục Châu đột nhiên hướng phía sau trăm mét kiến trúc sau phương đánh ra 10 đạo lam trường. Kia lam trưởng như thiểm điện đánh vào công trình kiến trúc bên trên, xuyên thủng vách tường. Âm, um, nện ở đoạn Tây Hoa ngực bên trên, thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện lại co lại, phía sau trưởng ấn liên tiếp đuổi theo, toàn bộ đánh vào trên ngực của hắn, cái này mỗi một trưởng đều là toàn lực ứng phó mãn cách thái huyền chi lực, chỗ nào là đoạn Tây Hoa có thể chống cự. Một trưởng một mệnh cách, phanh phanh phanh, thái huyền chi lực sinh ra đường cong, đem hắn nhô lên. Đoạn Tây Hoa hai mắt đều là sợ hãi, ngực đã sớm bị trưởng ấn xuyên thủng, thành huyết động còn lại trưởng ấn không lưu tình chút nào, theo lần mang đi hắn còn lại tất cả mệnh cách. Hắn bốn chân tám xiên, lơ lửng tại không, liền giống như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho trưởng ấn dán tại trên người hắn, từ ngũ quan đến hai chân. Phanh phanh phanh, cho đến sau cùng một trưởng đánh vào không trung, trôi hướng viễn không. Đoạn Tây Hoa, hồi phi yên diệt, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch đến 8.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 2.000 điểm công đức, lục châu tam đại thần thông toàn mãn ô trạng thái mở ra quay người nhất truyền chúng hắc tháp thành viên lui lại lục các chủ nghe ta giải thích lục châu hư ảnh lóe lên tiến vào đám người đặc biệt là phái cấp tiến chỗ người bầy bên trong chờ lão phu nộ hỏa lắng lại tự nhiên nghe ngươi giải thích oanh phát diệt tẫn trí thần thông mười mấy tên hắc ngô vệ hướng bốn phía bay ngược lại toàn bộ cùng lên ngửa mặt lên trời thổ huyết hắn nhóm tinh bàn toàn bộ diệt đi một mệnh cách hư ảnh lại lóe lên xuống dưới mãn cách trạng thái như kinh lôi âm công càn quét mặt khác mười mấy tên hắc tháp thành viên. Tập thể thiên giới lượn quanh xuất hiện lại biến mất, cho dù là hắc tháp bên ngoài chờ vu chính hải, thẩm tất cùng triệu hồng phất mấy người cũng không khỏi che lỗ tai, nhãn trung biểu thị là kinh hãi. Chỉ có Lam Hy Hòa nhíu mày, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ tranh vanh điên cuồng lấp lóe, không ngừng tránh đi cái này cực lớn phạm vi tính Lam liên đả kích. Nơi nào còn có một chút xíu tháp chủ phong phạm phanh phanh phanh, mạn thiên hắc liền như mưa rơi, nện ở phế tích bên trong, lục châu quay người dây lát tránh. Lấp lóe xuất hiện trước mặt hạ tranh vanh, nói, hiện tại đến phiên ngươi. Hạ tranh vanh sắc mặt cực kỳ khó coi, phía trước vì ngăn trở dư huy, đã là gian nan, đương hạ không thể không vận dụng đòn sát thủ, đan điền khí hải bạo phát bành trướng lực lượng. 3.600 đạo văn lực lượng, dũng động lên, hai tay giao thoa đón đỡ. Lục châu xuất trưởng, mỗi một trưởng, đều đánh vào hạ tranh vanh hai tay bên trong, một giây mười trường hạ tranh vanh a à nha hét thảm lên đầy người khôi giáp vỡ ra đến hai tay bại lộ tóc tản mát thất khiếu xuất huyết giây thứ hai lại mười trường hai tay răng rắc tiếng vang thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện lại thu hồi ý vị này hạ tranh vanh hao tổn một mệnh cách lục châu tâm sinh kinh ngạc hắn không nghĩ đến hạ tranh vanh dựa vào ba ngàn sáu trăm đạo trận văn tình huống dưới có thể liên tục ngăn trở 10 lần mãn cách thái huyền chi lực nếu là không có thái huyền tạp hoàn toàn chính xác không có khả năng chiến thắng hắn. Bỏ qua một bên trí mệnh nhất kích, liền tính là đỉnh phong thể nghiệm tạp, cũng không nhất định có thể thắng. Hắn cảm giác được hạ tranh vanh biểu hiện lực lượng không chỉ là 12 mệnh cách. Lục Châu thể nghiệm qua 12 mệnh cách đỉnh phong trạng thái, rất rõ ràng 12 mệnh cách mạnh bao nhiêu. Lão Phu ngược lại là xem nhẹ ngươi, Lục Châu thản nhiên nói. a à, hạ tranh vanh xong khuỷu tay hàn thiết hướng về phía trước bạo phát đủ dùng khai sơn phá không lực lượng. Oanh, lục châu tế ra vị danh thuẫn, không ngừng mãn cách trạng thái thái huyền chi lực bao khỏa vị danh thuẫn. Đem hạ tranh vanh tất cả lực lượng ngăn trở, 30 độ sau bay, hai tay hơi kêu, cái này lực lượng, lục châu tâm sinh kinh ngạc, nhưng mà lúc này không phải nhân từ nương tay thời điểm. Hạ tranh vanh gặp lục châu bình yên vô sự, mắt bên trong đều là kinh ngạc. Thừa dịp hắn lực lượng kẽ hở, lục châu hư ảnh lại lóe lên. Đi đến trước mặt, một giây thập liên trường, phanh 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 hạ tranh vênh ai nha nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức cấp tốc sau bay lại đoạt một mệnh cách oanh nện ở phế tích bên trong tóe lên mạn thiên cho bụi cùng bão vụn đinh thái huyền tạp duy trì liên tục thời gian kết thúc đánh xong kết thúc công việc lục châu lơ lửng giữa trời không có tiếp tục xuất thủ ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía thất đại chủ tháp không một may mắn thoát khỏi cảnh hoang tàn khắp nơi kia chút rơi xuống hắc liên lần lượt che ngực, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong ngạo nghễ mà đứng Lục Châu. Trong lòng mỗi người đều tại run rẩy, vượt qua nhiều hơn phân nửa Hắc Tháp thành viên, đều bị lấy đi một mệnh cách, số ít kẻ xui xẻo, càng là bị lấy đi hai mệnh cách. Chỉ có Từ vừa mới bắt đầu liền trốn đến xa xa phái bảo thủ nhóm, tránh thoát nhất kiếp. Có người may mắn không có tham dự, có người tiếc hận, Hắc Tháp cứ như vậy bị đại lão dùng lực lượng một người đánh bại sau đó có người đem sự kiện này xưng là hắc tháp tập thể hạ thấp sự kiện lưu truyền tại tu hành giới soạt ngoài ngàn mét thiên cơ tháp phía tích xông ra một người kia tu hành người đầy bụi đất không ngừng vuốt toàn thân cho bụi lại ho kịch liệt thấu mấy lần đầu óc choáng váng giống như là lạc đường như vậy khắp nơi bay loạn bay đến thiên quyền tháp thời điểm lục châu nghi ngờ nói nhan chân lạc lục châu vẫn thật là kém điểm không nhận ra được nhan chân lạc nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh hắn triệt để mộng bức, nhan chân lạc dùng sức lắc đầu, u tai tiếng khiến cho hắn nghe không được lục châu. Vừa rồi liên tiếp âm công, thực tại là không tranh lệch đả kích, nhan chân lạc vừa tốt bị cầm tù tại thiên cơ tháp hạ, ăn một cái. Lục, lục huynh, nhan chân lạc đầu ông ông nói, phát sinh cái gì sự tình Thiên quyền tháp trước trăm mét đống phế tích bên trong, oanh, hạ tranh vanh một trưởng đánh tan trôn lấy hắn tạp vật bã vụn. Lục châu ánh mắt theo đi, khẽ nhíu mày. Lục Châu triển hiện ra cường đại vũ lực, tin phục đám người. Dù là Thái Huyền tạp hiệu quả kết thúc, Lục Châu cũng không sợ hắn nhóm. Không chung bên trong 3.600 đạo đạo văn, liền giống như là Thủy Triều đồng dạng, lại lần nữa khâu lại lấp đầy lại cùng lên. Cái này trận pháp thần kỳ, lệnh người thán phục, cũng chính bởi vì cái này đáng sợ trận pháp, càng khiến người ta thán phục tại. Lục Châu cường đại, hắn mỗi lần Thái Huyền mãn cách bạo phát, đều hội đem đạo văn phá vỡ một lần. Ai còn dám chất vấn hắn thực lực? đạo văn chữa trị năng lực rất cường đại cũng khó trách hạ tranh vanh một mực không đi ra soạt khụ 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 hạ tranh vanh đem tạp vật toàn bộ đẩy ra ngồi dậy đứng dậy một mặt cho bụi ngực đều là vết máu hắn nhìn về phía trước sớm đã hóa thành phế tích hết thảy nội tâm đủ loại cảm giác khó chịu không thôi phế tích phía trên che ngực ngồi bệt dưới đất đều là hắc tháp thành viên mỗi người giống như xương đánh quả cà ỉu xìu đi tức có lắc đầu thở dài có tiếc hận khó chịu hạ tranh vanh ngừng đầu, nhìn về phía không trung lơ lửng lục châu, cùng với. Nhan chân lạc, hắn lại lần nữa ho kịch liệt thấu lên, nhấc lên bàn tay trước người vỗ vào mấy lần, kia chút cho bụi đều bị cương khí chấn bay. Bộ mặt hắn biểu tình rốt cuộc khá hơn một chút, khó khăn đứng lên, vịn tạp vật, lục châu liền cái này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, một chút cũng không. Lo lắng, thái huyền tạp kết thúc trước một giây, hắn không có bạo phát thái huyền, hiện tại thái huyền chi lực vẫn y như cũ là mãn cách đồng thời hắn còn có bạch trạch ở bên ngoài thủ tùy thời có thể bổ sung lại thêm lên độ lượng công đức điểm cho dù là lam hi hòa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ huống chi đã hao tổn hai mệnh cách hạ tranh vanh sớm biết như này sao lúc trước còn như thế lục châu nói ra hạ tranh vanh không khỏi lắc đầu buồn bã cười vài tiếng nói ra hắc tháp ta hắc tháp ha 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 ha, ha mới vừa rồi là ai muốn giải thích bốn phía hắc tháp thành viên lại lần nữa bản năng lui lại tứ trưởng lão lữ tư từ xa chỗ bay tới, sắc mặt khó coi mà nói, ta, ta, lão phu hiện tại cho ngươi cơ hội, lục châu thản nhiên nói. Cái này, lữ tư nặng nề mà thở dài một cái, hiện tại giải thích, đã muộn. Ai, muộn, lục châu lắc đầu nói, như là không thể cho lão phu một cái hoàn mỹ giải thích. Kia liền tiếp tục hạ thấp, chúng hắc tháp thành viên, cái này dạng thật tốt sao, hiển nhiên, cái này là uy hiếp, trực tiếp mà dứt khoát uy hiếp. Lữ tư vội vàng giải thích, đừng 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 cầu ngài dơ cao đánh khẽ nói thực lời nói kia đoạn tây hoa chết chưa hết tội ta cùng tam trưởng lão cùng với khác thẩm phán trưởng lão hội nhiều người sớm liền muốn đem hắn trục xuất hắc tháp, tháp làm gì được đoạn tây hoa cái này người cực kỳ hèn hạ lục các chủ ngài nhìn rõ mọi việc hắn một người sai lầm toàn bộ đều vẩy trên người chúng ta thực có chút oan uổng a à? ngươi thật cảm thấy mình oan uổng lục châu nói ra ít cùng lão phu chơi trò vặt hạ tranh vanh ngươi cảm thấy mình oan uổng sao quan sát hạ tranh vanh đám người lần lượt nhìn sang hạ tranh vanh bình tĩnh về sau thở dài lắc đầu đáng đời ta đáng chết ta đáng chết tam trưởng lão gặp thế cục hòa hoãn xuống dưới từ xa chỗ bay tới nói ra ai đã sớm nói đoạn tây hoa cái này chủng người không thể lưu ngài liền là không nghe rơi vào hiện nay hạ tràng hạ tháp chủ ngài khó thoát tội lỗi hắc tháp các thành viên lần lượt nhìn về phía hạ tranh vanh rất nhiều người đều hiểu đoạn tây hoa biết rõ hắn là cái dạng gì nhân phẩm. Một người như vậy phẩm ti tiện người, vì sao muốn che chở đâu? Hạ tranh vanh thở dài nói, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Lục các chủ, ngài hiện tại hài lòng rồi, lục châu nhíu mày, nhìn đến ngươi còn chưa đủ chịu phục. Đến bây giờ, ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Thôi được, hắc tháp không cần thiết trên đời này tồn tại, hắn đơn trưởng nâng bầu trời. Trong lòng bàn tay nguyên khí hội tụ, nhẹ giọng vừa uống, bạch trạch, chân trời bên trong, bạch trạch đạp lấy tường vân lướt đến tại không trung đến bơi về lay động lục các chủ bớt giận lục các chủ bớt giận hắc tháp thượng tầng nghị hội tất cả trưởng lão lần lượt bay tới bao quát thẩm phán giả đều đang cầu tình lữ tư quay người nhất chuyển trách cứ hạ tháp chủ tam trưởng lão phong khuê thân như ly huyễn chi tiễn từ phù cận truyền đến hướng hạ tranh vanh chính là một trường hạ tranh vanh không nghĩ đến chính trưởng lão hội xuất thủ trở tay không kịp đưa tay đón đỡ âm um hạ tranh vanh hướng sau nhanh chóng thối lui một đống phế tích bị lập tức đánh bay mạn thiên bão vụn phong khuê quay người hạ gối quỷ xuống cầu lục các chủ thủ hạ lưu tình cái này đồng thời cũng bại lộ hắc tháp nội bộ nghiêm trọng mâu thuẫn hạ tháp chủ đã hồ đồ. lúc này không thích hợp vì hắc tháp làm ra chính xác quyết sách ta đề nghị trước từ tam trưởng lão tạm thời đại diện tam trưởng lão chỉ liền là phong khuê phong khuê nghe nói đại hỷ ngẩng đầu lên nói lục các chủ đoạn tây hoa đã được đến vốn có trừng phạt hắc tháp đại bộ phận thành viên đều bị diệt một mệnh cách. Đoạn Tây Hoa phái người thương ngài Đồ Nhi, ta nguyện ý vì hắc tháp hướng ngài bồi tội, chúng hắc tháp thành viên không có người nào dám đề xuất ý kiến phản đối. Cho đến Lục Châu thu về bàn tay, mọi người mới nhẹ thở ra một hơi. Soạt, hạ tranh vanh leo ra phía tích, phun ra tiên huyết. Phong Khuê quay đầu, trầm giọng nói, hạ tháp chủ, hạ tranh vanh mở to con mắt, thân thể run rẩy. Hắn phát hiện hắc tháp tất cả thành viên, đều tại nhìn mình chằm chằm hắn một tay bồi dưỡng tâm phúc, một tay tài bồi hắc ngô vệ, một tay thành lập thượng tầng nghị hội, đều tại hiện thực trước mặt, không chịu nổi một kích. Mỗi người mắt bên trong đều có phẫn nộ cùng hận ý. Quỳ xuống, phong khuê quát to một tiếng, hắc tháp đám người đồng thời phù họa, quỳ xuống, âm thanh như hồng thủy mãnh thú, đem hạ tranh vanh bao phủ. Hạ tranh vanh thể hồ quán đỉnh, giật mình hết thảy, phù phù. Hạ tranh vanh quỳ xuống, thẳng tắp quỳ xuống, mà sau quỳ xuống đất, nói, mười lục các chủ thủ hạ lưu tình hắn cơ hồ dùng tận khí lực hô lên câu nói này nhưng ở hắc tháp mọi người nhìn lại lại là nhẹ thở ra một hơi đây đại khái là hắc tháp từ trước tới nay nhất đồng lòng một lần tráng cử không phải nhất trí đối ngoại mà là hướng về phía chính mình tháp chủ hắn nhóm cũng không sợ tháp chủ thu sau tính chướng hắn có thể trừng phạt tất cả mọi người sao lục châu hài lòng gật đầu chỉ sợ còn không đủ mọi người sắc mặt thảm bạch phong khuê cũng biết khẳng định không đủ nói ra lục các chủ, ngài muốn chúng ta thế nào làm, có thể hài lòng. 10 phần hắc rượu thạch tinh hoa, 20 phần hỏa linh thạch. Cái khác, ngươi xem đó mà làm, hoặc là bồi thường, hoặc là tiếp tục hạ thấp. Đứng lơ lửng giữa không trung lam hy hòa hơi hơi dao động xuống, thanh tịnh như nước con mắt bên trong, dần dần lắng xuống, bị tiếc hận thay thế. Hạ tranh vanh hẳn là là được đến tin tức gì, mới cái này cố chấp che chở đoạn tây hoa, lam hy hòa nói khẽ. Lam y nữ hầu tỉnh táo lại, hạ thấp người nói chủ chủ nhân thuộc hạ đề nghị hiện tại liền về bạch tháp nơi này quá nguy hiểm lam hy hòa lắc đầu nói lục các chủ bày ra lực lượng rất cường đại ta thừa nhận từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp hắn ai tiểu lam người cảm thấy ta không có phần thắng chút nào không không có thuộc hạ không phải ý kia lam y nữ hầu cúi đầu xuống lam hy hòa nói ra cường sát đoạn tây hoa phá thất tình chủ tháp trận hắc tháp tập thể bị hạ thấp có lẽ vậy chúng ta đi, nàng hư ảnh lóe lên. Biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã ở hồng liễn bên trong, vu chính hải cảm thấy được động tĩnh, vội vàng nói, làm tháp chủ. Lúc này đi a à, làm tháp chủ, hắn hướng hồng liễn lướt tới, rơi tại bong tàu bên trên, nói ra, gia sư còn không có làm xong việc, cái này liền đi, ta không quá tốt hướng gia sư công đạo, lam hi hòa nói ra, thỉnh cầu cáo chỉ lục các chủ, ta sẽ không lại tiếp xúc diệp thiên tâm. Như là có thời gian, mời hắn đến bạch tháp một lần, ông, một cỗ nhàn nhạt, nhạt lực lượng đem vu chính hải đẩy xuống dưới vu chính hải hai chân đạp mạnh két giống như là hàn tại bong tàu toàn thân nguyên khí bạo phát ra ưng ừ, lam hi hòa nhìn về phía bong tàu bên ngoài lam hi hòa cảm giác được rất kỳ quái một cái vừa vào thiên giới tân nhân thế mà có thể trước mặt nàng định trụ thân hình nàng tiện tay vung lên sao động nguyên khí yên tĩnh trở lại hỏi ngươi là lục các chủ đồ đệ kia còn có giả vu chính hải cười nói Diệp Thiên Tâm cũng là lục các chủ đồ đệ. Lam Hi Hòa hiếu kỳ nói, tự nhiên cũng thế, Lam Hy Hòa nhẹ nhẹ lay động phía dưới, nói ra, ta có chút đấu kỵ lục các chủ, có thể có như này kiệt xuất đệ tử. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, có lẽ có một ngày, ta có thể tại cường giả tri đỉnh, lại nhìn thấy các ngươi, cái này lúc, bên cạnh thẩm tất nói ra, cái này có cái gì, lục các chủ có thập đại đệ tử, mỗi người đều là thiên phú kỳ giai tu hành thiên tài, Lam Hi Hòa. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lam Hy Hòa khua tay nói, chúng ta đi, lần này, con sóng lớn màu trắng, đem vu chính hải đẩy đi ra. Lực lượng kia so trước đó cường đại rất nhiều, cũng không phải vu chính hải có thể ngăn cản. Thẩm tất vừa định muốn truy, vu chính hải giơ tay lên nói, nhưng nàng đi thôi, đại tiên sinh, vậy ngài vừa rồi vì sao muốn ngăn cản? Ta chẳng qua là thử xem nàng có dám hay không xuất thủ, vu chính hải cười nói, ta cực nàng không dám. Thẩm tất, đây chính là ỷ có người chỗ dựa, tiểu nhân đắc chí bộ dáng sao? Triệu Hồng Phất đột nhiên đến một câu, vậy vạn nhất nàng thật đột nhiên hạ thủ đâu. Vu Chính Hải quay đầu, nhìn về phía Triệu Hồng Phất, vừa định muốn nói gì, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Hắc tháp bên trong, Phong Khuê cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay liền có ta, vì hạ tháp chủ hạ cái này quyết định. Nếu như ngươi nhóm đồng ý, liền mời giơ tay, tại chỗ hắc tháp thành viên không không giơ tay lên. Liền liền nằm trên mặt đất hạ tranh vanh cũng giơ tay lên, nhưng mà hai mắt của hắn thủy chung ở vào bất động vô thần trạng thái, liền giống như là một đài cơ khí giống như. Được, Phong Khuê đứng dậy, hướng Lục Châu nói ra, Lục các chủ, ngài đề điều kiện ta nhóm hắc tháp đáp ứng, 10 phần hắc rượu thạch tinh hoa, 20 phần hỏa linh thạch, cộng thêm hắc tháp phù chỉ một vạn phần, thiên giai vũ khí 20 kiện, hoàng cấp vũ khí 3 kiện. Ngài nhìn, thế nào? Hắn tựa hồ sợ hãi Lục Châu nhiều đề ra điều kiện, lập tức nói bổ sung, những này là hắc tháp mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắc tháp thu nhận nhân số cũng không nhiều, vũ khí không có bao nhiêu, cái này 10 phần hắc rượu thạch tinh hoa, ta nhóm còn là nghĩ biện pháp đi tìm. Cái khác vàng bạc châu báu, cùng với khác tài nguyên đều là hắc tháp khu vực phổ thông đám người sử dụng, hắc tháp chỗ khu vực tương đương tại một tòa cỡ nhỏ nhân loại thành trì, muốn vận chuyển một thành trì, hoàn toàn chính xác thiếu không được các loại tài nguyên, bao quát thức ăn, khoáng sản, dê bò mã, tiền tài chờ. Chỉ bất quá những vật này đối với tu hành người mà nói không có cái gì giá trị quá lớn. Lục Châu mong muốn nhất còn là hắc rượu thạch tinh hoa. Mặc dù từ lưu ly vật liệu đủ rồi, nhưng mà còn có vũ khí khác cần thăng, nhiều muốn một điểm dù sao vẫn không có sai. Lục Châu hỏi, "Hắc Diệu Thạch tinh hoa cái này hi hữu?" Phong Khuê Nghi hoặc ngẩng đầu, "Cái này không phải mọi người đều biết thưởng thức sao? Nhưng mà hắn nào dám chất vấn, liền mang kiên nhẫn giải thích nói, Hắc Diệu Thạch tinh hoa, tên như ý nghĩa, ra từ một loại khoáng thạch, tên gọi Hắc Diệu Thạch, Hắc Diệu Thạch là khoáng sản bên trong cực phẩm khoáng vật chất, hắc liên địa giới Hắc Diệu Thạch cực kỳ thưa thớt." khảo sát cùng thu thập độ khó rất cao. Tu vi cao tu hành người khinh thường ở lại làm khai sơn đê tiện công tác, tu vi thấp hoặc là phổ thông người, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy thủ đoạn đào núi đào ra. Tại tổ chức lớn phối hợp xuống, một ít cao giai tu hành người cũng là hội đi khai sơn. Cho dù là mở ấn hắc diệu thạch, mỗi vạn tấn hắc diệu thạch đều khó ra một phần hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch tinh hoa tại hắc diệu thạch bên trong hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, trưởng thành điều kiện 10 phần hà khắc trừ phi đến chỗ bí ẩn, đơn thuần tại hắc liên địa giới, hắc tháp có thể xuất ra 20 phần, đã là toàn bộ gia sản, lục châu hỏi, bạch tháp vì cái gì có thể cầm nhiều như vậy? Hắn nhóm bạch liên địa giới, thụ mộc thưa thớt, giã thú bộc phát. Đại bộ phận khu vực đều là hàn lãnh tuyết sơn khu vực. Hắn nhóm người ở đó nhóm nghĩ muốn sinh tồn, liền là lên núi kiếm ăn, đời đời đào móc, đào ra khoáng sản lại cùng ngoại giới hối đoái, đổi lấy tài nguyên, phong khuê nói ra. Lục Châu gật đầu, nhìn đến đây, nhan chân lạc cuối cùng minh bạch mắt bên trong kinh ngạc nhìn xem lục châu nói ra lục huynh đây đều là ngài người gọi lão phu cái gì lục châu ánh mắt ngưng lại ách nhan chân lạc lúc này lơ lửng quỳ bái thuộc hạ tham kiến các chủ chúng hắc tháp thành viên chấm hỏi chấm hỏi ngập kép lục châu vuốt râu gật đầu nhan chân lạc lão phu nói qua tự mình đến tiếp ngươi sao lại nuốt lời hạ tranh vanh biểu tình có chút khó coi nhan chân lạc nói ra đa tạ các chủ lục châu nhìn về phía phong khuê nói ra thế nhân đều biết lão phu nhân từ hôm nay chỉ cầm các ngươi mệnh cách không hạ sát thủ phong khuê đại hỷ nói đa tạ lục các chủ khai ân lục châu âm thanh nhắc tới lão phu đồ nhi rơi vào vực sâu mất đi bóng dáng hắn như là chết rồi lão phu bắt các ngươi trôn cùng sau cùng lục châu thanh âm ngừng lại không muốn mưu toan cùng lão phu sái tâm cơ chuyện giống vậy lão phu không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai có thể là không có cái này hảo vận Phong Khuê gật đầu nói, tuyệt sẽ không lại có lần sau. Lục Châu rơi xuống, nhan chân lạc không dám rời quá xa. Nhan chân lạc thủy chung là ở vào nửa mộng bức trạng thái, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi hắc tháp khu vực, nội tâm khó có thể tin. Hắn sợ chung quanh hắc tháp thành viên nhào lên, Lục Châu đi đến hạ tranh vanh trước mặt, nói ra, hạ tranh vanh, hạ tranh vanh ngừng đầu, không nói một lời. Lục Châu hỏi, lão phu có thể cường sát đoạn Tây Hoa, kia liền có thể cường sát bất luận kẻ nào câu nói này chẳng khác gì là tại dung cây dọa khỉ cho dù là cường đại hạ tranh vanh cũng không bảo vệ được bọn hắn lục châu liền cái này nhìn xem hạ tranh vanh rốt cuộc hắn từ hạ tranh vanh mắt bên trong nhìn đến hối hận cùng với bất đắc dĩ ta thua hạ tranh vanh nói ra ngươi giống như bọn hắn mạnh hắn nhóm ngươi đến từ thái hư đúng sao hạ tranh vanh nói ra lục châu vuốt dâu nói ngươi cảm thấy là đó chính là đi hắn lời nhát giải thích chẳng bằng đâm lao phải theo lao Chúng hắc tháp thành viên giật mình nhìn xem Lục Châu, khó trách, khó trách, hạ tranh vanh ha ha cười ra tiếng nói ra, khó trách, ngài cũng họ Lục, họ Lục. Lục Châu nhíu mày, hạ tranh vanh ngồi liệt xuống dưới, không khỏi bật cười. Lục Châu lắc đầu, hướng bên ngoài đi tới, đạo văn cái khác rất nhiều hắc ngô vệ, lập tức hướng lui về phía sau nhường. Lục Châu đi đến đạo văn bình trướng phía trước, nhìn thoáng qua. Đều đến mức này, có thể sợ hay sao? Nhất trưởng, trước đầy làm trưởng bạo phát đáng sợ lực lượng kết đạo văn lại lần nữa phá vỡ bị trưởng ấn đánh ra một cái chạm rỗng khu vực lục châu cùng nhan chân lạc đi ra ngoài ngay sau đó đạo văn khu vực khôi phục nguyên dạng lục châu quay đầu lại nhìn thoáng qua đạo văn trong lòng cũng là kinh ngạc như là ma thiên các có cái này dạng đạo văn chẳng phải là cao gối không lo nhan chân lạc theo sau thấp giọng nói hắn nói lục gia là lục ly tổ tiên lục ly cùng thái hư có quan hệ lục châu kỳ quái nói nhan chân lạc nói ra, lục ly tổ tiên đi ra đại năng. Bất quá, cái này đều tại lục ly mặt mà hỏi, ta một ngược nghĩ hắn tại khoác lác. Hạ tranh vanh hỏi lên như vậy, ta ngược lại cảm thấy khả năng là thật. Lục ly lúc trước không có việc gì liền cùng ta thổi phồng nghiêu, nói hắn tổ tiên so hiện tại hào quang nhiều, là nhân loại tu hành giới người nổi bật. Theo hắn nói, hắn tổ tiên từng đi qua chỗ bí ẩn, tại đó thu hoạch đến đại kỳ ngộ, tu hành đề cao mạnh, đột nhiên tăng mạnh lục ly vào hắc tháp thời điểm chỉ có cửu diệp hắc tháp nhìn chúng hắn ra thế bối cảnh mới thu hắn bất quá lục ly cũng không có nhường hắc tháp thất vọng trợ giúp hắc tháp nghĩ đến cộng hưởng kế hoạch hắc tháp người này thu hoạch hắn thực lực cũng tiến bộ không ít nói đến đây nhan chân lạc nói bổ sung cụ thể còn là phải hỏi hắn lục châu ngừng lại nhìn xem nhan chân lạc nói ra cộng hưởng kế hoạch nhan chân lạc tiếp tục nói tại áp dụng cộng hưởng kế hoạch lúc trước hắc tháp đều là phái người đi tới địa phương khác tìm tìm mệnh cách thú sinh mệnh tri tâm cộng hưởng kế hoạch chủ ý là thủ hộ nhân loại khu trục hung thú cầm tới sinh mệnh tri tâm cùng mệnh cách tri tâm cùng dân bản xứ cộng hưởng lục châu nói ra lục ly cũng không nghĩ đến cộng hưởng kế hoạch biến thành nuôi nhốt kế hoạch đúng sao nhan chân lạc gật đầu thở dài nói hắc tháp sớm liền biến vị nuôi nhốt kế hoạch thỏa mãn không được bọn hắn thanh trừ kế hoạch áp dụng nhường lục ly nôn một buổi tối có bệnh nhan chân lạc lúng túng nói, thanh trừ kế hoạch chết rất nhiều người, lục ly nhận là kia chút đều là hắn hại chết, lương tâm đi lên ý không đi, lục châu dao động xuống, xem thường nói ra, quá trẻ tuổi. Mạnh được yếu thua thế giới, ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, nôn lại nhiều có ích lợi gì. Các chủ nói có lý. Hai người ly khai hắc tháp sát na, hắc tháp các thành viên đều là ngồi bệt dưới đất, lưng phát lạnh. Lục Châu cùng nhan chân lạc đi đến trước kia hồng liễn lơ lửng vị trí thẩm tất trước tiếp ứng nói, các chủ, nhan tả sứ. Lam Hy Hòa nói nàng sẽ không lại tiếp xúc lục tiên sinh, liền đi trước, lục châu nói ra, lão phu vốn muốn cùng nàng tự tự, đã nàng đi, vậy liền được rồi, vu chính hải lướt đi tới, nói ra, hoàn toàn chính xác ly khai, thẩm tất nói ra, ta biết rõ có một nơi có thể nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, thông qua hắc tháp phù văn thông đạo, có thể trở về Hồng Liên, dẫn đường, vâng, cùng lúc đó. Hắc tháp tập thể hạ thấp sự kiện, dùng nhanh chóng tốc độ hướng cả cái đại viên lan tràn truyền bá hắc diệu liên minh cùng đại viên vương đình cũng ngay lập tức biết được này sự tình đại viên vương đình trần vũ vương phủ nghe xong thuộc hạ báo cáo trần vũ vương tê liệt trên ghế ngồi hai mắt có chút không thần lẩm bẩm nói ta nhóm đều đánh giá thấp lục lão ma hắc diệu liên minh phiền nhược chi khi hiểu được hắc tháp tập thể bị hạ thấp về sau cũng là kinh ngạc vô cùng âm thầm may mắn nhường chiếc biệt ly toàn quyền xử lý cùng lục lão ma sự tình đừng nói là 10 phần hắc rượu thạch tinh hoa, liền tính là lại thêm 10 phần, hắn cũng phải kiên trì đi tìm. Chấm, không liên, xanh um tươi tốt trong rừng cây, bốn phương tám hướng sinh cơ toàn bộ hội tụ tại một đống thanh mộc bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, gâu gâu gâu, hoa, thanh mộc tán đi, thanh mộc trồng chất bên trong nhảy lên ra một người, xông thẳng tới chân trời. Một đạo cương ấn quét sạch tứ phương, đem lít nhà lít nhít thanh mộc cùng dây leo chảm đoạn. Gâu 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 cùng kỳ đạp không mà lên, hướng về phía Minh Thế Nhân gọi vài tiếng. Minh Thế Nhân rỗi ra lưng mỏi, thỏa mãn nhìn xem thân trước cỡ nhỏ pháp thân, cái này hai mệnh cách rồi. Giống như không có cái gì độ khó, một mệnh cách 500 năm, hai mệnh cách 1.000 năm. Ngàn năm vương bát, vạn năm ba liền cái phổ thông động vật cũng không sánh bằng, còn là tiếp tục cố gắng a. À. Go Gâu gâu gâu, cầu tử, ngươi nói vương bát lại không hiểu được tu hành, vì sao có thể sống cái này lâu. Gâu, hỏi ngươi cũng không tốt, cái này gọi lấy tĩnh chế động, hiểu không? Ngươi liền không có phát hiện, phàm là hội động, sống đều không lâu sao? Thanh Mộc Tâm Pháp liền là cái này tinh túy, ngay cả sư phụ cũng không biết, gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu, Cẩu tử không khỏi lắc đầu, tựa hồ là cực kỳ không tán đồng quan điểm của hắn. Đối chó đánh đàn, ta còn là suy nghĩ một chút thế nào tìm viên thứ ba mệnh cách chi tâm đi, Minh Thế Nhân trèo lên độ cao, nhìn chung quanh sơn mạch hoàn cảnh, cậu tử trước qua bên kia nhìn nhìn. Gâu 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 ha ha, ngươi là tọa kỵ ta là tọa kỵ, nhanh chóng cõng lấy, minh thế nhân lòng bàn tay một bình, tinh bản nở rộ, mỹ tư tư thưởng thức. Hắc liên thuộc địa, thẩm tất đem lục châu các loại người tới một tòa biệt uyển bên trong. Gian phòng bên trong, lục châu lại quan sát ngu thượng nhung động tĩnh, phát hiện còn là một mảnh hắc ám, liền đành phải thu hồi thần thông. Hắn đem tử sắc cái túi bên trong hắc rượu thạch tinh hoa toàn bộ lấy ra, thả tại trước mặt. Thêm lên phía trước, tổng cộng 116 phần, còn có hắc tháp 10 phần không có thu hồi lại. Chiếu theo đoán tạo sư phương thức, còn là cần những tài liệu khác, cùng với đoán tạo thời gian, Lục Châu nghĩ lên cứu thiên viện. Hắn lắc đầu, phủ định cái phương án này, luyện hóa phù, mở ra hệ thống giao diện, nhìn thoáng qua, điểm công đức, 1 triệu 248.860 còn thừa thọ mệnh, 287.245 đạo cụ, cường hóa trí mệnh nhất kích sao một không có kẽ hở sao một trí mệnh đón đỡ sao 145, bị động, thái hư kim giám dịch dung tạp sao 2, hợp thành tạp sao 2, phân giải tạp sao 4, nghịch chuyển tạp sao 36, trăm vạn, nhìn đến chuỗi chữ số này thời điểm, Lục Châu cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Là trách lão phu quá hung tàn rồi, hắn nhìn xuống đạo cụ cột, phía trên xác thực xuất hiện mấy chương tân tạp, phân giải tạp giá bán 2 vạn. Hợp thành tạp giá bán 2 vạn, luyện hóa phù giá bán 2 vạn, nghịch chuyển tạp, 500 điểm, còn là nghịch chuyển tạp lương tâm. Lục Châu yên lặng mua một chương luyện hóa phù, sử dụng, luyện hóa phù nổi bồng bềnh giữa không trung, xuất hiện một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Hắn đem dư thừa 16 phần hắc rượu thạch tinh hoa chứa về tử sắc cái túi. Còn lại 100 phần hắc rượu thạch tinh hoa toàn bộ bay vào hỏa diễm bên trong. Hắn lấy ra tử lưu ly, không chút do dự đem tử lưu ly ném tới. Lục Châu nhìn thoáng qua, liền không có tiếp tục quan sát. Diệp chân là từ chỗ nào được đến cái này tử lưu ly? Hắn càng là sử dụng tử lưu ly, liền càng phát cảm giác được cái này đồ vật đối hắn để thăng cực kỳ to lớn. Lục Châu ánh mắt thu hồi, nhìn về phía bảng công đức điểm. Nhìn xem nhiều, nhưng là lưu làm mua 1.500 năm nghịch chuyển tạp, cũng không kinh hoa. Phải nghĩ biện pháp đem sinh mệnh trị bù lại, phổ thông sinh mệnh chi tâm vô dụng, kia có phương pháp gì có thể bù lại đâu. Sơ cấp mệnh cách chi tâm, mở trước ba mệnh cách còn đủ dùng, không được bao lâu, liền phải cần trung cấp cùng cao cấp mệnh cách chi tâm. Đồ đệ nhìn như vậy, mệnh cách chi tâm còn xa mới đủ dùng. Lặp lại lợi dụng một khỏa mệnh cách chi tâm, cần 1.500 năm. Tiếp tục như vậy không được biện pháp, thu hồi suy tư, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Lục Châu nhắm mắt lại, lĩnh hội thiên thư, cùng lúc đó, Kim Liên, lạch trời vực sâu vạn trượng bên trong, thủy chung một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Bình tĩnh hắc thủy mặt bên trên, hàn ý xâm nhập toàn bộ thế giới, thậm chí liền thủy lãng tiếng đều nghe không được kéo kẹt, thanh âm rất nhỏ đánh phá băng mặt bình tĩnh. Từ bỏ đi, ngươi không có khả năng phá vỡ băng phong. Cái này là thiện tại băng phong hải thú vương, hàn độc hội ăn mòn ngươi kỳ kinh bát mạch, đông cứng đàn điền khí hải của ngươi. Ngươi sống đến bây giờ cũng coi là khó, màn đêm đen kịt bên trong, tô hành khuyên nhủ. Ông, một đạo kim sắc kiếm cương, xuất hiện tại hai người khối băng phía trước. Vì ban đêm đen kịt, mang đến một tia quang mang. Tô hành nhất kinh, truyền âm nói, ngươi có thể ngưng khí thành cương chấm than ngoặc kép không có đạt được hồi ứng tô hành nhìn sang xuyên qua thật dày tầng băng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ một thân thanh sắc trường bào ngu thượng nhung thân bên trên lại xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang pháp thân người điên người thật điên thế nào vì điên ngu thượng nhung đáp lại một câu tô hành nói ra người ở trong môi trường này ý đồ ngưng tụ mệnh cách cùng thiên giới người liền mệnh cung đều không có người thế nào mở mệnh cách ngưng thiên giới chấm than ngoặc kép ngu thượng nhung nói trên đời này rất nhiều đường đều chưa từng có người đi qua không thử há lại sẽ biết rõ tô hành xem thường buồn cười ngươi đây là tại tự tìm đường chết ngu thượng nhung nói ta chết không được càng như ngươi ý bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi tô hành thực tại khó mà tiếp nhận đường đường một tên thiên giới hội giết không thập diệp bách kiếp động minh cái này với hắn mà nói quả thực liền là sỉ nhục lớn lao ngươi cho rằng bỏ qua là cơ hội kỳ thực là tránh thoát nhất kiếp, ngu thượng nhung thản nhiên nói. Lời nói này xong sau, tô hành khẽ hừ một tiếng, nói ra, ngươi không chỉ tự tin, còn rất tự phụ. Tu hành là vô số tiền hiền đi ra kết quả, thông qua vô số thất bại cho ra kết luận. Trên đời tu hành chi đạo trăm ngàn chủng, ngươi thế nào xác định ngươi liền nhất định có thể thành công? Ta biết rõ ngươi khẳng định hội nói, không thử một chút thế nào biết rõ. Ha ha, hắn tiếp tục nói, ngươi đối với tu hành hiểu rõ quá ít, cái này độ băng phong, đã có thể cấu thành thiên nhiên mệnh quan khu vực. Mệnh quan, ngu thượng nhung nghi hoặc, ngu thượng nhung thử nghiệm vốn là từ không có người tu luyện qua tu hành chi đạo, từ chảm liên khai bắt đầu, liền chú định không giống bình thường. Tô hành ngữ khí mang lấy một cỗ nồng đậm cảm giác yêu việt. Gặp ngu thượng nhung có chút vô tri ngữ khí của hắn càng thêm vào cảm giác yêu việt. Mỗi sáu cái mệnh cách, cần đi qua một tràng mệnh quan. Cũng chính là mệnh cách cửa ải, cái này là đối sáu cái mệnh cách khảo thí cùng tổng kết, thông qua mệnh quan khảo thí, mệnh cách lực lượng hội dung hợp lẫn nhau, diễn sinh ra năng lực mới. Năng lực nhìn mỗi người vận khí, cho nên, mệnh quan kỳ thực liền là đối mệnh cách năng lực dung hợp. Tô Hành tiếp tục nói, muốn dung hợp mệnh cách lực lượng, thì cần cực kỳ hà khắc hoàn cảnh. Nơi cực hàn, cực nhiệt chỗ, cực phong chi địa, đại mạc chỗ, không phải trường hợp cá biệt, không không được cực hạn thống khổ. Đi qua những này cực hạn chỗ rèn luyện, đan điền khí hải hội biến đến cứng cáp hơn, sẽ tự động dung hợp mệnh cách lực lượng rất nhiều tu hành người đều không thể thông qua đệ nhất cái mệnh quan không thể không từ bỏ người đã đến qua hắc liên sớm liền là phát hiện hắc liên sáu mệnh cách phía trên người cũng không nhiều cực hạn chỗ nằm ở hà khắc địa phương có ít người vì tìm tìm cực hạn chỗ thậm chí không tiếc đi chỗ bí ẩn đáng tiếc một đi không trở lại nga đúng rồi hắc thủy huyền động chính là cực hạn chỗ một trong tô hành nói ra ngu thượng nhung bình tĩnh nói khó trách hồng liên người thà rằng đi vô tận hải cũng không nguyện ý đi hắc thủy huyền động, hắc thủy huyền động có rất nhiều cực mạnh mẽ hải thú. Chỉ cần bảo trì đầy đủ yên tĩnh, cũng là có thể bảo đảm an toàn, thêm lên không có ánh sáng, nhân loại tự nhiên không nguyện ý tiến đến. Mà ngươi, hiện tại làm, liền là hành động tự sát. Ngươi lúc này ngưng tu thiên giới, dẫn tới hải thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có, ngươi chỉ có thập diệp tu vi, tại cực hạn chỗ dùng mệnh quan tiêu chuẩn ngưng tu thiên giới, tất nhiên sẽ đống toái pháp thân. Tô hành đề thăng truyền âm sóng âm, dừng lại, ta nhường ngươi dừng lại, mặc dù hắn dùng một bộ phận đan điền khí hải bên trong nguyên khí truyền bá âm công, làm gì được tại cái này thật dày khối băng bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, đối ngu thượng nhung cơ hồ không có ảnh hưởng quá lớn. Người điên, người cái người điên này, tô hành vô pháp lý giải, ngu thượng nhung bất vi sở động, mà là vận chuyển khẩu quyết, chậm rãi điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí, đem pháp thân cùng hắn hợp hai làm một. Ngô Thượng Nhung nhìn liền giống như là bị độ nhất tầng kim sắc. Ông, năng lượng cộng hưởng tiếng xuất hiện, khả năng là phục dụng mệnh cách chi tâm tương đối nhiều, nhưng hắn chứa đựng nguyên khí năng lượng cực kỳ phong phú. Thậm chí không cần điều động ngoại giới nguyên khí. Ngu Thượng Nhung mỗi lần đều hội có một loại đặc thù cảm giác, kia liền là pháp thân giống như là ăn no như vậy, đạt đến một loại bình cảnh, hắn không biết rõ bình cảnh phía sau là cái gì. Nhưng mà trực giác nói cho hắn, chỉ cần cái này dạng không ngừng tu luyện, liền có thể xông qua bình cảnh, xông qua bình cảnh, chính là thiên giới. Ngu Thượng Nhung không có dừng lại, bởi vì hắn chỉ có con đường này đi, đến mức tô hành chết bất tử, không có quan hệ gì với hắn. Hấp dẫn đến hải thú, kia càng tốt hơn, thừa cơ có thể ly khai cái này khối băng. Thế là, hắn không tiếp tục để ý tô hành kêu gào, không ngừng mà đem đan điền khí hải bên trong nguyên khí, vận chuyển, phương pháp nhập thân, lại từ pháp thân phản mớm đan điền khí hải. Bảy khỏa mệnh cách chi tâm năng lượng, tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn nếu không có cái này hùng hậu năng lượng cùng sinh cơ căn bản là gánh không được cái này hà khắc hoàn cảnh tiêu hao thời gian trôi qua ngu thượng nhung cùng tô hành cũng không biết vượt qua bao lâu phảng phất vượt qua trăm năm thời gian đồng dạng ngu thượng nhung cũng không biết rõ trong lúc này sư phụ của hắn thông qua thiên nhãn thần thông quan sát một lần nhưng mà cũng chỉ là nhìn đến một vệt kim sắc cái gì cũng không nhìn thấy ma thiên các lý tiểu mặc diệp thiên tâm các loại người thậm chí đến lạch trời chỗ tìm tìm hồi lâu phát động kim liên giới tu hành người, hạ vực sâu. Đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Dưới vực sâu, thực tại quá lớn, không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng, không có người không hề cố kỵ khắp nơi tìm tìm. Diệp Thiên Tâm đem việc này cáo tri tư vô nhai, tư vô nhai đề xuất nhường tu hành người đều mang theo đầy đủ phu trì, làm gì được gặp hải thú, không thể không rời khỏi. Ma Thiên các tìm người kế hoạch không hề từ bỏ, ngu thượng nhung tu luyện cũng chưa từng đình chỉ, tô hành gọi một đoạn thời gian, liền không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà là chậm rãi điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí, ngưng kết thành cương, thử nghiệm phá băng. Duy thì liên tục không biết nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Hai người dần dần cảm thấy mỏi mệt cùng tâm mệt mỏi. Ông, mất đi thời gian khái niệm tô hành, bên tai truyền đến đặc thù âm thanh. Hắn nhìn sang, xuyên thấu qua thật dày tầng băng, tô hành nhìn đến một đạo kim sắc vòng sáng, từ ngu thượng nhung đỉnh đầu hướng về dưới chân. Ngươi, ngươi tại làm gì? Tô hành có chút kỳ quái nói, năng lượng vòng sáng không thành cương là phá không xong khối băng không vô dụng không đúng tô hành mở to hai mắt lại nhìn ngươi 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 dùng khai diệp phương thức ngưng tụ thiên giới ha 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 ha, ha, ha. tô hạch cười giống như là nhìn đến đời này buồn cười nhất chê cười một cỗ hàn ý lạnh buốt thấu xương cho dù là thiên giới năm mệnh cách hắn cũng không khỏi đến toàn thân phát run khó chịu không thôi đan điền khí hải liền giống như là bị băng thủy đổ vào khó chịu dị thường có cảm giác này còn có ngưu thượng nhung ngưu thượng nhung khó chịu độ xa xa muốn cao hơn tô hành hắn trung quy chỉ là bách kiếp động minh đan điền khí hải hàng rào cùng với pháp thân kháng hàn tính kém xa tô hành mở mệnh cách thiên giới hoặc nhiều hoặc ít đều hội có một ít kháng hàn kháng hỏa loại mệnh cách lực lượng tỷ như lục châu thu hoạch tranh thú mệnh cách chi tâm liền có thể kháng hỏa cho dù không có mệnh cách cũng có thể đề cao mạnh tu hành người cùng pháp thân năng lực Ngu Thượng Nhung, phục dụng bảy khỏa mệnh cách chi tâm, vừa vặn không có một cái có thể kháng hàn. Thiên ý như này, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí vượt qua đi. Ông, một đạo đạo năng lượng vòng sáng rơi xuống. Hắn không biết mình vì sao làm như thế, chỉ là bản năng khu xử hắn. Tựa như cái này làm hội khiến cho hắn dễ chịu một ít. Tóc đen, lông mày, toàn bộ thành băng, răng môi ở giữa đều thành khối băng, chỉ có một đạo đạo kim sắc năng lượng không ngừng duy trì lấy. Tô Hành thở dài nói, đáng tiếc không thể tự tay giết ngươi, một đường, đi tốt, thiên giới cường đại năng lực nhận biết nói cho hắn, ngu thượng nhung không được. Khí tức yếu đuối, nguyên khí ba động, đều tại trên phạm vi lớn cắt giảm. Cực hạn chỗ hẳn ý, trung quy không được bách kiếp động minh có thể đối kháng. Kết, rõ ràng khác biệt với phía trước âm thanh đánh tới. Hả, Hà, tô hành trong lòng hơi động, kết, kết, kêu, bên này là tầng băng xuất hiện khe hở âm thanh. Tô hành đại hỷ, liền lão thiên gia, lão thiên gia cũng đang giúp ta chấm than ngoặc kép, tô hành tất cả cố gắng đều chiếm được hồi báo, hắn bạo phát đan điền khí hải bên trong tất cả nguyên khí, hình thành cương nhận, cắm vào những khe hở kia bên trong. Ngoại giới nguyên khí như suối nước dũng động, điên cuồng tiến vào khối băng bên trong. Oanh, tô hành hai tay một triển, mặc sắc thiên giới lượn quanh căng phòng lên đến, đem khối băng nứt vỡ. Sừng sững tại hắc thủy phía trên, mũi chân hắn một điểm, hít sâu một hơi, quan sát phía trước, cóng đến thòi thóp ngu thượng nhung, ta đưa ngươi một đoạn. Ngô Thượng Nhung con mắt bỗng nhiên mở ra, đồng dạng là khối băng vỡ vụt, lộ ra mỉm cười thản nhiên, ngươi sai. A, à, ông, một tòa kim sắc pháp thân xuất hiện trước mặt Tô Hành, nói đúng ra, đã không phải là thuần túy kim sắc, mà là xích kim chi sắc pháp thân, tại pháp thân phần lưng, có một cái vầng sáng màu vàng óng, còn có thập phiến kim diệp quay chung quanh quang hoàn xoay tròn. Các loại, thập nhất diệp chấm hỏi ngoặc kép, Tô Hành cau mày nhìn chăm chú mấy một lần, phát hiện quang hoàn kim diệp số lượng không đúng. Tại Tô Hành nhận biết bên trong, không có khả năng có người hội mở thập nhất diệp, lại huống chi là một cái liền thiên giới chưa từng đặt chân tu hành người. Quả thật, ngu tượng nhung bày ra thống trị lực nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể thấy 11 cũng xuất hiện thời điểm, vẫn y như cũ bị một màn này phá vỡ nhận biết. Hắn không tin tưởng, giống như không tin tưởng một niên hội có 13 tháng. Hắn cấp tóc rụi rụi con mắt, cố gắng trợn to một ít, khiến cho nhìn càng thêm rõ ràng một ít. Thập diệp, kia xích kim sắc pháp thân phía sau kim sắc vòng sáng chung quanh đích đích xác xác là thập diệp hắn nhẹ thở ra một hơi quả thật là hoa mắt có lẽ là dài thời gian tại băng phong trạng thái xuất hiện ý thức hỗn loạn cùng ảo giác nhưng mà cái này không trọng yếu tô hành nghiêm túc nói thật xin lỗi ta phụng mệnh làm việc nhất định phải giết chết ngươi nếu như ngươi bất tử ta liền phải chết hắn tế ra tinh bàn phóng thích mệnh cách lực lượng mặc sắc quang chủ hướng về phía trước kích xạ xích kim sắc pháp thân dọi sáng ra quang mang cho ngu thượng nhung cung cấp đầy đủ tầm mắt tại kia quang trụ muốn bắn chúng pháp thân lúc xích kim sắc pháp thân đột nhiên nghiêng người né tránh mặc sắc mệnh cách lực lượng đánh vào không trung biến mất không thấy gì nữa ưng ừ, tô hành nhất kinh kia xích kim sắc pháp thân lướt đi tới một bàn tay trùng điệp đè xuống oanh tô hành trở tay không kịp hai tay nâng lên ngăn trở cái này đột nhiên xuất hiện một chiêu dưới thân thể rơi chạm đến hắc thủy mặt nước Ngô Thượng Nhung mở ra tay phải, trường sinh kiếm từ đống băng bên trong bay lên, mỉm cười, ngươi chính là ta đạp vào thiên giới trên đường kiếm dưới đệ nhất ngươi. Biến mất tại chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh, xích kim sắc pháp thân cũng cái này lúc lao xuống xuống dưới. Thiên giới lượn quanh, oanh, hắc thủy thao thiên, lúc trước sóng lớn, ngu Thượng Nhung thoáng qua đi đến trước mặt, hô hấp ở giữa đâm ra mấy chục đạo kiếm cương. Thiên giới lượn quanh phát tiết ra bắn ngược lực lượng nghĩ muốn đem ngu Thượng Nhung đánh bay. Muộn, Ngu thượng nhung lạnh nhạt nói, xích kim sắc pháp thân căng phồng lên đến, cấp tốc sinh trưởng, từ lúc mới đầu 20 trượng, trèo thăng đến 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng, vừa tốt cùng thiên giới lượn quanh ngang hàng. Cái này là cái gì tu hành? Tô hành hoàn toàn ý thức được ngu thượng nhung bất đồng. Tiền nhân không đi qua đường, ngu thượng nhung khẽ quát một tiếng, khờ hững nói, ta đến đi. Xích kim sắc pháp thân quay người nhất chuyển, bắt lấy kim sắc vòng sáng, vạch qua thiên giới lượn quanh trước ngực điều khắc cùng bia ngắm không thể nghi ngờ, gắng ngượng kháng hạ cái này nhất kích. Âm, um, thiên giới lượn quanh lọt vào công kích, tô hành giống như bị thiên kim trọng trùy, kêu rên lên tiếng, phun ra tiên huyết, có chút khó có thể tin ngừng đầu nhìn đi lên. Ngu thượng nhung cũng tại lúc này huy động kiếm cương tiến công, mảy may không cho hắn cơ hội thở dốc. Kia xích kim sắc tay bên trong quang hoàn, so trước đó lớn thêm không ít, quang hoàn bốn phía vẫn y như cũ là kim diệp. Chỉ bất quá kim diệp gốc rễ, đều là chỉ về quang hoàn trung tâm nhất thập nhất diệp tô hành mí mắt nhảy lên kịch liệt giận dữ hét hèn hạ hắn hồ bừng tỉnh bừng tỉnh mình bị gạt thu hồi pháp thân lăng không cất cánh ngu thượng nhung nhanh như gió truy kích mà lên màn đêm đen kịt hạ hai người một trước một sau quá chậm ngu thượng nhung âm thanh lặng yên mà tới tô hành quay người nhất chuyển kia không thua kém năm mệnh cách thiên giới lượn quanh pháp thân bắt lấy kim hoàn ngang hướng quét tới Soạt, Tô Hành thấy thế, giật nảy mình, hắn từ không cùng cái này dạng pháp thân chiến đấu qua, tỏ vẻ rất là bị động khó chịu. Đành phải thi triển Đại Thần Thông, hướng nơi xa lấp lóe. Vô tận trong hư không tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy. Kim Hoàn mang theo cường đại cương khí, cuốn lên mạn thiên hắc thủy. Còn là quá chậm, ngu thượng Nhung thủy chung truy Tô Hành. Hắn cảm giác đến mệnh cách chi tâm mệnh cách lực lượng được đến phóng thích, sao không có khai diệp phía trước, càng thêm lưu loát, ổn định cũng càng mạnh rất nhiều. Tô hành đi nơi nào, ngu thượng nhung liền hướng chỗ đó truy. Phương diện tốc độ không hề yếu tại năm mệnh cách tô hành. Ngu thượng nhung vừa mở thập nhất diệp, đối cảnh giới mới cùng pháp thân không quá quen thuộc, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng thuần thục vận dụng kim sắc pháp thân cùng kim hoàn, cùng với kim hoàn là 11 thanh lợi nhận. Trước sau truy mấy canh giờ, tô hành nhẫn không thể nhẫn, vốn là tại băng phong trạng thái trở thật lâu, thể xác tinh thần đều mệt, gọi nói là người bức ta lập ở thân hình song trưởng trồng thả thủ thế biến ảo một đạo đạo cương ấn vây quanh hắn xoay tròn ngu thượng nhung giữa trời huy động kiếm cương kim quang chiếu dọi chân trời tô hành thân bên trên mặc sắc năng lượng càn quét hắc thủy hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi ô hải thú bị kinh động nơi xa truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào phảng phất tới từ địa ngục ngu thượng nhung nhìn về phía nơi khác nhíu mày liền là cái này thất thần một giây lát tô hành bắt lấy quay người hai tay cầm tinh bàn chính diện đánh tới. Tinh bàn ngũ đại mệnh cách lực lượng, đồng thời sáng lên mặc sắc quang hoa. Đối mặt kích xạ, ngu thượng nhung tránh cũng không thể tránh, ngược lại là pháp thân quy vị, người cùng pháp thân hợp hai làm một. Thuận tay cầm trường sinh kiếm, chém xuống, chảm ngươi tinh bàn, đồng thời kim sắc pháp thân hai tay cầm kim hoàn, một cùng theo trường sinh kiếm đường vòng cung chém xuống. Kiếm cương bổ ra tô hành mệnh cách lực lượng, cái khác người một đạo lợi nhận thế như trẻ tre, đem mặc sắc quang trụ chém thành hai khúc tiếp lấy 11 đạo kim sắc lợi nhận hội tụ vào một chỗ, quanh, tinh bàn kéo kẹt uốn lượn, hướng sau ao hám. Âm, um, tinh bàn đảo đạn, đâm vào Tô Hành Ngực bên trên, ngửa mặt lên trời chính là phun ra tiên huyết. Pháp thân xuất hiện lại biến mất, thập nhất diệp lại mạnh như vậy, Tô Hành cố nén cuồn cuộn khí huyết, mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Một kiếm liền làm hắn hao tổn một mệnh cách, ngu thượng Nhung có tự tin đem tinh bàn ngăn trở thậm chí đánh lui, nhưng là làm mất hắn một mệnh cách, ngược lại là có chút ngoài ý muốn đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Tiếng nhắc nhở đem trạng thái tu luyện Hạ Lục Châu tỉnh lại. Đã hơn nửa tháng, không có ngu thượng nhung động tĩnh, hắn thậm chí chuẩn bị đi một chuyến hắc thủy huyền động, tìm tìm lão nhị. Cái này đoạn thời gian, hắc hồng ở giữa phù văn thông đạo đã đả thông. Kim hồng cùng kim hắc ở giữa thông đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù không có thông đạo, dùng hắn địa vị bây giờ, muốn mượn dùng thông đạo thế lực khác cũng sẽ không cự tuyệt lục châu mặc niệm thiên thư thần thông hình ảnh một mảnh đen kịt chỉ có thao thiên thủy lãng tiếng nhấc lên ô kim quang xuất hiện tại vô biên vô hạn trong bầu trời đêm giống như một chiếc nhỏ bé đèn sáng chiếu sáng bốn phía hắc thủy phía dưới vọt lên một đầu to lớn vô cùng hải thú há miệng máu thẳng tắp hướng lên tại kia bồn máu miệng lớn phía trên chính là không ngừng cấp tóc hạ xuống tô hành tô hành phía trước cử động cuối cùng vẫn là hấp dẫn hải thú chi vương đến tô hành nhìn lại Tâm tình chìm vào đáy cốc, xong, Tinh Bàn, mặc sắc Tinh Bàn to như thiên mạc, nghĩ muốn mượn cơ hội này ngăn chặn bồn máu miệng lớn. Làm gì được kia hải thú chi vương tốc độ như gió, thậm chí biết rõ hẳn ý nghĩ, phun ra thủy tiễn, phanh phanh phanh. Chấn động đến Tinh Bàn bay ngược lại, hắn cách đến quá gần đến mức bối rối thất thố, trong lòng đại loạn. Bầu trời quan sát ngu thượng Nhung, không ngừng đánh ra một đạo đạo kiếm cương chiếu sáng. Âm, cửa thú miệng lớn cắn Tinh Bàn, Tinh Bàn cấp tốc co lại, uốn lượn đoạn liệt. A, à, Tô Hành bị trọng thương, mệnh cách hao tồn. Sợ hãi, vô lực, tuyệt vọng. Tại rất nhiều tâm tình tiêu cực áp bách dưới, Tô Hành khàn cả giọng gọi nói, ngu thượng nhung. Cứu ta, chấm than ngoặc kép, ngu thượng nhung không có di động, cũng không có biện pháp cứu hắn. Hắn thu hồi pháp thân, thu liếm toàn thân khí tức, giữ yên lặng. Chỉ là yên lặng ở trên không quan sát phía dưới hải thú. Hải thú miệng lớn dính máu, trong chớp mắt đem tô hành kèm thêm pháp thân một cái nuốt vào trong bụng. Răng một hợp, răng rắc, pháp thân vỡ vụn, máu tươi từ trong hàm răng bắn ra, oanh, hải thú chi vương, rơi vào trong biển. Ngu thượng nhung giữ vững bình tĩnh, thất sư đệ nói qua, hắc thủy huyền động bên trong độ nguy hiểm xa xa cao hơn. Vô tận hải, ác việt hoàn cảnh, sinh sôi tự nhiên là cường đại nhất hải thú. Nếu muốn ở hắc thủy huyền động bên trong cam đoan an toàn, kia chính là muốn tận lực giữ yên lặng, thu liễm khí tức đặc biệt là mang thái hư khí tức hắn nhóm càng phải thời khắc cẩn thận cơ hồ tất cả hung thú đều rất hưởng thụ thái hư khí tức tẩm bổ những ngày hung ác giã thú ước gì nghĩ muốn đem thân mang thái hư người nuốt vào trong bụng hoa kê hải thú chi vương lại lần nữa vọt ra hắc thủy mặt làm một cái trăm trượng cao đường vòng cung một lần nữa rơi vào biển nước sóng biển thao thiên giọt nước loạn xạ chân trời qua hồi lâu hết thảy mới yên tĩnh trở lại không có âm thanh cũng không có quang mang có lỗi Người vốn nên chết tại dưới kiếm của ta, ngu thượng nhung thản nhiên nói. Hắn nhìn một chút hắc ám viễn không, tay phải nâng lên. Kim hoàn nở rộ, 11 phiến kim diệp giống như là kim phút đồng dạng, đồng thời chỉ về viên tâm. Dị thường hoa mỹ, cái này, là ta tinh bàn, cái này dù sao cũng là tất cả tân tu luyện thể hệ, cho nên hắn cũng không biết chính mình cường đại cỡ nào. Nhưng cùng tô hành giao thủ có thể đến ra, hẳn là là năm mệnh cách tả hữu Cụ thể muốn khảo thí về sau có thể biết rõ, cuống hồ tô hành tại năm mệnh cách bên trong cũng không phải rất mạnh, đồng dạng mệnh cách cao thủ rất nhiều, sáu mệnh cách phía trước vượt cấp khả năng rất lớn. bất kể nói thế nào, ngu thượng nhung bình cảnh phá, hắn đem trường sinh kiếm đưa về vỏ kiếm, lấy ra hắc sắc phù chỉ, nhen nhóm hình ảnh bên trong xuất hiện tư vô nhai hình ảnh, nhị sư huynh, ngươi bây giờ tại đâu? được đến liên lạc tư vô nhai có chút lo lắng nói, ta không sao, lý tiểu mặc nói ngươi rơi vào vực sâu, ta đang muốn làm pháp tìm ngươi ngươi đừng loạn động, Tư vô nhai nói ra. Bất quá là gặp một ít phiền toái nhỏ, không cần lo lắng. Tư vô nhai nhẹ gật đầu, nói ra, kia liền tốt. Sư phụ những ngày gần đây, cha không nghĩ cơm không muốn, vẫn luôn rất lo lắng ngươi. ưng ừ, hắn không nhìn thấy ngu Thượng Nhung biểu tình, chỉ có thể nghe đến âm thanh, không biết rõ nét mặt của hắn biến hóa. Tư vô nhai nói ra, được rồi, chờ ngươi trở lại hắn nói. Ngươi nhị sư huynh làm sự tình, chưa hề thất thủ qua ngu thượng nhung lạnh nhạt nói nói cho sư phụ không cần lo lắng nói xong phù chỉ đốt hết trường sinh kiếm bay ra ngu thượng nhung đạp kiếm mà đi trường sinh kiếm phù văn hơi sáng lên tại không trung như là một đạo lưu tinh hướng viễn không bay đi lục châu mở mắt có chút khó có thể tin nói thập nhất diệp cái này là cái gì tu hành lộ tuyến đừng nói là hắn liền tính là vào thiên giới thật lâu tu hành người cũng rất khó biết rõ bất quá ngu thượng nhung không có việc gì ngược lại để hắn yên tâm không ít đến mức thập nhất diệp sự tình đằng sau tại cha đi hắn đứng lên quay đầu nhìn về phía sảnh bên trong một đoàn ngọn lửa nóng bỏng hỏa diễm cũng tại lúc dập tắt đinh tử lưu ly li tấn thăng làm hợp tốc độ khôi phục gia tăng gấp đôi thu hoạch đến năng lực băng phong băng phong một lần tính phóng thích tử lưu ly li tất cả năng lượng có thể khôi phục khôi phục lúc đó vô pháp sử dụng lục châu đưa tay đem tử lưu ly li thu hồi lòng bàn tay cái này không liền là hải hồn châu năng lực sao tại tử lưu ly bay vào lòng bàn tay thời điểm một cỗ rõ ràng khác biệt với hồng cấp tử lưu ly lạnh bút thấu xương cảm đánh tới toàn thân lông tơ dựng nên hàn khí này không có phóng thích hạ hàn khí liền như thế hung mãnh như là một lần tính phóng thích kia còn là rồi hắn đem tử lưu ly thả vào không trung lơ lửng xoay tròn nhàn nhạt tử sắc khí thể quanh quẩn tử lưu ly đã không nhìn thấy tử lưu ly bản thể càng giống là hình tròn tử sắc quang đoàn hợp, Lục Châu lấy ra vị danh. Hắn không có đem vị danh biến thành bất luận một loại nào hình thái, mà là ban đầu hình bầu dục mực mới sắc tảng đá dáng vẻ. Vị danh ban đầu liền là hợp, hắn lắc đầu, luôn cảm thấy vị danh không chỉ là hợp đơn giản như vậy. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hợp chính là trụ, hằng chính là vũ, hắn nhìn xem tử lưu ly li quanh quẩn tử sắc khí thể. Đạo gia có nói, tử khí đông lai, tử khí cho người cảm giác cực kỳ dễ chịu. Mà không phải giống vu thuật kia ác tâm, thu, hắn đem tử lưu ly thu hồi, lại đem thẩm tất gọi qua đến, hỏi liên quan tới thập nhất diệp sự tình, làm gì được thẩm tất cũng không biết, lại thông qua phù văn cùng tư vô nhai, kịp bốn đại trưởng lão tán gẫu hạ, hắn nhóm cũng không biết thập nhất diệp tồn tại. Tư vô nhai đọc đủ thứ thi thư, không biết, cơ bản hắn không biết, những người khác sẽ rất khó biết. Trừ phi hỏi một ít lớn tuổi, cái này lớn tuổi chỉ là vượt qua thời gian, mà không phải thọ mệnh hạn mức cao nhất chỉ có chân chính vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt người đối lịch sử biết nhiều hơn phổ thông người đối diện đi hiểu rõ cũng so với bình thường người khắc sâu ma thiên các chân chính người lớn tuổi cũng không nhiều hắn gọi tới nhan chân lạc hỏi thập nhất diệp sự tình cũng là như thế nhan chân lạc nói ra thập nhất diệp thuộc hạ đối với cái này không phải hiểu rất rõ bất quá việc này có thể hỏi lục ly lục châu nhìn xem nhan chân lạc nói ra ngươi là nghĩ muốn bản tọa cứu trở về Lục Ly, thuộc hạ không phải ý tứ kia, thuộc hạ chưa nghe qua thập nhất diệp, bất quá việc này, cũng có thể hỏi hắc bạch tháp tháp chủ, đáng tiếc tiêu vân hòa không tại. Hoặc là cũng có thể tìm đại viên vương đình một ít lão giả hỏi thăm. Lục Châu gật đầu, can hệ trọng đại, cần nghiêm túc đối đãi cái này không phải ngu thượng nhung chuyện riêng, mà là tất cả chảm liên người tu hành tương lai, cũng là kim liên giới tương lai. Vô chính hải từ bên ngoài đi vào, nói ra, sư phụ, nhị sư đệ có tin tức, Lục Châu khoát tay nói, vi sư biết rõ. Ách, ta đều không nói, ngài biết rõ cái gì. Lục Châu không để ý đến vô chính hải biểu tình biến hóa. Mà là tại suy tư thập nhất diệp cùng thái hư sự tình. Nói một chút thái hư kế hoạch, Lục Châu nhìn xem nhan chân lạc, tiếp tục nói, trước kia hắc tháp cùng bạch tháp chấp hành qua thái hư kế hoạch, người hiểu này sự tình. Nhan chân lạc gật đầu nói, biết rõ thái hư kế hoạch rất nhiều người, nhưng là biết rõ rõ ràng không có vài cái. Thái hư kế hoạch may mắn người còn sống quá ít, Bạch tháp tháp chủ Lam Hy Hòa chính là một cái trong số đó. Có thể thật cần đi một chuyến bạch tháp, tìm hiểu một chút thái hư tình huống. Lam Hy Hòa chỉ ít 12 mệnh cách, sống đến thời gian hẳn là không ngắn, thuận tiện hỏi hỏi thập nhất diệp sự tình, một công nhiều việc. Lục Châu nói ra, trước về một chuyến hồng liên, mang lên ninh vạn khoanh. Lão Phu muốn bái phỏng bạch tháp, thầm tất cùng vu chính hải đồng thời kho người nói, vâng, bạch tháp. Vạn trưởng bạch tháp phía trên, Lam Hy Hòa tóc dài như thác nước vải rủ xuống, nhìn xem viễn không phong cảnh. Chủ nhân, kia lục lão ma, thật là thái hư bên trong người. Lam Y Nữ Hầu, thực lại nhấn không ở hỏi. Cái này đoạn thời gian, Lam Hy Hòa mỗi ngày đều tại tháp ngẩn người, chỗ đó đều không có đi, cũng không có tâm tình. Lam Hy Hòa nói ra, có lẽ đi. Lam Y Nữ Hầu vốn định tiếp tục nói thứ gì, Lam Hy Hòa lộ ra vẻ mong mỏi, nói ra, người đi xuống đi, ta nghĩ một cái yên tĩnh. Vâng, nữ hầu nào dám tiếp tục hỏi đành phải cung cung kính kính ly khai hạ bạch tháp bạch tháp chưa vị trưởng lão lần lượt xông tới tháp chủ không muốn gặp ta nhóm một trưởng lão nói ra nữ hầu lắc đầu nói ta lời đều không nói ra liền bị chắn xuống đến người nhóm cũng biết tháp chủ tính tình nói một không hai còn là chờ một chút đi chờ tháp chủ tâm tình tốt một ít rồi nói sau chờ một chút ta khác không muốn hỏi ta chỉ muốn biết kim liên lục lão ma thật là hắc tháp tập thể hạ thấp sự kiện người thao túng một người trưởng lão khác nói ra, nữ hầu nhìn hắn một cái nói ra, ta tận mắt nhìn thấy. Tốt à, chờ thách chủ tâm tình tốt một chút lại nói. Các trưởng lão tán đi, nữ hầu nhìn qua hắn nhóm bóng lưng rời đi, im lặng nói, vừa rồi muốn cùng người đánh nhau trận thế, cái này không có rồi. Hồng Liên, Kinh Đô, nghe tin bất ngờ sư công muốn đi bạch tháp, Lý Vân tranh tự mình đi một chuyến. Thiên Vũ Viện mời tư vô nhai về Kinh Đô, sư phụ quả nhiên muốn đi bạch tháp, tư vô nhai không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nghe thẩm hộ pháp nói, sư công tại hắc tháp đại triển thần uy, làn đến đối phương tập thể hạ thấp, bạch tháp tháp chủ lam hy hòa giống như là chuột giống như sám xịt chạy. Cái này là thật sao? Lý Vân Tranh cảm thấy thẩm tất tại khoác lác, lại không có chứng cứ. Tập thể hạ thấp sự kiện là thật, như thả trước kia, đừng nói hạ thấp, tập thể mệnh cách về không đều có thể, tư vô nhai nói ra. Sư công phía trước kia hung, Lý Vân Tranh đối lục châu quá khứ phi thường tò mò vốn cho rằng tư vô nhai hội giống thẩm tất như thế đại thổi đặc thổi một lần, không nghĩ đến tư vô nhai lại thở dài một tiếng, chuyện quá khứ không để thôi được. Lão sư, ta muốn biết, Lý Vân tranh tràn đầy mong đợi nói. Tư vô nhai nghiêm sắc mặt, cau mày nói, nhất quốc tri quân, rất nhàn sao. Ách! Lý Vân tranh bị tưới một chậu nước lạnh, ỉu xìu xuống dưới nói, ta cái này trở về phê duyệt tấu trương. Tư vô nhai sờ sờ cái bàn càng phát xong thiền địa đồ, sau đó rời đi dành riêng cho hắn phòng nghiên cứu. Hắn thử nghiệm liên lạc Hạ Minh Thế Nhân, phát hiện không có liên hệ lên, đành phải từ bỏ. Tư vô nhai đi lễ thánh điện, cái này đoạn thời gian ma thiên các tất cả mọi người tại lễ thánh điện tu hành. Đồng thời chế tạo vũ khí, tư vô nhai không có đem chín khỏa hỏa linh thạch dùng tại đồng môn thân bên trên, mà là cho ba vị trưởng lão để thăng các loại vũ khí cấp. Tả Ngọc Thư Bàn Long Trượng, Phan Ly Thiên Hồ Lô Rượu cùng lãnh la vô cấu chi nhật, tại vương đại trùy chờ người hợp tác hạ, trải qua nửa tháng đoán tạo, thành công đạp vào hoang cấp, hoa vô đạo tứ phương cơ vốn là hoang cấp, không cần đề thăng. Bởi vì là từ thiên giai đến hoang cấp đề thăng, hỏa linh thạch chỉ cần muốn một phần. Còn lại sáu phần, ngu thượng nhung bị kỳ băng hạ ở giữa, hắc tháp đem hứa hẹn hai mươi phần hỏa linh thạch đưa đến cứu thiên viện. Đề thăng đại gia vũ khí, bất quá là vấn đề thời gian. Cái này đoạn thời gian, hắn nhóm đều tại lễ thánh điện tu hành. Âm, phanh phanh phanh, tam sư huynh cố lên tiểu diên nhi cùng hải loa đứng ở một bên không ngừng vỗ tay tư vô nhai đi tới nhìn về phía giữa sân hoa vô đạo chính núp ở tứ phương cơ bên trong áp chế đoan mộc sinh tứ phương cơ bên trong thỉnh thoảng bay ra lục hợp đạo ấn khóa giải đoan mộc sinh tiến công thiên quyến hữu khuyết đoan mộc sinh thả người bay về phía bên trên né tránh tứ phương cơ áp chế đi đến phía trên không ngừng hạ đâm phanh 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 phanh, phanh tư vô nhai lắc đầu lại tới cảnh tượng như vậy hắn đều nhìn chán không có ý tứ oanh tứ phương cơ rơi xuống lục hợp đạo ấn bảo phát đi ra đem đoan mộc sinh bắn bay lăng không xoay chuyển vững vàng rơi xuống tam tiên sinh thương pháp kinh người có thể tại tứ phương cơ áp chế xuống không rơi hạ phong khó phan ly thiên nói ra đúng là như thế như phá cửu diệp hoa trưởng lão liền không lại là đối thủ lời tuy như này nhưng mà có thể rõ ràng nhìn ra đoan mộc sinh bất mãn hắn lắc đầu cầm chặt bá vương thương gặp không khí không đúng Tư vô nhai vội vàng nói, sư phụ muốn đi bạch tháp, người nhóm ai muốn cùng nhau đi tới. Thất sư huynh, ta, tiểu diên nhi đệ nhất cái giơ tay. Cử sư tỷ đi, vậy ta cũng cùng lên đi, hải loa đi đến tiểu diên nhi bên người. Tư vô nhai gật đầu, được, hắn nhìn nói với đoan mộc sinh, tam sư huynh, người đây. Đoan mộc sinh lắc lắc đầu nói, ta liền không đi, ta tính toán bế quan một đoạn thời gian, cũng tốt, bốn vị trưởng lão cũng không tiện đi, hắn nhóm tự biết tu vi yếu một chút, đi, đều là cản trở liệu. Trước kia quát tháo phong vân thời gian, một đi không trở lại. Cái này loại cảm giác thật không tốt, hắn nhóm rất có thể lý giải đoan mộc sinh cảm thụ. Cái này lúc, cứu thiên viện trận pháp cao thủ Hoàng Ngọc xuất hiện tại trên nóc nhà, nhìn xem bốn vị trưởng lão cùng đoan mộc sinh nói ra, thiên vũ viện tại bắc bộ ngoài 30 dặm có một chỗ tu luyện chi địa, các vị nếu là không chê, có thể qua bên kia, đoan mộc sinh ngẩng đầu lên nói, chuyện này là thật. Hoàng Ngọc cười nói, đương nhiên, cái này tu luyện thánh địa là một chỗ cổ trận, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Thiên Vũ Viện đem trận này mệnh danh là tụ nguyên tinh đấu đại trận, có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, gia tăng mấy lần tu hành tốc độ, tư vô nhai hỏi, như này tốt trận, người nhóm làm sao không đi. Hoàng Ngọc nói ra, ăn đến khổ bên trong khổ mới là nhân thượng nhân, cái này trận cố nhiên là tốt trận, liền là quá khổ. Chỗ đó địa thế ao hãm, bốn mùa nóng bức không chịu nổi, không phải người chờ địa phương. Không có đầy đủ ý chí lực, sẽ phát điên. Thiên vũ viện không phải không có người đi qua, cũng chết qua người, có thể còn sống, không không thành một phương cao thủ. Chờ thời gian càng lâu, càng lợi hại. Dư trần thù, ở trong trận chờ ba năm lâu, trên mặt hắn thương liền là cái này đến, đám người gật gật đầu. Kiểu nói này, bốn vị trưởng lão thật đúng là có điểm do dự. Tốt, ta yêu, đoàn mộc sinh nói ra. Tam tiên sinh, ngươi cần phải hiểu rõ, Hoàng Ngọc nói ra. Ta nghĩ rõ ràng, đoàn mộc sinh nói ra đứng ở một bên lãnh la nói theo tính ta một người hắn đem mặt nạ màu bạc lấy xuống vết sẹo trên mặt đáng sợ nhưng người không dám mắt nhìn thẳng ý tư cũng rất rõ ràng phan ly thiên cười nói lão hủ một cái lão cốt đầu cũng đi đến một chút náo nhiệt dù sao sớm liền sống đủ bàn hai người nhìn về phía tả ngọc thư cùng hoa vô đạo hoa vô đạo tả ngọc thư chấm hỏi chấm hỏi ngập kép thế nào có chủng đạo đức bắt cóc cảm giác muốn đi ngươi nhóm đi hoàng ngọc gật đầu cười nói ta hiện tại tính là minh bạch ma thiên khác vì cái gì như này cường đại chỉ bằng vào cái này phần can đảm cùng phách lực chính là người khác không thể so phía trước thiên vũ viện rất nhiều đệ tử tha rằng đánh chết đều không đi đều là hạng người ham sống sợ chết bốn vị trưởng lão thế mà nguyện ý chủ động đi thật là khiến người bội phục hoa vô đạo tả ngọc thư chờ một chút hai vị không cần nói nữa cứu thiên viện tại bốn vị trưởng lão cùng tam tiên sinh trước mặt thật là hổ thẹn ta sẽ mau chóng an bài đến ngũ khấu quả đến, có thể lấy xuống sao? Hái một lần mất kia liền là tham sống sợ chết cùng nhát như chuột. Ai, tư vô nhai chắp tay nói, làm phiền, Hoàng Ngọc cười nói, tiểu ý tứ, tư vô nhai nhìn một chút cách đó không xa mạnh trường đông, hạ trường thu, kỷ phong hành cùng vu vu, cười nói, ngươi nhóm đâu? Ta nhóm liền không đi, hạ trường thu liên tục xua tay. Mạnh trường đông nói ra, ta còn có nhiều thứ muốn chuẩn bị, trước cáo tử, mạnh hộ pháp, ta cùng vu vu giúp ngươi, kỳ phong hành cùng vu vu đi theo. Thấy mọi người chạy hết, tiểu diên nhi nói lầm bầm, một đám quỷ nhát gan, tư vô nhai nói ra, lựa chọn của bọn hắn là đúng. Người chớ xem thường bốn vị trưởng lão, hắn nhóm trẻ tuổi lúc, đều là nhất đẳng tu hành thiên tài, không nên coi thường bất luận một vị nào lão nhân, chỉ ít hắn nhóm tiền nhiệm trẻ tuổi qua. Lời nói này đến bốn vị trưởng lão trong tâm khảm đi, cho dù hoa vô đạo cùng tả ngọc thư không muốn đi, có thể nói ra nửa chữ không? Tư vô nhai mang lấy tiểu diên nhi cùng hải loa ly khai thiên vũ viện. Nửa ngày sau, quan bên trong kinh đô, tư vô nhai mang lấy tu vi bị phong ở ninh vạn khoảnh đi đến dưỡng sinh điện. Sư phụ, đi tới bạch tháp phù văn thông đạo đã chuẩn bị thỏa đáng. Mặt khác, tam sư huynh cùng bốn vị trưởng lão tùy hoàng ngọc đi tu nguyên tinh đấu đại trận, phòng trừng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tư vô nhai nói ra. Tụ nguyên tinh đấu đại trận, lục châu tìm kiếm hạ ký ức, cũng không có cái này phương diện hiểu rõ. Ninh Vạn khoảnh con mắt bên trong không thần, bình tĩnh nói, tụ nguyên tinh đấu đại trận. Đây chính là cổ trận, người nhóm lá gan không nhỏ, dám đi cái này trùng cổ trận mạo hiểm. Lục Châu nhìn về phía Ninh Vạn khoảnh, nói ra, người biết rõ trận này. Ninh Vạn khoảnh cười nói, cái này trận là cổ trận. Tồn tại thời gian tối thiểu mấy vạn năm, cái này dạng trận có thể duy trì cái này lâu, thường thường không phải ỷ lại đạo văn, mà là thiên thời địa lợi lịch sử rất nhiều cổ trận đều theo thời gian trôi qua mà biến mất chúng nó chịu đựng không được tuế nguyệt tàn phá nếu là có thể còn sót lại không phải kỳ trận hiểm trận chúng nó uy lực cực lớn hiệu quả kỳ lạ tương ứng cũng rất nguy hiểm không cẩn thận liền hội bị khốn ở trong trận sinh tử khó liệu tư vô nhai nói ra không nghĩ đến ninh thẩm phán đối với trận pháp cũng có nghiên cứu ninh vạn khoảnh biết rõ bên cạnh người nói ra, nghe thấy ma thiên các thất tiên sinh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trí tuệ hơn người. Chẳng lẽ đối cái này trận cũng có kiến giải? Tư vô nhai nói ra, tụ nguyên tinh đấu đại trận, vốn là hội tụ nguyên khí sử dụng. Chỗ chỗ cực nhiệt, hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm, nhưng mà không có người hình dung khoa trương như vậy. Huống hồ thiên vũ viện phía trước hàng năm đều sẽ thua tặng một ít nhân tài tiến vào tinh đấu đại trận lịch luyện, thương vong thủy chung là số ít. Như là mảy may không có nguy hiểm, cái này dạng lịch luyện lại có ý nghĩa gì? tiếp đó, tinh đấu trận hội hấp dẫn một ít hung thú, đám hung thú này nếu là dám đến, ngược lại sẽ cho chúng ta đưa tới mệnh cách chi tâm, ninh vạn khoảnh chỉ là khẽ gật đầu, có kiến thức, còn có, từ vô nhai lộ ra tiếu dung, ta kỳ thực sớm liền cùng hoàng ngọc nghiên cứu qua trận này, cố ý khích tướng bốn vị trưởng lão, vì cam đoan hắn nhóm an toàn, ta tại tinh đấu đại trận phụ cận lưu lại phù văn thông đạo, ninh thẩm phán, ngươi nói, cái gì dạng người, có thể đỡ nổi gia sư? hắn trong những lời này không có dùng mệnh cách thú mà là dùng người lệnh ninh vạn khoảnh sắc mặt trắng bệch, thụ giáo ninh vạn khoảnh nói ra đem sự tình giao cho tư vô nhai yên tâm dễ chịu chỉ là có chút hố lão phu suy cho cùng lão phu chỉ có năm mệnh cách lên đường đi lục châu thản nhiên nói vâng hồng liên quan bên trong một tòa phù văn thông đạo phụ cận đám người chuẩn bị thỏa đáng lục châu nhìn lên bầu trời bên trong cưỡi bạch trạch bay khắp nơi tiểu diên nhi nói diên nhi sư phụ, tới rồi. Tiểu Diên Nhi cùng Bạch Trạch rơi tại phù văn thông đạo phủ cận. Hắn quan sát Tiểu Diên Nhi khí tức, sao phía trước lại càng dày đặc một chút, có lẽ là tu luyện Thái Thanh Ngọc giản nguyên nhân, khí tức tỏ vẻ thanh tịnh như nước, lưu loát như mây. Thuận tiện lại nhìn một chút tư vô nhai cùng hải loa khí tức. Tư vô nhai thiên yếu một ít, khí tức như khói bếp, trên miên hướng lên, hải loa khí tức giống như là ngọn lửa đồng dạng, thẳng tắp sông lên. Mỗi người khí tức đều không giống, so sánh xuống đến, mệnh tốt nhất liền là tiểu diên nhi, nàng loại khí tức này, cho dù là không tu luyện, tự nhiên tăng trưởng đều có thể như người bình thường khó mà với tới. Sư phụ, đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát, Vu chính hải dẫn đầu đạp lên phù văn thông đạo. Lục Châu cùng đi theo đi lên, những người khác theo sát phía sau, Vu chính hải đơn trưởng vỗ, phù văn vòng sáng lên, quang trụ trùng thiên, tầm mắt tiêu thất. Hắc thủy huyền động bên trong, ngu thượng nhung đột phá về sau phi hành nhanh chóng cũng so phía trước nhanh rất nhiều hơn nữa cơ bản không có quá lớn tiêu hao mỗi khi có chút mỏi mệt thời điểm hắn đều hội lơ lửng ở trên không chỗ nghỉ ngơi một lát sắp tiêu tan hao tổn bộ phận bù lại theo trường sinh kiếm phủ văn dẫn đạo phương hướng đi qua hai ngày phi hành hắn nhìn đến phía trước thử quang quen thuộc hình nửa vòng tròn cửa hang quen thuộc quang tuyến ngu thượng nhung lộ ra tiếu dung khống chế phi kiếm toàn lực phi hành hư ảnh hiện lên hắc thủy mặt hô ngu thượng nhung chui ra kia bán viên quang mang bên trong tầm mắt đột nhiên khoáng đạt nhưng mà hắn lại mất đi quang minh cái này là trường kỳ tại hắc ám trạng thái xuất hiện phản ứng bình thường hắn cảm giác đến toàn bộ thế giới đều giống như trở nên chậm như vậy trôi nổi tại không trung bên trong ngu thượng nhung thích ứng tốt một đoạn thời gian ánh mắt dần dần khôi phục hắn nhìn về phía chung quanh mỉm cười ta trở về cái này là hắn quen thuộc hồng liên địa giới cùng lần trước bị buộc bất đắc dĩ đi tới nơi này bất đồng lần này ngược lại có chủng cảm giác về nhà Cửu thiên tri thượng truyền đến một tiếng điều gọi, ngu thượng nhung tâm tình mỹ diệu, theo điều gọi bay đi. Đi đến một khỏa đại thụ che trời bên trên, nhìn về phía nơi xa, một cái cực lớn loan điểu từ không trung lướt qua. Cái này loan điểu cũng không phải ít, ngu thượng nhung ngoài ý muốn nói. Lần trước loan điểu, thế nào mạnh mẽ, bị phi tinh trai diệp chân tự mình dẫn hơn trăm tên đệ tử đánh giết. Hiện nay gặp lại loan điểu, ngược lại không có loại kia kinh tâm động phách cảm giác. Chỉ là, cùng lần trước bất đồng là, lần này loan điều đại rất nhiều. Sinh mệnh khí tức cũng rất nồng nặc, thân bên trên có màu sắc, song chảo có quang mang. Sơ cấp mệnh cách thú, ngu thượng nhung có chút ngoài ý muốn, âm, um, phanh phanh, mấy đạo kiếm cường hướng loan điểu bay đi, đánh rớt dễ cây vũ mau. Phía dưới lướt đến mười mấy tên tu hành người, cùng loan điểu kịch đấu. Loan điểu vỗ cánh, quét ngang trong phạm vi ngàn mét tất cả thư mục, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Đừng lui, đều đừng lui, cố lên, tô trưởng lão kháng trụ trưởng môn, phía trên, một vị lão giả phóng lên tận trời, mạn thiên kiếm cương hình thành vòng tròn, hội tụ như một, hướng kia loan điểu đâm tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mấy vạn đạo kiếm cương thành quần kết đội, che giả mang mọc. Kia loan điểu bị đau, thân bên trên toát ra tiền huyết, cuồng bạo lên, hai cánh mãnh phiến. Âm, trưởng môn, lão giả kia bị vỗ trúng bả vai, lăng không xoay chuyển, lùi lại khoảng trăm thước, không thể không rơi xuống, bừng bít lấy bả vai, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trưởng môn, muốn rút sao? Một tên trưởng lão nói ra, không thể rút, ta nhóm vấn thiên tông mất đi nhiều ít mệnh cách thú, hiện nay thật vất vả tìm tới. Không thể nhường, có thể là, ta nhóm người thụ thương không nhẹ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hơn nữa động tĩnh quá lớn, hội hấp dẫn cường giả đến cướp. Lần trước sơn cao thú bị cướp, lần này coi như xong đi. Thốt ra lời này, không thể nghi ngờ nhất sao động quân tâm, ngu thượng nhung khẽ nhíu mày vấn thiên tông nghe lấy tốt quen tai phanh 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 lại là ba người bị kia loan điểu đánh bay cái này đích xác là một cái điển hình mệnh cách thú diệp chân giết cái kia ngược lại chỉ là phổ thông cự thú chỉ cung cấp sinh mệnh trị chi tâm không cho phép lui thêm ít sức mạnh tầng diễn không phục mọi việc nên lượng sức mà đi ngu thượng nhung từ xa chỗ bay tới xuất hiện tại loan điểu phía trên tầng diễn theo tiếng kêu nhìn lại nhìn đến chân đạp trường sinh kiếm một thân thanh bảo ngu thượng nhung các hạ là cái này mệnh cách thú không phải là các ngươi có thể đối phó ngu thượng nhung nói ra đây quả thật là mệnh sao lại một cái cướp mệnh cách thú loan điểu cuồng bạo toàn thân xích hồng phanh 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 rất nhiều tu hành người bị quét ngang ra ngu thượng nhung nhìn thoáng qua vọt tới nói vẫn là ta tới đi ngu thượng nhung hư ảnh lóe lên đi đến kia loan điểu phía trước trường sinh kiếm trở lại trong lòng bàn tay sắc mặt bình tĩnh huy động kiếm cương động tác nước chảy mây trôi, đăng phong tạo cực, loan điểu bị đau, vỗ cánh, ngu thượng nhung tế ra pháp thân, hạ đạp loan điểu, pháp thân tiêu thất. Âm, loan điểu hạ xuống, mất đi khống chế. Tầng diễn ngạc nhiên nói, thập diệp, một vị trưởng lão hướng về phía ngu thượng nhung nói, các hạ còn là mau mau đào mệnh đi thôi, cái này mệnh cách thú không phải thập diệp có thể đối phó. Có chút mệnh cách thú, nhiều mấy tên cửu diệp đều có thể đối phó, có chút, cho dù là thập diệp cũng không được. Loan Điểu chính là trong đó một trong, hắn không chỉ am hiểu phi hành, lực phá hoại kinh người, cũng rất linh hoạt, so sơn cao cùng linh cử mạnh hơn nhiều. Đúng lúc này, dùng ngu thượng nhung làm trung tâm, tỏa ra mấy chục vạn đạo kiếm cương. Kiếm cương từng cái vạch qua Loan Điểu thân thể, trong chớp mắt, kiếm cương tiêu tán, ngu thượng nhung hư ảnh lóe lên, lơ lửng tại mọi người thân trước, đưa lưng về phía Loan Điểu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trường sinh kiếm tại Loan Điểu bốn phía lượn vòng một vòng, tự động đưa về phía sau vỏ kiếm bên trong. Loan điểu bị dừng lại, chiến đấu kết thúc. Vấn thiên tông trưởng môn tầng diễn cùng các đệ tử biểu tình cổ quái, nghĩ thầm cái này người thế nào đánh có thể trang bức. Loan điểu tự tại phía sau, đem sau lưng nhường lại, cùng tìm chết có gì khác. Ý nghĩ vừa tái hiện, nhưng mà gặp kia loan điểu thân thể tứ phân ngũ liệt, từ trời rơi xuống, huyết vũ hạ xuống, một đống lại một đống khối thịt nện đến mặt đất thình thịch rung động. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng, đem hắn chia cắt, vết cắt đều đều, không có thương tổn đến mệnh cách chi tâm. Trong suốt sáng long lanh mệnh cách chi tâm, theo khối thịt, cút ra đến, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, chiếu sáng dạng dỡ, hiện ra hào quang trói sáng. Cái này, vấn thiên tông người nhìn ngốc, giật mình miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Biểu tình cổ quái đều bị chấn kinh thay thế, bản năng lui lại một bước. Đồng dạng là thập diệp, tranh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Thật là gặp vận đen tám đời, quả nhiên là đến cướp mệnh cách chi tâm tầng diễn chợt nhớ tới vừa rồi pháp thân xuất hiện thời điểm giống như không phải hồng sắc ngược lại là có kia một điểm đỏ kiếm cương rõ ràng không phải đỏ lục lão ma đồ đệ ngu thượng nhung lại trước mở miệng nói cho chư vị một câu lời khuyên mọi việc lượng sức mà đi a à, cái này tầng diễn các loại người vừa rồi hung ác kỉnh biến mất một chút xíu đều không nhìn thấy bên cạnh một trưởng lão nói ra xin hỏi các hạ phải chăng đến từ kim liên Vấn Thiên Tông người cũng biết cái này hắc thủy huyền động là thông hướng kim liên khu vực cần phải đi qua, cái này kiếm khách đột nhiên xuất hiện, lại sử ra kim sắc kiếm cương, rất rõ ràng là đến từ kim liên. Ngu Thượng Nhung không có trả lời mà là cười nhạt nói, sau này còn gặp lại. Thân hình lóe lên lướt về phía nơi xa chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Đám người giật mình một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, trưởng môn, mệnh cách chi tâm, hắn không có lấy đi mệnh cách chi tâm, vấn thiên tông các đệ tử vui mừng quá đỗi, nhặt lên viên kia mệnh cách chi tâm, hưng phấn kêu lên. Tầng diễn lộ ra ánh mắt nóng bỏng, đem nâng trong lòng bàn tay, giống như là phạm tiến chúng cử đồng dạng, nở nụ cười, có điểm điên cuồng, có điểm ma giật mình. Chuyện như vậy đồng dạng tại Hồng Liên các nơi diễn ra, cũng dần dần phát sinh ở Kim Liên địa bàn bên trên. Hắc Liên lũng đoạn ngừng lại, nhân loại tu hành giới nên có mệnh cách thú hội từng cái đến cần người tay bên trong, tất cả những thứ này bất quá là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, phù văn thông đạo quang mang tại vu chính hải thao tác hạ, dị thường lưu loát bình ổn, liền giống như là đường ống bên trong thanh tịnh nước suối, có thứ tự địa lưu động, không vội không chậm. Đại sư huynh, người so phía trước thuần thục hơn đâu, tiểu diên nhi nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, quấn quanh lấy sợi tóc tán dương. Cửu sư muội, người muốn học, không nghĩ, vu chính hải, bốn phía truyền đến kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, nước suối giống như là đắp lên nhất tầng bạch sắc quang hoa, giống như độ nhất tầng bạc. Bang, đến, Trung quanh quang hoa dần dần tiêu thất, mịt mù thế giới xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này là một tòa phong đỉnh, cao trăm trượng, phù văn vòng kéo lấy đại gia không có rơi xuống đi, phong đỉnh diện tích cũng vừa tốt đủ phù văn vòng khắc họa, không nhiều không ít. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Hàn phong đánh tới, đây chính là bạch liên thế giới. Tiểu Diên Nhi tò mò nhìn đầy khắp núi đồi phong cảnh, trừ tuyết trắng mênh mang cùng vô biên vô hạn ngân trang tố quấn, không có vật khác. Ninh Vạn Khoảnh nói ra, nơi này chỗ vắng vẻ, là đại minh địa thế cao nhất khu vực. Bạch tháp liền sừng sững tại chỗ cao nhất, có bạch tháp tại, tất cả dị tộc đều đến thần phục, hắn chỉ chỉ phía tây phương hướng, bên kia là tiền nhiệm cường đại thổ phiên, đóa cam dị tộc, hướng bắc là thắt tử địa bàn, còn không có giới thiệu xong. Lục Châu ngắt lời hắn, nói ra, lão phu đối với mấy cái này không có hứng thú, dẫn đường, Ninh Vạn Khoảnh tu vi bị giải khai, nhưng mà hắn không dám có bất kỳ động tác, gật đầu hướng bạch tháp phương hướng bay đi một khắc đồng hồ thời gian không đến hắn nhóm nhìn đến xuyên thẳng chân trời một tòa bạch tháp bạch tháp tiểu diên nhi tò mò ngừng đầu nhìn quanh mảy may không nhìn thấy bạch tháp đỉnh tháp kia bạch tháp cao vạn trượng phảng phất đem trời và đất cấu kết bạch tháp phía dưới tất cả công trình kiến trúc tại trắng tuyết bao trùm hạ liền giống như là không tồn tại nhỏ bé không đáng chú ý hắc tháp có thất tinh bố cục bạch tháp tựa hồ cái gì cũng không có vu chính hải nói ra Ninh Vạn Khoảnh lắc đầu nói, người đây liền sai. Bạch tháp thiên nhiên yêu đãi, mặc dù chỉ có một tòa chủ tháp, nhưng là cường đại, không hề yếu tại hắc tháp thất tinh bố cục, tư vô nhai dò xét một lát, nhìn ra một chút mánh khóe nói ra, dùng tháp là trận nhãn, tuyển trạch chỗ cao nhất kiến tạo, có thể thu nạp càng nhiều càng xa nguyên khí, đơn độc một tòa bạch tháp còn không làm được, cần tại bạch tháp bốn phía kiến tạo bất đồng tụ nguyên loại trận pháp. Người nhóm so hắc tháp cũng không khá hơn chút nào, ninh vạn khoảnh một lúc nói không ra lời không bao lâu, mọi người tại bạch tháp phù cận rơi hạ. Hơn 10 tên bạch y tu hành người xem xét là Ninh Vạn Khoảnh, làm lễ nghênh đón, cung nghênh Ninh thẩm phán. Ninh Vạn Khoảnh nói, thông chi tháp chủ, có khách quý viếng thăm, vâng, sớm tại vạn trượng bạch tháp phía trên, mắt thấy hết thảy Lam Hy Hòa, không có chờ người đến báo cáo, nhân tiện nói, mời lục các chủ đến 70 nhị tầng, vâng. Bạch tháp, 70 nhị tầng, lục các chủ, mời. Lam y nữ hầu nói, vào bạch tháp 70 nhị tầng, tráng lệ, xa xỉ mà kiến trúc hùng vĩ phong cách đập vào mặt mà đến, lâu vũ chính giữa đặt vào một chương mấy trượng chiều dài cái bàn, vải trắng che đậy. Tại cái bàn phần cuối, thì là một chương so người còn muốn cao gấp ba cái ghế. Lam hi Hòa liền ngồi tại hắn bên trên, cùng cái ghế so sánh, nàng tỏ vẻ rất xinh xắn. Lục các chủ, lại gặp mặt, Lam Hy Hòa lộ ra tiếu dung. Lục Châu nhìn sang, Lam hi Hòa ngồi rất đoan chính, giống như là chờ đợi một đoạn thời gian. Mời ngồi, lục châu cũng không khách khí với nàng ngồi tại lam hi hòa đối diện cái này đối diện lại có vài chục mét xa lam y nữ hầu nhìn về phía tư vô nhai các loại người nói ra các vị mời tới bên này những người khác ngược lại ngồi tại hai bên có điểm cảm giác không được tự nhiên trái lại lam hi hòa một phương một ít bạch y tu hành người đứng tại tả hữu cung cung kính kính không dám vào tòa lục các chủ đại giá quang lâm không biết có chuyện gì lam hi hòa nói ra nàng vẫn là như cũ không yêu thích thừa nước đục thả câu. Lục Châu nói ra, đều nói làm tháp chủ duyệt tận nhân gian, tuế nguyệt lâu dài. Lão Phu hoàn toàn chính xác có một vài vấn đề nghĩ muốn ở trước mặt hỏi một chút. Mời nói, Lam Hy Hòa duy trì nụ cười nhàn nhạt. Lục Châu nói ra, năm đó thái hư kế hoạch, ngươi là người vạch ra. Đi hắc tháp đường bên trên, hai người tán gẫu qua cái này sự tình, lập tức thời gian không nhiều, hiểu cũng không đủ xâm nhập. Đồng thời Lục Châu đối đoạn chuyện cũ này cũng phi thường tò mò, suy cho cùng cơ thiên đạo hơn 300 năm trước đi qua chỗ bí ẩn, thậm chí từ nơi nào mang về lệnh các đại tu đi dưới mơ ước thái hư hạt giống. Lam Hy Hòa không che giấu chút nào nói, vâng, thái hư ở đâu? Lục Châu hỏi cũng rất trực tiếp, Lam Hy Hòa tiếu dung càng tăng lên, cái này vấn đề giống như để nàng có chút ngoài ý muốn, lục các chủ không nên so ta rõ ràng hơn. Lão Phu thật đúng là không có chút nào rõ ràng, ký ức thủy tinh bên trong liên quan tới chỗ bí ẩn tin tức thực tại quá ít. Hắn từng mấy lần hồi ức những hình ảnh kia, chỉ có thể nhìn thấy một cái cái hắc liên rơi hạ tràng cành. Lục Châu lắc đầu nói, Lão Phu biết đến có hạn. Lam Hy Hòa thở dài nói, chỗ bí ẩn, là cực kỳ hung hiểm địa phương. Chỗ đó ẩn tàng rất nhiều hung thú đáng sợ, mạnh hơn anh chiêu gấp trăm lần hung thú khắp nơi có thể thấy. Thái Hư kế hoạch chủ ý là nghĩ muốn tìm kiếm thế giới bản nguyên bí mật. Bản nguyên, nhân loại từ sinh ra lên, thượng thiên trao cho nhân loại tu hành tư cách. Nhưng lại đồng thời đối khác biệt màu sắc tu hành cấp cho bất đồng giam cầm liền tính đánh phá giam cầm chung quy hội bị thiên địa ràng buộc trói buộc ban đầu thái hư kế hoạch mục đích liền là vì tìm tìm ràng buộc bản nguyên lam hi hòa dáng người đoan chính thanh âm êm dịu tại đại điện bên trong quanh quẩn mảy may không lệnh người phản cảm đời sau nhân loại tu hành người phát hiện thái hư hạt giống tồn tại thái hư kế hoạch dự tính ban đầu cũng dần dần cải biến một ít tới gần thái hư hạt giống người tu hành tiến nhanh rất nhanh thể chất được đến tẩm bồ nhân loại tham lam Đem ban đầu dự tính ban đầu hung hăng ném khí, thành thái hư hạt giống tranh đoạt chiến. Thẳng đến có một ngày, cường đại hung thú xuất hiện tại chỗ bí ẩn, đối với nhân loại tu hành người tiến hành vô tình tàn sát, đem nhân loại khu trục ra chỗ bí ẩn, thái hư hạt giống 3 vạn năm thành thục một lần, thành thục trước ngàn năm thời gian bên trong, là nhân loại tranh đoạt hạt giống kịch liệt nhất thời gian. 320 năm trước, chính là nhân loại cho đến tận này một lần cuối cùng thái hư kế hoạch, làm hy hòa dừng một chút, tiếp tục nói nếu như ngay cả lục các chủ cũng không biết thái hư tại đâu kia liền không có người hội biết rõ lục châu thản nhiên lắc đầu lão phu hoàn toàn chính xác không biết ngươi thật không biết lam hi hòa đại mi cao lại bởi vì cho tới bây giờ không có người tìm tới qua thái hư chỉ đi qua chỗ bí ẩn rất nhiều người đem chỗ bí ẩn cùng thái hư lẫn lộn đa số tu huỳnh người dùng vì tại chỗ bí ẩn thái hư hạt giống sinh trưởng địa phương chính là thái hư ta sẽ không nhận là thế nào thấy được chỗ bí ẩn sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt không thấy ánh mặt trời, cũng không phải nhân loại sinh tồn địa phương, Lam Hy Hòa nói ra, những địa phương kia ngược lại càng giống là hung thú sinh tồn nơi ở, cái này lúc, thực lại nhẫn không ngừng tư vô nhai mở miệng hỏi, có khả năng hay không, chân chính chúa tể nhân loại, là hung thú đâu. 70 nhị tầng yên tĩnh trở lại, ý nghĩ này mọi người sâu nghĩ. Nhân loại tự xưng là trí tuệ hơn người, nhưng mà trước mắt đến xem, một ít hung thú trí tuệ cũng không kém gì nhân loại, anh chiều bất quá là sơ cấp trí tuệ hung thú đến cao giai trí tuệ, tự nhiên sẽ không thua nhân loại. Chúng nó nắm giữ cực kỳ cường hãn thân thể, lực lượng, đồng dạng cũng có thể nuôi nhốt nhân loại. Nhân loại nhìn xuống con kiến, giống như hung thú nhìn xuống nhân loại, nói xong cái này lời. Lam Hy Hòa ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, nàng nhìn một chút tư vô nhai, nói ra cái này vị là. Ma thiên các đệ thất đệ tử, tư vô nhai, tư vô nhai tự giới thiệu mình. Nhân loại là vạn vật linh trưởng, từng có trí tồn đại năng vượt qua chỗ bí ẩn, cũng không tồn tại người nói loại tình huống kia, Lam Hi Hòa nói ra. Chí Tôn đại năng, Tư Vô Nhai nói ra, làm tháp chủ gặp qua. Lam Hi Hòa trầm mặc, không có trả lời. Tư Vô Nhai nói ra, ta tin tưởng trên đời này tồn tại Chí Tôn đại năng. Nếu có, tuổi thọ của bọn hắn định hằng cổ lâu dài, kia, hắn nhóm đều đi nơi nào? Hắn lại lần nữa truy vấn, thành như ngài vừa rồi nói, Thái hư kế hoạch ban đầu mục đích là nghĩ muốn tìm kiếm thiên địa ràng buộc bản nguyên. Liên ràng buộc đều không đánh tan được lại như thế nào thành vị trí tôn? Nghe lục sư tỷ nói, làm tháp chủ chỉ có 5 năm thọ mệnh có thể sống, làm tháp chủ tu vi cao thâm mặt chắc, hẳn là không kém gì hả tranh vanh, dám hỏi làm tháp chủ tu vi mấy thế nào, vì sao chỉ có 5 năm thọ mệnh? Làm tháp chủ tiếp xúc ta lục sư tỷ chân chính mục đích là cái gì? Liên tiếp vấn đề, giống như là bức bức cơ đồng dạng, toàn bộ đổ ra. Ngữ tóc lưu loát, không có chút nào dừng lại. Một lúc lại để cho đại điện yên tĩnh trở lại, nghe đến đám người mở rộng tầm mắt, tiểu diên nhi tay bên trong cầm chén nước, nháy mắt to, nhìn một chút tư vô nhai, thất thần phía dưới, chén nước rơi xuống. Tại rơi xuống một giây lát, kia chén nước dừng lại tại không trung Lại bay về vào mặt, đám người nhìn về phía Lam Hy Hòa, Lam Hy Hòa ngọc thủ hướng lên trên, mảy may không tức giận mà nói, lục các chủ hôm nay trước đến quả thật là hương sư vấn tội. Nàng nhìn về phía tư vô nhai, từng cái hồi đáp, thành vì trí tôn có lẽ không cần đánh phá ràng buộc. Giàng buộc là tất cả nhân loại đều đối mặt vấn đề, Ngươi nếu có hứng thú, có thể tự mình nghiên cứu. Tư vô nhai truy vấn, theo ta quan sát, mỗi cái thế giới đều có thể thông hướng chỗ bí ẩn, trùng hợp là. Kim hồng hắc bạch hoàng thông hướng chỗ bí ẩn phương hướng nhất trí. Hắn tiện tay vung lên, một chương giấy trắng bay ra ngoài, rơi tại Lam Hy Hòa trước mặt, Lam Hy Hòa ánh mắt rủ xuống, nhìn đến phía trên đồ án, bình tĩnh như nước biểu tình, tái hiện một vẻ kinh ngạc, sau đó nói, ngươi là. Ta vừa rồi đã nói, ta là ma thiên các đệ thất đệ tử, tư vô nhai điều này nói rõ phía trước lam hy hòa hoàn toàn không có đem tư vô nhai để ở trong lòng lúc này nàng không thể không chính nhìn trước mặt cái này vì trẻ tuổi ta là ma thiên các đệ cửu đệ tử từ diên nhi tỷ tỷ nơi này tiểu diên nhi ghé vào cái bàn bên trên cánh tay kẹp lấy cái bàn phất tay chào hỏi đầu vừa tốt đặt lên bàn có điểm không thấy được lam hy hòa nhìn về phía tiểu diên nhi lộ ra nụ cười ấm áp tạ ơn nàng ánh mắt trở lại tư vô nhai thân bên trên nói ra người họa bức tranh này không tệ ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Tư vô nhai lộ ra hư tâm thỉnh giáo thái độ, Lam Hy Hòa nói ra, ngươi có thể nhiều lớp vài cái giống nhau địa đồ, một lần nữa họa một lần. Bức tranh này họa rất tốt, nhưng mà hẳn là không chuẩn xác thực. Kia là một đầu uốn lượn tuyến, đem hắc bạch kim hoàng đỏ nối liền cùng nhau, đường tuyến kia liền là lạch trời đến hắc thủy huyền động, lại đến thiên luân sơn mạch. Đa tạ Lam Tháp chủ nhắc nhở, tư vô nhai nói bổ sung, bức tranh này hoàn toàn chính xác không chuẩn, bởi vì ta có một chương chuẩn xác hơn đồ quên mang đến vừa rồi bất quá là xác nhận thôi lam hi hòa cho ngươi thêm một cái lời khuyên mời nói quá mức tự tin chính là tự phụ tứ đại chỗ bí ẩn tốt nhất đừng thăm dò lam hi hòa nói ra cái này lúc lục châu mở miệng nói tứ đại chỗ bí ẩn truyền thuyết mà nói chúng nó độc lập với thái hư hạt giống chỗ chỗ bí ẩn bên ngoài ngăn cách ta biết rõ giới hạn tại đây lam hi hòa nói ra tư vô nhai không lại truy vấn mà là lâm vào trầm tư không biết suy nghĩ cái gì một lát sau lam Hi hòa nói ra vấn đề thứ hai nàng đứng lên hai chân lơ lửng chậm rãi hướng về phía trước nói ra không có người có thể vĩnh sinh ta cũng không ngoại lệ ta nghĩ tại đại hạn tiến đến phía trước tìm tìm một vị người thay thế diệp thiên tâm là cho đến tận này ta bản thân nhìn thấy người chọn lựa thích hợp nhất chỉ tiếc hữu duyên vô phận tiểu diên nhi bắt đầu tách ra tay chỉ nói thầm bát diệp có thể sống một nghìn năm Cửu Diệp 1.600 năm, thập Diệp 2.600 năm, mở một mệnh cách 500 năm, tỷ tỷ. A, à, Tiểu Diên Nhi kinh ngạc, che miệng nhỏ, giống như không thể để cho tỷ tỷ. Lam Hi Hòa tối thiểu nhất 12 mệnh cách, trước sau cộng lại chỉ ít 8.600 năm. Cái này, đám người nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, hết chuyện để nói, không biết rõ tại nữ nhân mặt mà nói cái này rất không lễ phép sao? Bất quá, Lam Hi Hòa tựa hồ cũng không tức giận, trải qua dài rằng giặc tuế Nguyệt nàng sớm đã coi nhẹ các loại nhàm chán lục đục với nhau, cùng với dối trá a dôi nịnh nọt. Tiểu Diên Nhi thẳng thắn, ngược lại làm nàng thưởng thức. Lam Hy Hòa lộ ra tiếu dung, tiếp tục lên cao, nhìn nói với Lục Châu, Lục Các Chủ, người thật không phải tới từ Thái Hư. Lục Châu giao động xuống, Lam Hy Hòa nói ra, kia liền là đến từ tứ đại chỗ bí ẩn. Lục Châu lại lần nữa lắc đầu, ta minh bạch, có lẽ trên đời này căn bản cũng không có Thái Hư. Cái này lời nghe đến tất cả mọi người không hiểu ra sao có lẽ là ta đoán sai. Lam Hy Hòa nhẹ giọng than nhỏ, ngọc thủ nâng lên. Ông, bạch sắc tinh bàn nở rộ tại mọi người trước mặt. Tinh bàn như là mặt trời gay gắt, sát na ở giữa tối xuống dưới, lại như hạo nguyệt đương không. Xông ra mệnh cách khu vực 36 cái hình tam giác co lại trở về. Mệnh cách nở rộ quang hoa, 13 đạo mệnh cách khu vực, theo lần sáng lên, lóe lên liền biến mất. 13 mệnh cách, Vu chính hải kinh ngạc nói, liền liền lục châu cũng không nghĩ đến, lam hi hòa lại là mười ba mệnh cách mang ý nghĩa nàng vượt qua hai đại mệnh quan lam hi hòa nhìn về phía tiểu diên nhi nhẹ giọng than nhỏ nói tiểu muội muội kỳ thực ta rất trẻ trung chỉ bất quá ta tu hành xuất hiện sai lầm để thập tam mệnh cách không chỉ không có tăng thọ ngược lại hao tổn ba ngàn năm người gọi ta một tiếng tỉ tỉ cũng không phải không thể dùng lam hi hòa tiếu dung như gió xuân hoàn toàn không giống như là cao cao tại thượng bạch tháp tháp chủ cũng không quan tâm cái này gọi sẽ kém bối nha, tiểu diên nhi lại bẻ ngón tay phối hợp đếm, 11 mệnh cách 8.100, 12 mệnh cách 8.600, 13 mệnh cách giảm đi 3.000. A, à, nàng lại che miệng nhỏ, nói ra, tỷ tỷ, có thể ta năm nay mới 18, cái này lời quay đầu, biết sao? Cũng may Lam Hy Hòa cũng không thèm để ý, mà là có chút kinh ngạc nhìn xem Tiểu Diên Nhi, nói ra, 18. Tiểu Diên Nhi gà con mổ thóc giống như gật đầu, con mắt thật to, tò mò nhìn chằm chằm tóc dài như thác nước nhìn niên kỷ cùng nàng không kém bao nhiêu Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa ánh mắt từ tiểu diên nhi thân bên trên chuyển qua tư vô nhai, lại lướt về phía vô chính hải, sau cùng rơi trên người hải loa, nói ra, lục các chủ, đây đều là đồ đệ của ngươi. Lục Châu lắc đầu nói, không hoàn toàn là, thẩm tất kho người, ma thiên các hộ pháp, gặp qua Lam tháp chủ, nhan chân lạc, ma thiên các tả sứ, gặp qua Lam tháp chủ, còn lại không so giới thiệu, không cần nói cũng biết. Lam Hy Hòa cười nói, lục các chủ là thế nào dạy dỗ nhiều như vậy kiệt xuất đệ tử lục châu vuốt dâu nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân hắn nhóm thiên phú không tồi càng nhiều là dựa vào tự thân cố gắng 18 năm có thể đạt đến cửu diệp đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến lam hi hòa lại liếc mắt nhìn tiểu diên nhi uốn nắn một lần cửu sư tỷ là từ năm tuổi bắt đầu tu hành hải loa nói ra không sai lam hi hòa tán thưởng nhìn lấy bên tay trái hải loa cùng tiểu diên nhi người là nhỏ nhất đồ đệ hải loa gật đầu đơn giản dứt khoát hồi đáp ưng ừ, tiểu sư muội chỉ phí một năm không đến liền thập diệp tiểu diên nhi khá có chút khoe khoang giống như đạo không đến một năm đúng vậy a à, thế nào rồi chủ đề kéo tới có chút xa tiếp tục như vậy chắc chắn liên lụy đến hải loa xuất thân lạc tuyên nói qua hải loa đến từ chỗ bí ẩn thêm lên nàng cũng có dùng qua thái hư hạt giống làm không tốt sẽ dẫn tới người khác chú ý dù là tư vô nhai đối mỗi người khí tức đều tiến hành ẩn tàng nhưng mà 10 cái đệ tử thành đoàn xuất hiện, mỗi người kinh người, rất khó không để người hướng kia 10 cái thái hư hạt giống nghĩ. Nhưng mà, Lam Hi Hòa lại lần nữa đứng lên, nhìn nói với Lục Châu, "Lục các chủ, ta đã cho thấy đầy đủ thành ý, vấn đề của các ngươi, ta toàn bộ từng cái thẳng thắn hồi đáp. Kia, ta có thể cũng hỏi mấy vấn đề?" Mời nói, cái này một cái mời chữ, Ma Thiên các đám người liền biết rõ các chủ đối Lam Hi Hòa coi trọng. 13 mệnh cách Lam Hi Hòa, qua hai đại mệnh quan cao thủ lý nên được đến đãi ngộ như vậy. Lục các chủ thật không phải là thái hư bên trong người. Lam Hy Hòa ánh mắt nhu hòa, nhu hòa giống là hai ngọn đèn sáng, tràn ngập vẻ chăm chú. Lục Châu lắc đầu nói, không phải, Lam Hy Hòa tiếp tục hỏi, kia lục các chủ tu đến vì sao là Lam Liên. Cho tới nay, Lục Châu Lam Liên, đã thành ma thiên các đám người dựa vào. Sớm nhất thời điểm, tư vô nhai cho rằng là đến từ bình chướng, lại sau đến, bốn vị trưởng lão tưởng rằng bí pháp nào đó, không liên giới xuất hiện về sau rất nhiều người hoài nghi lam liên giới tồn tại rất nhiều người đã đem lục châu trở thành lam liên đại lão tỉ như tiêu vân hòa vấn đề là giả thiết thành lập kia lục châu là như thế nào thi triển kim liên năng lực không cần nói kim liên nhỏ yếu kim liên triệu văn hỗn loạn chỗ treo lên đánh hắc bạch tháp hai đại trưởng lão sự tình có thể làm không phải giả vờ hắn là thế nào làm đến tất cả mọi người rất hiếu kỳ lục châu nghĩ nghĩ hồi đáp công pháp hắn không có gạt người thiên thư tam quyển cho liền là Lam Liên. Lam Hy Hòa nghe nói, thất vọng mất mát, tựa hồ đối với đáp án này cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại không cam tâm, thật. Lão Phu từ không nói láo, Lục Châu nói ra, cái cuối cùng thỉnh cầu, Lam Hy Hòa khôi phục thành bình tĩnh như nước trạng thái, tựa hồ liền ban đầu chờ mong cũng không còn sót lại chút gì, ta muốn hướng lục các chủ thỉnh giáo hai chiêu, Lục Châu. Các đồ đệ ngược lại là không quan trọng, không biết rõ sư phụ tại nghĩ cái gì. Lục Châu tại suy tư ứng đối phương thức, hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà đa số đều là đưa người vào chỗ chết thủ đoạn, không thích hợp dùng cho luận bàn thỉnh giáo. Đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, vì sao? Lục Châu hỏi, Lam Hy Hòa than nhẹ một tiếng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bất luận là hắc tháp hay là bạch tháp, đại viên hoặc là đại minh. Ta từ không bại qua, từ lúc nhìn thấy lục các chủ đánh với hạ tranh vanh một trận, liền biết nhân ngoại hữu nhân. Ta biết rõ ta rất khó thủ thắng, nhưng mà ta còn là nghĩ thử một lần, liền vì cái này cũng là vì nghiệm chứng nội tâm một cái ý nghĩ, ý tưởng gì. Hiện tại còn không xác định, Lam Hy Hòa không trả lời thẳng hắn vấn đề. Lục Châu nhẹ điểm nhẹ đầu, nói ra, người có muốn nghĩ tốt, chỉ cần Lão Phu nguyện ý, thế gian này không có người có thể đỡ nổi Lão Phu một trường. Tại chỗ bạch y tu hành đám người biểu tình cứng ngắc. Cái này lời quá phách lối, bọn họ cũng đều biết Lục Châu Tu Vi rất thâm hậu, có thể treo lên đánh hạ tranh vanh, nhưng mà cũng không đến nỗi liền một trường đều gánh không được huống chi 13 mệnh cách bạch tháp tháp chủ Lam Hy Hòa. Chỉ có Ninh Vạn Khoảnh, biểu tình có chút không được tự nhiên, hắn không nhìn thấy, nhưng nghe được rõ ràng. Lam tháp chủ, thuộc hạ dùng vì, không cần thiết luận bàn, Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Người cảm thấy ta không có phần thắng, Lam Hy Hòa nhìn về phía Ninh Vạn Khoảnh, ta không phải ý kia, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Lục các chủ thực lực ta đã tự mình lĩnh giáo, tự biết không phải lục các chủ đối thủ, Ninh Vạn Khoảnh là người thông minh, không hy vọng dẫm vào hắc tháp vết xe đồ. Bên cạnh một tên bạch y tu hành người nói ra, Ninh thẩm phán, ngươi là ngươi, ngươi làm sao có thể cùng tháp chủ đánh đông. Lục các chủ liền hai đại trưởng lão đều có thể đánh bại, ngươi bại không phải rất bình thường. Ninh vạn khoảnh một lúc nghẹn lời, được làm vô thua làm giặc, không lời nào để nói. Lam Hy Hòa nói ra, ta tự có phân tắc, Lục Châu nhẹ điểm nhẹ đầu, nói ra, ba chiêu, một lời đã định, vừa mới nói xong. Lam Hy Hòa thân ảnh từ kia ghế giải biến mất liền giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, có thể làm đến cái này dạng tới vô ảnh đi vô tung, không hề có động tĩnh gì, có thể thấy 13 mệnh cách chỗ cường đại. Bên ngoài, Tiểu Diên Nhi quay người chạy ra ngoài, nhảy vọt đến trên lan can, nhìn xem mịt mù thế giới bên trong lơ lửng Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa mỉm cười, Tiểu muội muội người có thể cảm ứng được. Cảm ứng, Tiểu Diên Nhi lắc đầu, biểu thị không hiểu, Lam Hy Hòa lại lần nữa hư ảnh nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Tiểu Diên Nhi tại trên lan can nhảy vọt, Vòng qua mấy cây trụ tử, nhìn xem tránh khỏi Lam Hi Hòa nói, "Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì?" Lam Hi Hòa nàng nhíu mày, lại lần nữa hư ảnh lóe lên, lần này trực tiếp xuất hiện tại Bạch Tháp đối diện. Tiểu Diên Nhi tự hồ cảm giác được ra nàng là tại khảo thí chính mình, lòng hiếu kỳ nổi lên, Thái Thanh Ngọc giản thi triển lên, thất tinh thải vân bộ, hướng Bạch Tháp đối diện chạy tới, chân đạp trên lan can, như trong rừng tinh linh, nhẹ nhàng mà linh động. Quá gần, Tiểu Diên Nhi cười hì hì vượt qua lan can hướng Lam hy hỏa bay đi. Ma thiên các đám người ly khai bạch tháp 70 nhị tầng. Lục Châu một bên vuốt dâu một bên có chút hăng hái nhìn xem Tiểu Diên Nhi cùng Lam Hy Hòa hỗ động một màn. Cũng là không lo lắng nàng sẽ thương tổn Tiểu Diên Nhi. Lam Hy Hòa hư ảnh lại lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tu vi yếu người, rất khó bắt giữ đến bóng dáng của nàng. Tiểu Diên Nhi lại ngừng đầu lên nói, quá cao, ta không dám lên đi, người xuống đây đi. Hải Loa đi đến Tiểu Diên Nhi bên cạnh, có chút hiếu kỳ nhìn lấy Thiên Thượng, nói ra: Cửu sư tỷ ngươi xem gặp. Nàng liền cái này bay a. À. Tiểu Diên Nhi duỗi ra một ngón tay, chỉ chỉ chân trời. Lam Hi Hòa từ bên trên chậm rãi rơi hạ, nàng tràn ngập kinh ngạc nhìn xem Tiểu Diên Nhi, nói ra: Ta đột nhiên cảm thấy Diệp Thiên Tâm cũng không phải là người chọn lựa thích hợp nhất. Lam Hi Hòa tỉ mỉ nhìn kỹ Tiểu Diên Nhi, Tiểu Diên Nhi bị nhìn thấy không hiểu ra sao. Lục Châu thân như tơ liễu, đạp không hành tẩu đi đến ngoài tháp, nói ra, tiểu diên nhi tu chính là Thái Thanh Ngọc Giản, cái này là nhất môn tương đối cao công pháp, có thể đề cao mạnh ngũ cảm lục thức, nàng có thể nhìn được ngươi không kỳ quái. Giống như miêu đồng dạng, người tại miêu con mắt bên trong, tốc độ là chậm rất nhiều lần. Trừ phi lam hy hòa tu vi đạt đến phá toái hư không tình trạng, nếu không rất khó tránh thoát tiểu diên nhi con mắt. Tiểu diên nhi bị khen tâm hoa nộ phóng, nói ra, bình thường nha. Hiểu được khiêm tốn là chuyện tốt, lúc này khiêm tốn, không phải là là tại rèm Pha Lam Hi Hòa sao? Tốt xấu nàng là Bạch Tháp Tháp chủ, người ba mệnh cách siêu cấp cao thủ. Lam Hi Hòa không hổ là sống mấy ngàn năm lâu nhân vật, cho dù là có chút xấu hổ, cũng mảy may nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Mà là nhìn xem Lục Châu ung dung nói, "Ba chiêu." "Ba chiêu, mời." Lục Châu bất động thanh sắc, nội tâm cũng đang không ngừng suy nghĩ nên như thế nào ứng đối. Nói cho cùng hắn chỉ là năm mệnh cách tu vi dựa vào thiên thư thần thông gắng ngượng bị mang lên 12 mệnh cách địa vị, chân chính cùng 13 mệnh cách. Lam Hy Hòa luận bàn, kia thật là không có phần thắng chút nào. Lôi cương, chỉ có cái này một cái biện pháp, cũng không thể dùng trí mệnh nhất kích, trực tiếp diệt nhân ra mệnh cách, truyền đi có tổn lão phu danh dự. Mà thực tại quá đắt, hai người hướng sau bay, lên tay bộ phận, thực tại nhìn không ra khác nhau. Giống như vương giả cùng thanh đồng lên tay đồng dạng, kéo kẹt, kéo kẹt, không gian bốn phía vang lên quỷ dị âm thanh, trừ bạch tháp, giữa thiên địa đánh tới thấu xương hàn ý lạnh lẽo. Mặt đất bông tuyết như ngỗng cọng lông tơ liễu treo ngược không trung phảng phất thiên địa điên đảo, càn khôn đảo ngược, cái này là cái gì nói, tư vô nhai nhìn đến kinh hồn táng đảm, ninh vạn khoảnh đi đến bên cạnh nói ra, mà xem tiếp đi, ta nhóm cũng rất ít nhìn đến tháp chủ xuất thủ Tháp chủ thậm chí cực ít lộ diện, đừng nói những thủ đoạn này. Cái này một tay ngược lại là để người lo lắng lục châu, bông tuyết lên tới không trung kéo kẹt tiếng càng thêm mãnh liệt không gian giống như là đông kết như vậy vu chính hải đám người đã cảm giác đến rõ ràng cảm giác mát sao tuyệt đối linh độ còn còn đáng sợ hơn một loại băng phong chi thuật tư vô nhai lui lại ninh vạn khoảnh nói ra không cần lo lắng bạch tháp có đặc thù đạo văn thủ hộ huống hồ tháp chủ không hội đối kiến trúc xuất thủ một đạo đặc thù bình chướng tại trên lan can phát sáng lên đem kia chút hàn ý ngăn tại bên ngoài Thang nhập không trung, lục châu toàn thân rất nhanh dính đầy bông tuyết, cảm giác mát xâm nhập, hắn chợt nhớ tới một đống phòng ngự tạp chưa từng dùng tới. Lúc này mở ra đạo cụ đến, nhìn một chút, nhất cấp phòng ngự, 10.000 điểm, giảm bớt 90% tổn thương, duy trì liên tục 10 giây. Nhị cấp phòng ngự, 8.000 điểm, giảm bớt 80 điểm tổn thương, duy trì liên tục 10 giây. Mua hai cái, công đức điểm coi như giàu có, nhị cấp không cần, Năm mệnh cách ngăn trở 13 mệnh cách 10 phần trăm, hẳn là vấn đề không lớn a. À? Kéo kẹt, kéo kẹt, đồng kết thanh minh hiển so trước đó càng vang, hô, Lam Hy Hòa thân ảnh biến mất tại treo ngược đại trong tuyết, lại xuất hiện lúc đi đến Lục Châu sau 45 độ phía trên. Tay bên trong cầm Hạo Nguyệt vũ khí, quang Huy bắn bốn phía, đơn trưởng đánh tới. Nàng cái này một tới gần, bỗng nhiên so trước đó mãnh liệt mấy lần. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí lập tức bị đông cứng, không có cách nào điều động. Lục châu bóp nát nhất cấp phòng ngự tạp, đan điền khí hải bên trong tỏa ra dòng nước ấm, hướng toàn thân chạy trốn, kỳ kinh bát mạch bị nguyên khí tràn ngập, đại bộ phận hàn ý đều bị tự động xua tan. Toàn thân giống như bị độ nhất tầng kim sắc quang hoa, như là Phật tổ hàng lâm, mặc dù như thế, lam hy hòa một trưởng rơi hạ thời điểm, càng ngày càng mạnh hàn ý bảnh trướng đánh tới. Cái này tạp quả nhiên gân gà, đánh chết chính mình không phải kia 90% tổn thương, mà là vậy còn dư lại 10%. Lục Châu không chút do dự xuất trưởng, lôi cương, cửu thiên tri thượng tử lôi cuồn cuộn, mây đen ngập đầu, trong lòng bàn tay bắn ra kinh lôi giống như cương khí. Cùng Lam Hy Hòa tay bên trong hạo nguyệt vũ khí đụng vào nhau. Âm, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, đi, Lục Châu đẩy trường. Lôi cương như là phá vỡ hư không, đỉnh lấy Lam Hy Hòa, bay ra ngoài. Lam Hy Hòa ngẩng đầu vọng thiên, nhìn xem kia kinh lôi giống như lôi cương, có chút khó có thể tin, nói, Lục các chủ vậy mà còn biết lôi cương âm âm, Lam Hy Hòa bị lôi cương đánh trúng lăng không sau lật. Nàng tâm sinh kinh ngạc, tay phải đánh ra Thái Dương Nhật Huy, đem lôi cương dư huy cản ra ngoài. Cực lớn gợn sóng, đem treo ngược mà lên bông tuyết chấn xuống. Lam Hy Hòa tay bên trong Nhật Nguyệt Quang Huy tiêu thất. Bốn phía khôi phục như thường, song phương xa xa tương đối. Lục Châu tâm tư lại hoàn toàn không tại Lam Hy Hòa thân bên trên, mà là tại suy si tư hoa không có lời. Đương nhiên là đặc biệt không có lời. Hai cái tạp, mới thắng một chiêu, sớm biết liền cùng nàng lại đến điểm tiền đặt cược cái gì. Huyết thua thiệt, chiêu thứ nhất, người thua, lục châu vuốt dâu nói. Lam Hy Hòa lắc đầu nói, không, hẳn là là người thua, chấm hỏi chấm hỏi ngập kép, lục châu có điểm mộng, thế nào liền lão phu thua rồi, cần phải ăn kia một phần trăm tất sát có thể trung thực. Lam Hy Hòa nói ra, ta vừa rồi xử là sáu mệnh cách mệnh quan năng lực phối hợp nhật nguyệt tinh luân, nguyên khí đảo ngược, càn khôn điên đảo. Lục các chủ cưỡng ép điều động nguyên khí, là tự tổn một ngàn, thương địch tám trăm cách làm lục châu không nói chuyện cái này nữ nhân sống đến từng tuổi này là muốn quyệt nợ người bây giờ hẳn là vô pháp lại điều động nguyên khí kỳ kinh bát mạch làm điều ngang ngược đã bị hàn khí hỗn loạn lam hy hòa nói ra vừa dứt lời lục châu đình chỉ vuốt râu hư ảnh lấp lóe trong lòng bàn tay nở rộ kim sắc tinh bàn kia tinh bàn chỉ có năm mệnh cách nhưng ở mọi người nhìn lại hắn đây là tại cố ý ẩn giấu thực lực lão phu trước ra chiêu thứ hai, Lục Châu khống chế lấy tinh bàn bay lượn mà đi, Lam hi Hòa đã lông mày nhíu chặt, nói khẽ, không có việc gì. Nàng cấp tốc điều chỉnh tâm trạng, một trưởng Nhật Huy, một trưởng Hạo Nguyệt. Nhật Nguyệt đồng huy, Lục Châu tinh bàn còn không rơi hạ liền biến mất ở không trung, năm ngón tay đè xuống. Năm mệnh cách tinh bàn chỉ có thể đánh một chút động tác giả. Trong lòng bàn tay tử lưu ly lấp lóe tử quang, phương viên trăm mét phạm vi bên trong, không gian mông lung mà vặn vẹo. Hợp, lam Hy hòa cảm thấy cực hạn hàn lãnh nhật huy diệu thiên nhật nguyệt tinh luân lay động ra thiên mạc gợn sóng ninh vạn khoảnh nhướng mày nói ra tất cả mọi người bảo hộ bạch tháp vâng bạch y tu hành nhóm lần lượt đi đến trên lan can hình thành gần như nửa vòng tròn thế đứng tế ra tinh bàn đứng tại thân trước rầm 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 nhật nguyệt tinh luân lực lượng nệ ở hắn nhóm tinh bàn bên trên chúng bạch y tu hành người lăng không sau lật kêu rên thổ huyết ma thiên các đám người cấp tốc tập hợp dùng thẩm tất đứng đầu tế ra tinh bàn lại lần nữa đón đỡ âm âm thanh quanh quẩn tại bạch tháp chân trời mây hình nấm giống như năng lượng phát tiết cũng không biết trải qua bao lâu cái kia năng lượng tiếng va chạm dần dần biến mất hai người một trái một phải xa xa tương đối ván này đều thắng ngã một lần khôn hơn một chút lam huy hòa không có giống phía trước kia dạng vọng hạ phân tích ánh mắt khôi phục lục châu cảm giác hạ tử lưu ly năng lượng hoàn toàn chính xác tiêu thất hầu như không còn hắn không rõ ràng lam hi hòa tình huống có bị thương hay không song phương từ mặt ngoài nhìn đều rất bình thường cái này là lục châu lần thứ nhất thi triển băng phong năng lực tử lưu ly lợi hại không cần lắm lời nhưng mà lục châu không nghĩ đến lam hi hòa có thể hoàn mỹ giải khai cái này một chiêu trong tay ngươi là vật gì lục châu nói ra vật này được đặt tên là nhật nguyệt tinh luân là nhiều năm trước một vị tiền bối đưa tặng lam hi hòa nói ra hợp có lẽ xem như thế đi lam hi hòa nói ra ván này, ngang tay, như thế nào, Lục Châu nói ra, Lam Hy Hòa nội tâm nhẹ thở ra một hơi, mặt ngoài bình tĩnh như nước. Còn là có cơ hội, Lục Châu thản nhiên nói, tiếp xuống một chiêu, hy vọng ngươi có thể đỡ nổi. Chiêu thứ hai kết thúc về sau, Lục Châu cảm giác đến hắn có chút xem nhẹ Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa tay bên trong có đặc thù vũ khí, từ nàng nói bên trong có thể phán đoán, nàng tự hồ không cho rằng kia nhật nguyệt tinh luân là, hợp, vậy liền sẽ không là thấp hơn hợp vũ khí tại lục châu chủ động tiến công tình huống dưới nàng lợi dụng nhật nguyệt tinh luân hóa giải tử lưu ly li băng phong năng lực thế hòa cũng là công bằng đến chiêu thứ ba lục châu quyết định không lại cho nàng cơ hội hắn phát hiện cái này việc dài rằng giặc tuế nguyệt nữ nhân thủ đoạn muốn so với bình thường cường giả hơn rất nhiều hắn trong lòng bàn tay nhiều một trương tạp lôi cương là phúc là họa nhìn chính mình vận mệnh lam hy hòa cũng từ lục châu vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến nghiêm túc tại hắc tháp lúc đều không có thấy qua nghiêm túc muốn thi triển lam liên sao lam hi hòa sắc mặt nghiêm túc mái tóc dài màu xám theo nàng nhị chỉ giao thoa biến thành lam nhạt chi sắc nàng quần áo như là hồ điệp bị nguyên khí chống lên nở rộ tóc dài tung bay giơ cánh tay lên tay bên trong hạo nguyệt quang huy thu nạp giữa thiên địa nguyên khí ta vẫn cho là lục các chủ nắm giữ bản nguyên lực lượng bản nguyên lực lượng chính là giống không chung một dạng xanh thẳm nguyên lai like không phải lam hi hòa tay bên trong nhật nguyệt tinh luân hào quang tỏa sáng mặt trời gay gắt cùng hắn so sánh với cũng ảm đạm phai mờ. Cái này là lam tháp chủ đệ nhị mệnh quan năng lực. Cho dù là bạch tháp tu hành đám người cũng rất kinh ngạc tại cái này trói lọi một màn. Hắn nhóm chưa bao giờ thấy qua lam tháp chủ thi triển cái này cường đại chiêu thức. Nhật nguyệt đồng huy, tinh bàn nở rộ, bạch sắc tinh bàn cùng nhật nguyệt tinh luân quang huy hòa lẫn, tiếp lấy tinh quanh quẩn, quẩn quay vòng lên, 36 cái hình tam giác, theo lấy cấp tốc xoay tròn, hình thành một đạo đặc thù năng lượng vòng xoáy tất cả nguyên khí đều bị 36 cái hình tam giác hút vào tinh bản bên trong. Cái này, tư vô nhai nhìn đến trong mày, nàng thế mà có thể đem giữa thiên địa nguyên khí toàn bộ hấp thu, thủ đoạn như vậy, chỉ sợ là so 13 mệnh cách mệnh cách lực lượng toàn bộ phóng thích còn còn đáng sợ hơn. Vu Chính Hải nói, hiền đệ, theo ý kiến của ngươi, sư phụ chịu nổi sao? Không dễ phán đoán, suy cho cùng sư phụ ứng đối là cho tới bây giờ cường đại nhất người, tư vô nhai sắc mặt dày đặc nói cường đại nhất ngươi, phía trước kim liên người mạnh nhất bất quá là bắt diệp, sách sử thường xuyên có thể nhìn đến thiên giới lượn quanh thuyết pháp, thời gian lâu dài cũng không có người tin tưởng, hiện nay hết thảy đều phải đến nghiệm chứng. Sách sử đã từng đề cập tới vạn lưu trí tôn, ấn lý đến nói, có phải là hẳn là có trí tôn đại năng? Vu Chính Hải còn nhớ rõ vừa rồi tại điện bên trong lúc, Tư Vô Nhai đã nói. Tư Vô Nhai nói ra, đương nhiên là có, cũng nhất định hội có. Tứ đại chỗ bí ẩn, đã thuyết minh vấn đề sư phụ từng nói qua lão bát tại hoàng liên tu hành có thể thấy ta nhóm chỗ thiên cùng địa bị chia cắt thành địa phương khác nhau lại bị các loại có thể thấy được hạn chế ngăn trở tỉ như vô tận hải tỉ như cường đại hung thú còn có thần bí không biết thái hư vu chính hải gật đầu thở dài nói kiểu nói này lúc trước khương văn hư làm là đúng khương văn hư kia là bản thân tư lợi nhân loại mặc kệ lúc nào đều sẽ phải gánh chịu tai nạn có nhiều lớn tai nạn liền hội sinh ra nhiều mạnh năng lực như có một ngày tai họa ngập đầu đột nhiên đến, nhân loại liền chết cũng không biết thế nào chết. Cho nên, ta không chủ trương ngăn cản nhân loại tiến lên. Tương phản, ta duy trì thăm dò, tiến bộ, không ngừng biến cường, tư vô nhai nói ra. Không ngừng biến cường, vu chính hải cởi mở nói, còn là hiền đệ có kiến giải. Lam Hy Hòa Tinh trong mâm vòng xoáy càng ngày càng thịnh. Nhật Nguyệt Quang Huy tại chung quanh nàng ngôi sao kín không kẽ hở quang mang vách tường phương viên vạn mét phạm vi bên trong nguyên khí đều bị cái này đạo cự đại vòng xoáy hút tới. Tinh bàn quang mang cũng đạt đến trước nay chưa từng có trói mắt, trói lọi. Nguyên khí bị hấp thu hầu như không còn, những người khác cảm thấy hô hấp cảm giác áp bách, cái này trùng tốc độ hấp thu kinh người, đến mức càng xa nguyên khí đều không kịp bổ sung. Tinh bàn ngừng xoay tròn lại, 36 cái hình tam giác lùi về mệnh cung khu vực. 13 cái mệnh cách, đồng thời phát sáng lên, vận sức chờ phát động. Lam Hy Hòa ánh mắt từ phía chân trời, chuyển qua Lục Châu thân bên trên. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Châu lắc đầu, bình luận, loè loẹt, phất tay áo đẩy trưởng, trong lòng bàn tay lôi cương lập tức vỡ vụn, nhàn nhạt huỳnh quang hóa thành một đạo kim sắc trưởng ấn, hướng phía trước lướt tới. Kia trưởng ấn không lớn, thẳng sao bình thường bàn tay đại 10 lần tả hữu, kim trưởng trong lòng bàn tay, khắc lấy một cái chữ triện tự phù, lôi. Kia lôi cương nhanh như thiểm điện, nhào về phía Lam Hy Hòa. Lôi, tự phù hầu, lập tức cùng trên 9 tầng trời âm vân hình thành cảm ứng cấu kết, trong hư không một đạo thiểm điện thuận thế rơi hạ. Lam Hy Hòa Nhật Nguyệt Tinh Luân, mạng thân quang mang, cùng với tinh bàn, tại lúc này bộc phát ra minh mông lực lượng. Oanh, lôi cường trúng đích, Lam Hy Hòa chỗ không gian, xuất hiện vạn vẹo giống như ba động. Đón lấy, trói tai tiếng oanh minh, lập tức khiến cho mọi người mà nghĩ rung động, mất đi thính giác. Quang mang bắn bốn phía, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Lệnh tất cả người quan chiến mất đi thị giác cái gì cũng không nhìn thấy, nghe không được, chỉ có ong ong không ngừng ù tai tiếng. Duy nhất may mắn là là, cái này mênh mông lực lượng, không có giống lần trước như thế, tác động đến bạch tháp. Oanh, rầm rầm rầm, Lam Hy Hòa ngẩng đầu vọng thiên, nhìn xem kia cửu thiên tri thượng hạ xuống tử lôi, tràn ngập kinh ngạc. Cái này lực lượng, nàng vô pháp lý giải, tinh bàn ảm đạm xuống, nhật nguyệt tinh luân đỉnh đi lên, thu, tinh bàn thu hồi, nàng cảm thấy thái sơn áp đỉnh lực lượng đưa nàng không ngừng đè xuống kia kim trưởng tự tại trước mặt cách đó không xa trong lòng bàn tay lôi tự phù không ngừng hấp dẫn lấy không trung bên trong tử lôi mỗi một đạo tử lôi hạ xuống nàng đều sẽ bị giảm xuống trăm mét độ cao dầm 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 nhật nguyệt tinh luân cũng mất đi quang hoa lên lam Hy hòa lộ ra chấp nhất ánh mắt bạo phát đan điền khí hải lực lượng nghĩ muốn kháng trụ cái này sóng lôi cương nhưng mà nàng vừa dâng lên mấy chục mét độ cao phía trước kim trưởng bổ nhào xuống bất thiên bất ỉ đánh vào trên ngực của nàng oanh làm sắc điện hồ tiêu thất, màu tóc khôi phục thành hôi sắc, đan điền khí hải, nhật nguyệt tinh luân, tinh bàn. Tất cả nguyên khí đều bị cái này một trưởng dội tắt. Cấp tóc hạ xuống, cái này qua kéo dài thời gian cũng không dài, chỉ có thời gian mấy hơi thở, quang mang tán đi, nguyên khí hướng chảy bốn phía, cảm giác áp bách tiêu thất. Thị giác cùng tính giác đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, từng cái trở lại hắn nhóm thân bên trên. Hắn nhóm sớm đã không kịp chờ đợi muốn nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu lục châu vẫn y như cũ đứng lơ lửng giữa không trung một tay vuốt râu một tay chắp sau lưng tại phía trước trăm mét có hơn không trung chỗ nào có thể thấy được lam hi hòa cái bóng chúng bạch y bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn đồng thời nhìn về phía phía dưới lam tháp chủ chấm than ngoặc kép hắn nhóm nhìn đến lam hi hòa thân ảnh nhỏ bé mà bất lực tay phải che ngực bờ vai của nàng tại run dày nàng nửa thân người cong lại khóe miệng nhỏ ra đỏ thắm tiền huyết rơi tại trắng tuyết bên trên Giống như là hồng sắc hoa mai đồng dạng, yêu diễm mà mỹ lệ. 72 tầng Bạch Tháp không trung quan sát Lam Hi Hòa, liền giống như là nhìn đến yếu ớt chim tước đồng dạng, lẻ lo chơ trọi rơi tại trên mặt tuyết, run lẩy bẩy. Bạch Y tu hành đám người, một lúc khó mà tiếp nhận hắn nhóm cao cao tại thượng, vô địch khắp thiên hạ Lam Tháp chủ, liền cái này bại. Tập thể suy nghĩ xuất thần, Lam Hi Hòa rất chán ghét mặt đất, cũng rất chán ghét ánh sáng mặt trời. Càng chán ghét thất bại, tại nàng cả đời bên trong chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, bị bại như này dứt khoát. Ba chiêu, chỉ có một chiêu miễn cưỡng chiến bình, Lam Hy Hòa biết mình hội bại, nàng tận mắt thấy qua lục châu dùng Lam liên hình thức, quét ngang hắc tháp, khiến cho tập thể bị hạ thấp. Cho nên, nàng rất muốn mượn cơ hội này, nghiệm chứng nội tâm một cái ý nghĩ. Nhưng là không nghĩ đến là, thua từ đầu đến đuôi. Nàng không thể nào tiếp thu được, tóc rơi tại bạch tuyết bên trên, cái này nhìn như thuần khiết sạch sẽ đồ vật, nàng rất khó chịu, nàng kiệt lực để cho mình đứng thẳng, kiệt lực áp chế nội tâm không bình tĩnh, kiệt lực khống chế cuồn cuộn khí huyết. Dùng đại địa vì cơ, Lam Hy Hòa đứng vững thân thể, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem kia không trung bên trong lục châu. Bạch tháp bạch y tu hành đám người, lần lượt lướt xuống. Tầng dưới chót bạch tháp các thành viên, trong khoảnh khắc tuôn ra. Hạ tầng nghị hội bạch tháp các thành viên, rất nhiều người vào bạch tháp đến nay đều không có nhìn đến qua Lam Hy Hòa hình dáng. Hắn nhóm toàn bộ chạy ra, muốn nhìn một chút, hắn nhóm tháp chủ đến cùng là cái dạng gì. Dung nhan tuyệt thế, ánh mắt trong suốt, da thịt trắng nõn. Liền giống như là bình tĩnh trên mặt hồ nở rộ khai hoa liên hoa. Hắn nhóm không kịp nhìn rõ ràng Lam Hy Hòa cụ thể bộ dáng. Lam Hy Hòa tiện tay vung lên, phong quyển tuyết động hoa, mạn thiên phi vũ. Không sắc tiên huyết theo bông tuyết bay nhập không trung biến mất không thấy gì nữa, nhật nguyệt tinh luân, một lần nữa nở rộ quang mang, cướp đi tầm mắt mọi người quang mang tán đi, chờ bọn hắn nghĩ muốn lại nhìn rõ sở thời điểm, kia phiến tuyết bạch đất trống bên trong nơi đó còn có lam hy hỏa cây bóng. Rỗng tuếch, nhưng ở kia tiên huyết tiêu thất địa phương, lại dài ra một đóa kiểu diễm ướt át đóa hoa. nghênh lấy ánh sáng mặt trời, nở rộ, 72 tầng trên không trung, lam hy hỏa ánh mắt như nước, khôi phục thành trước kia bộ dáng. Cùng so với trước kia, nàng cao cao tại thượng khí chất, thiếu một chút. Ngược lại là nhiều một chút khiêm tốn thái độ, ta thua, Lam Hy Hòa nhìn xem Lục Châu nói ra. Lục Châu thản nhiên nói, người thụ thương. Vu Chính Hải nhìn về phía tư vô nhai thấp giọng nói, sư phụ đến cùng là thực lực gì? Dù sao từ trở về Ma Thiên Các cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn đoán không ra sư phụ. Tư vô nhai nói ra, phía trước ta dùng sư phụ có bí pháp gì có thể biên độ lớn tăng lên chính mình tu vi. Nhưng hiện tại xem ra, sư phụ xác thực đi qua thái hư. Đi qua thái hư, chỉ có đi qua thái hư người, mới có cái này lớn kỳ ngộ hơn nữa, ta còn có một cái đại sư huynh sẽ không tin tưởng suy đoán, tư vô nhai nói ra. Hiền đệ cứ việc nói, ta có thể không tin ngươi, vu chính hải trước vỗ vỗ hắn bả vai, tư vô nhai kéo ra bình chướng, tự mình truyền âm nói ra, hơn 300 năm trước, sư phụ từng đi qua một chuyến chỗ bí ẩn, vừa tốt có một khỏa đan dược bị lạc tuyên lấy đi. Vừa tốt tiểu sư muội hải loa kế thừa, lạc tuyên lực lượng, vừa tốt hải loa cũng có thái hư. Khí tức, vừa tốt 300 năm trước truyền ngôn thái hư hạt giống có 10 khỏa, vừa tốt ngươi ta đồng môn 10 người, vừa tốt. Ta nhóm 10 người thân bên trên, đều có, thái hư khí tức. Vu Chính Hải, Đại sư Huynh, ngươi cảm thấy hội có nhiều như vậy trùng hợp đồng thời xảy ra ở trên người chúng ta sao? Vu Chính Hải sửng sốt, tư vô nhai biểu tình như thường, liền giống như là tại trần thuật một kiện khách quan phát sinh qua sự tình giống như. Vu Chính Hải nói ra, ngươi thế nào không kinh ngạc? Kinh ngạc không phải là Đại sư Huynh sao? Việc này, Ta sớm liền đoán được, Tư Vô Nhai thoải mái mà nói ra. Vu Chính Hải muốn nói lại thôi, vốn định tại nói cái gì, nhưng cảm giác được cái này dù sao cũng là Bạch Tháp địa bàn, đành phải ngậm miệng lại, hắn rất nhanh khôi phục bình thường, không lại thảo luận cái này sự tình. Tư Vô Nhai nói ra, cái này cũng là đại sư huynh trước kia tử vong ba lần, tại ngàn năm đại hạn hạn chế hạ, y nguyên có thể phục sinh nguyên nhân căn bản. Thái hư hạt giống, được thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa, thể chất cải biến có thể sớm liền để chúng ta phá vỡ ngàn năm hạn chế. Nói một cách khác, Đại sư Huynh, ngươi là thiên tuyển chi tử, tại sao ta cảm giác ngươi cũng tại khen chính mình? Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời, ta là khen tất cả mọi người, tư vô nhai mây trôi nước chảy nói. Vu chính hải ho khan hạ, nói ra, trở lại chuyện chính, sư phụ đà thương lam hi hòa, ngươi cảm thấy sư phụ hộ chữa trị cho nàng sao? Không biết rõ, tư vô nhai lắc đầu, cũng có người không biết đến sự tình. Vu chính hải nói ra, Lam Hy Hòa quá mức ngạo khí, cái này một điểm cùng ngươi, cùng nhị sư đệ có điểm tương tự. Dùng sư phụ tính tình, không có tiếp tục đánh nàng cũng không tệ, còn nghĩ trị liệu. Đại sư huynh nói đúng, thành như vu chính hải sở liệu. Lục Châu nhìn xem thụ thương Lam Hy Hòa, cũng không có đồng tình chi tâm. Vừa rồi Lam Hy Hòa thi triển kia hủy thiên diệt địa một chiêu, nếu không phải. Lôi cương, thêm một cấp phòng ngự, chỉ sợ là mười đầu mệnh cũng không đủ kháng. Lục các chủ thủ đoạn, lệnh người bồi phục, Lam Hy Hòa nói ra. Lục Châu nói ra, người vận khí không tệ, phàm chúng lão phu cái này một trưởng, có rất ít người có thể đứng, thậm chí vẫn mệnh. Người có thể điều động nguyên khí, đúng là hiếm thấy. Lam Hy Hòa nói ra, Lục các chủ tự tin như vậy. Người không hiểu rõ lão phu, Lục Châu lắc đầu, Lam Hy Hòa rất nghĩ đến một câu, người cũng không hiểu rõ ta, nhưng mà nói như vậy, giống như là kiếm cớ. Nàng chỉ là ung dung thở dài, nói, nếu như ta tu hành không có ra sai lầm, có thể, Lục các chủ không phải là đối thủ của ta. Lục Châu đến lòng hiếu kỳ nói ra, người tu hành xảy ra điều gì sai lầm? Có thể lão phu có thể chỉ điểm ngươi một hai. Lam Hi Hòa nhìn một chút Lục Châu, hỏi, Lục các chủ, người tu vi bao nhiêu? Chỉ mạnh không yếu. Lục Châu hồi đáp, dù sao đều mức này, lão phu thế nào nói đều đúng. Lam Hi Hòa nói ra, mỗi sáu mệnh cách qua một mệnh quan, thông qua cực hạn chỗ khảo nghiệm, thu hoạch đến mệnh quan năng lực, thế nhân đều dùng vì, qua mười hai mệnh cách lại mở chính là 13 mệnh cách. Trên thực tế, không phải như vậy, Lục Châu trong lòng hơi động, không có chen vào nói. Lam Hi Hòa hướng Bạch Tháp phi hành, lần nữa tiến vào 72 tầng cung điện bên trong. Lục Châu các loại người một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Lam Hi Hòa tại cao ghế vào chỗ, liền giống như là từ không thụ thương giống như. Trên thực tế, 12 mệnh cách cảnh giới kế tiếp là mở thập nhất diệp, Lam Hi Hòa nói lời kinh người. Thập nhất diệp cái này để lục Châu nghĩ lên ngu thượng nhung, ngu thượng nhung là không có mở mệnh cách, trực tiếp mở thập nhất diệp. Lam Hy Hòa nói ra, không có để thập nhất diệp liên tỏa cùng mệnh cung tiếp nhận sinh mệnh, kia 13 mệnh cách về sau mở ra, liền hội hao tổn thọ mệnh. Ta đi qua rất nhiều nơi, cũng tìm kiếm qua cổ tịch, tư vô nhai nói ra, cái này suy đoán hẳn là chính xác, mệnh công lớn nhỏ cùng liên tỏa có quan, liên diệp mỗi nhiều mở nhất diệp, liên tỏa tự nhiên sẽ tăng thêm một ô, tiếp nhận thọ mệnh cũng sẽ càng nhiều. Lam Hy Hòa gật đầu, nhìn xem tư vô nhai nói, cho nên. Rất nhiều người mệnh cách số lượng bị hạn chế, vô pháp mở ra, chính là bởi vì mệnh cung quá nhỏ. Lục Châu nói ra, tu hành chi đạo, vốn là phức tạp nhiều biến. Người có thể hiện tại mở thập nhất diệp, đem hắn bù lại. Muộn, Lam Hy Hòa thở dài nói, 13 mệnh cách mở liền vô pháp nghịch chuyển, huống hồ, ta thời gian không nhiều. Lục Châu thừa cơ hỏi, người có thể từng gặp thập diệp, trực tiếp tiến vào thập nhất diệp.